Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 586. Đây chính là phần thiên đại kiếp đáng sợ, kiếp hỏa đủ để tận diệt hết thảy, có thể đem người nhân quả vết tích, theo trên căn nguyên đốt diệt thành hư. Sụp đổ chi chủ trầm mặc, thở dài một tiếng, an ủi, mộ chủ, chỉ cần ngươi còn sống liền tốt, sống sót liền sẽ có hy vọng. Diệp Thần ừ một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tương lai, nếu như không phục sinh được vũ tổ mà nói, chờ tương lai luân hồi sách lại hoàn thiện thêm chút, hắn vẫn có cơ hội trở lại quá khứ, đem hết thảy ách nạn nghịch chuyển. Sụp đổ chi chủ nhìn phía sau cây bồ đề, lại nói, gốc cây này địa ngục cây bồ đề, ta liền lấy tới chữa thương, ta ít nhất cần một tháng thời gian, mới có thể khôi phục. Trong tháng này, ta là giúp không đến ngươi cái gì, mộ chủ. Diệp Thần nói, ngươi cầm lấy đi chính là, Ngô, đúng, tiền bối, ta phiêu lưu đến địa phương nào. Diệp Thần thụ thương tuy nặng, nhưng tinh thần bây giờ là thanh tỉnh, hắn bắt giữ thiên cơ, lại phát hiện chính mình vị trí chi địa, vô cùng lạ lẫm, cùng ngoại giới cơ hồ không có bất luận cái gì liên lạc, hắn cũng không cách nào suy tính đến ngoại giới tình huống. Sụp đổ chi chủ cười khổ nói, chính ngươi xem chính là, nơi này, thật không đơn giản a, tương lai là phúc là họa, ta cũng không biết. Diệp Thần khẽ giật mình, tinh thần liền từ luân hồi trong mộ địa rút ra đi ra, muốn đứng dậy xem thế giới này, nhưng thương thế thực sự quá nghiêm trọng, liền bò đều không đứng dậy được. Chín cánh kim liên. Diệp Thần khẽ cắn môi, phúc trí tâm linh, lấy ra chín cánh kim liên. Đây là ngày xưa Thanh Liên đạo tổ di vật, kim liên bên trên chín mảnh cánh sen, Diệp Thần đã ăn qua 5 mảnh, trước mắt chỉ còn lại 4 mảnh. Cái này chín cánh kim liên, càng đi về phía sau, cánh sen ẩn chứa thần thông, thì càng cường đại, trong đó còn có Thanh Liên đạo tổ ngày xưa lưu lại ý chí ba động, nếu như tu vi không đủ cường đại mà nói, rất có thể không chống chịu được xung kích. Diệp Thần cách làm ổn thỏa nhất, là đợi đến tấn thăng thông thiên cảnh sau, lại phục dụng còn lại cánh sen. Bất quá khi cái này liên quan đầu, Diệp Thần thụ thương quá mức nghiêm trọng, chín cánh kim liên cánh sen bên trên năng lượng ẩn chứa linh khí, có thể giúp hắn khôi phục thương thế. Là phúc là họa, hết thảy đều là ẩn số, nhưng hắn bây giờ không có quyền lựa chọn. Lập tức, Diệp Thần liền lấy xuống mảnh thứ 6 cánh sen, nhét vào trong miệng ăn hết. Oanh! Đang ăn phía dưới cánh sen trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc mênh mông tin tức lưu, giống như biển động giống như mãnh liệt xung kích Diệp Thần não hải, mảnh này cánh sen bên trong ẩn chứa 9 loại thần thông công pháp, lập tức toàn bộ tràn tới. Mảnh này cánh sen, ẩn chứa 9 loại thần thông công pháp, chính là Nam Hoa Thiên Đạo Quyết, Nhân Tổ Tạo Hóa Quyền, Huyền Hoàng Càn Khôn Ấn, Nam Hoa Thần Du Bộ, Thiên Nhân Lăng Hư Kiếm, Sáng Sinh Huyền Hoàng Khí, Sáng Sinh Hóa Thần Chỉ, Vạn Pháp Quy Tông Đại Khí Công, Thiên Đạo Bất Diệt Thân. Cái này cửu môn thần thông công pháp, lại toàn bộ cùng Nhân Tổ Nam Hoa Lão Quân có liên quan, mang theo trụ thần pháp tắc ảo diệu. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới mảnh này cánh sen ẩn chứa công pháp, càng là bác đại tinh thâm như thế, đại bộ phận công pháp lại là không trọn vẹn, mặc dù mang theo trụ thần pháp tắc, nhưng tất cả pháp tắc tất cả tàn khuyết không đầy đủ. Dù cho như thế, cái này cửu môn công pháp, cũng so không không lúc nào khoảng không lưu truyền một chút đỉnh cấp công pháp lợi hại hơn nhiều, ký thác Thanh Liên đạo tổ tâm huyết. Thanh Liên đạo tổ là Nhân Tổ Nam Hoa Lão Quân ban sơ người đại diện, hắn tự nhiên biết được Nam Hoa Lão Quân đủ loại diệu pháp, nhưng Nam Hoa Lão Quân là trụ thần, hắn pháp môn, cũng không nhất định thích hợp không không lúc nào trên không người tu luyện. Cho nên, Thanh Liên đạo tổ liền đem Nam Hoa Lão Quân rất nhiều thần thông công pháp, toàn bộ sửa đổi, Diệp Thần bây giờ cảm ngộ đến cửu môn công pháp, xem như Nam Hoa Lão Quân các loại thần thông đơn giản hóa rút gọn phiên bản. Cái này đơn giản hóa rút gọn phiên bản, cũng là Thanh Liên đạo tổ chú tâm cải tạo qua, cũng may mắn như thế, bằng không nếu như là cửu môn đỉnh cấp trụ thần pháp, lập tức toàn bộ tràn vào trong đầu, Diệp Thần thức hải sợ rằng phải trong nháy mắt nổ tung. Nhưng kể cả như thế, Diệp Thần vẫn là cảm thấy thức hải một hồi như tê liệt đau đớn, bây giờ ăn đệ lục cánh kim liên, với hắn mà nói, vẫn có chút hơi quá sớm. Bất quá may mắn, đệ lục cánh kim liên bên trong ẩn chứa linh khí năng lượng, cũng là giống như cam lâm, làm dịu Diệp Thần thụ thương nghiêm trọng cơ thể. Cơ thể của hắn gân cốt, tại kim liên linh khí tẩm bổ phía dưới, thương thế thoáng khỏi rồi một chút, chung quy là không có đau đớn như vậy, có thể bò dậy. Diệp Thần liền chậm rãi đứng dậy. Chỉ thấy chính mình đặt mình vào tại bờ biển, xanh thẳm bao la trên đại dương bao la, nổi lơ lửng rất nhiều hòn đảo, hải âu cướp cánh bay vút qua, không thiếu trên hòn đảo có hung thú thanh âm gầm thét, mười phần hoang vu.
Tại hải bờ bên kia, tựa hồ còn có cái gì đồ vật tồn tại, nhưng Vân Yên thủy sương mù che lấp, nhìn không rõ ràng. Bầu trời cũng là màu xanh thẳm, trong vắt như bảo thạch, linh khí trong thiên địa cũng không mỏng manh, cũng không nồng đậm, chính là rất bình thường bộ dáng. Đây là địa phương nào? Ta bị huyền thiên tinh sông dòng lũ bao phủ, cuốn tới chỗ nào? Diệp thần một hồi mê mang, nghĩ hỏi lại sụp đổ chi chủ, nhưng nhìn thấy luân hồi mộ địa bên trong, sụp đổ chi chủ đã nhập định, hắn cũng không tốt quấy dày. Hắn không biết ở đây đến cùng là địa phương nào, thế mà bắt giữ không đến mảy may thiên cơ vết tích, đây tựa hồ là một mảnh ngăn cách với đời khu vực, nhưng khẳng định có người cư trú. Diệp thần quay đầu nhìn lại, ánh mắt bị trọng trọng rừng cây che đậy, không nhìn thấy có cái gì khác thường, nhưng ở trước người hắn gần biển trong vùng biển, đứng thẳng từng cây hình tròn thạch trụ. Những thứ này thạch trụ điêu khắc long hình, khắc họa có tụ linh trận pháp, rõ ràng là nhân tạo, hơn nữa trên trụ đá không có bao trùm có cái gì rêu xanh dây leo ấm các loại đồ vật, rõ ràng có người thường xuyên thanh lý. Không biết là địa phương nào, cũng không biết có người nào cư ngụ ở nơi này, thôi, ta vẫn mau chóng chữa thương khôi phục thực lực, chỉ cần thực lực của ta khôi phục, đầm rồng hang hổ cũng không sợ. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, liền lập tức tung người bay đến một cây trên trụ đá, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận công điều tức. Nếu như thực lực của hắn có thể khôi phục, cái kia ngang ngược chư thiên cũng không sợ, coi như không có luân hồi đại năng trợ lực, hắn đánh không lại những cái kia đỉnh cấp cao thủ, nhưng hắn muốn đi, muốn toàn thân trở ra, không có người có thể ngăn được. Bàn long thạch trụ, tụ linh phù văn khắc họa, Diệp thần xếp bằng ở phía trên, có thể mau hơn hấp thu đến thiên địa linh khí. Liền cảm thấy toàn thân thư sướng, thương thế đang từng chút khôi phục. Hắn vừa mới ăn đệ lục cánh kim liên, ẩn chứa trong đó cửu môn thần thông, hắn trải vuốt một lần, cảm giác thích hợp bản thân, có thể có bốn môn, chính là, Nam Hoa Thiên Đạo Quyết, Huyền Hoàng Càn Khôn Ấn, Vạn Pháp Quy Tông Đại Khí Công, Thiên Đạo Bất Diệt Thân. Đầu tiên một môn Nam Hoa Thiên Đạo Quyết, trên thực tế chính là trước kia nhân tổ Nam Hoa Lão Quân, dùng để chế tạo sáng sinh chi trụ pháp môn một trong. Đi qua Thanh Liên đạo tổ cải tiến đơn giản hóa sau, môn công pháp này, đương nhiên không đủ để lấy ra chế tạo sáng sinh chi trụ, nhưng có thể cùng sáng sinh chi trụ cộng minh. Nếu là có thể nhận được sáng sinh chi trụ chúc phúc, liền tương đương nhận được một cái khác thiên đạo chúc phúc, ích lợi vô tận. Thứ yếu Huyền Hoàng Càn Khôn Ấn, là Nam Hoa Lão Quân công phạt chiến kỹ, thiên địa huyền hoàng khí hội tụ, càn khôn thủ ấn chấn áp ra ngoài, rất có uy lực. Môn này chiến kỹ đối với Diệp Thần tới nói, hảo liền tốt tại thích hợp, uy lực không tầm thường, cũng sẽ không quá mức thái quá, quá cường hãn chiến kỹ, như Siva cửu thiên chân lôi chú, thiên thủ trăm cánh tay đại uy thiên long các loại, đối với cơ thể gánh vác rất lớn, rất dễ dàng lọt vào phản phệ. Môn này huyền hoàng càn khôn ấn, xem như chiến kỹ, uy lực chính là vừa vặn. Còn có một môn tâm pháp nội công, vạn pháp quy tông đại khí công, vốn là gọi vạn pháp quy tông ánh sáng của bầu trời thuật, là Nam Hoa lão quân câu thông thái sơ chi quang. Khẩn cầu nhận được thái sơ ánh sáng của bầu trời chúc phúc công pháp, cầu thông sau khi thành công, nhưng phải ánh sáng của bầu trời tạo hóa, tu vi tiến bộ thần tốc. Nhưng ở không không lúc nào giữa không trung, muốn cầu thông thái sơ chi quang, đó là tuyệt đối không thể nào sự tình, cho nên Thanh Liên đạo tổ cải tạo đơn giản hóa qua, môn kia vạn pháp quy tông ánh sáng của bầu trời thuật, liền thành bây giờ vạn pháp quy tông đại khí công, có thể cầu thông thiên địa thời không. Vận chuyển khí công, liền có thể như trường kình uống nước. Hấp thu giữa thiên địa tồn tại linh khí, thậm chí ngay cả một chút huyễn tưởng chiều không gian linh khí, cũng có thể thôn nạp hấp thu, so nội công tăng thêm, so với bình thường công pháp cường hãn rất nhiều. Cuối cùng mới là thiên đạo bất diệt thân, đây là luyện thể chi pháp, sau khi luyện thành, thân thể của mình chính là thiên đạo, trên thực tế này xem như vĩ đại kỳ quan, lấy thân hóa thiên đạo, Thanh Liên đạo tổ không chút cải tiến, Diệp thần lĩnh ngộ được, cơ hồ chính là Nam Hoa lão quân nguyên bản. Ký thác Nam Hoa lão quân kỳ tư diệu tưởng. Nam Hoa lão quân nghĩ khác lập thiên đạo, phương án có hai loại, một là chế tạo sáng sinh chi trụ, hai là thân hóa thiên đạo, trực tiếp để cho chính mình trở thành thiên đạo, chiếu rọi không không lúc nào khoảng không. Nhưng trụ thần thân hóa thiên đạo, liên lụy nhân quả biến động quá nhiều, Nam Hoa lão quân chỉ có thể từ bỏ, tuyển dụng loại thứ nhất. Đối với Diệp thần tới nói, hắn tự nhiên cũng không có gì hứng thú trở thành thiên đạo, nhưng môn này thiên đạo bất diệt thân. Là đứng đầu luyện thể pháp môn, có thể không ngừng rèn luyện thể phách, y theo công pháp tu luyện, cuối cùng có thể đem cơ thể rèn luyện đến tình cảnh có thể so với thiên đạo giống như cường hoành, có rất lớn tu luyện cùng giá trị tham khảo. Cuối cùng tổng kết, cái này đệ lục cánh kim liên, thích hợp Diệp thần tu luyện pháp môn, liền có bốn môn,
chính là Nam Hoa Thiên Đạo Quyết, Huyền Hoàng Càn Khôn Ấn, Vạn Pháp Quy Tông Đại Khí Công, Thiên Đạo Bất Diệt Thân cái này bốn môn. Hút. Diệp Thần buông lỏng tinh thần, đầu tiên là vận chuyển Vạn Pháp Quy Tông Đại Khí Công, cùng Thương Thiên cùng Đại Hải câu thông, đem cuồn cuộn linh khí hấp thu đến trong cơ thể mình. Hắn tại bàn long trụ phía trên, mượn trên cây cột tụ linh trận, lại có đỉnh cấp công pháp trèo trống, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ thật nhanh. Nhưng, hắn thụ thương thực sự quá nghiêm trọng, cùng cổ tinh môn một trận chiến, hắn hao hết linh khí, cơ thể lâm vào trống rỗng, tinh khí thần đều bị tiêu hao, về sau lại gặp đến huyền thiên tinh sông mãnh liệt xung kích xé rách nghiền ép, thân hồn cơ hồ phá toái, nếu không phải chín thương cổ hoàng hy sinh cứu viện, hắn có thể đã chết. Hiện tại hắn gân cốt nội tạng, vẫn là khắp nơi tê liệt trạng thái. Diệp Thần đoán chừng coi như mình chữa thương thủ đoạn nhất lưu, lại có Vạn Pháp Quy Tông đại khí công trèo chống, muốn hoàn toàn khôi phục mà nói, cũng cần 2-3 tháng thời gian. Thương thế còn dễ nói, chủ yếu là cùng cổ tinh môn quyết chiến, đối với thân thể tiêu hao cùng tiêu hao, thực sự quá nghiêm trọng, hắn nhất định phải một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Chín thương cổ hoàng, sụp đổ chi chủ, hai vị đại năng thần hồn thiêu đốt dốc sức quán chú, mặc dù giao cho Diệp Thần trấn sát cốt thiên đế, đối kháng Hiên Viên Vương năng lực, nhưng cũng cho hắn kinh mạch gân cốt mang đến gánh nặng nặng nề, bây giờ phản phệ liền đến. Thân thể của hắn tiêu hao quá lớn, thương thế có thể trong vòng mấy ngày khỏi hẳn, nhưng tiêu hao bên trong hao tổn cơ thể, nhất định phải thời gian tới khôi phục. Hoặc, ta có thể thôn phệ hết cốt thiên đế, để cho chính mình cấp tốc khôi phục. Trong lòng Diệp Thần lại là khẽ động, hiện tại hắn chính mình thụ thương suy yếu, liền không lo được Nam Hoa lão quân ủy thác, nếu có nhanh chóng khôi phục nguyên khí cơ hội. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp Thần tay vừa lột, lòng bàn tay hiển hóa ra luân hồi địa ngục hư ảnh, liền thấy trong địa ngục, có một cái thời không lồng giam, cốt thiên đế liền bị Diệp Thần phong ấn tại thời không trong lồng giam. Vốn là cốt thiên đế chỉ là trọng thương, Diệp Thần cũng không có giết chết hắn, thậm chí còn chi tiêu ngục vương tọa, thiên ngục tử linh hoa mấy người giúp hắn chữa thương khôi phục, nhưng phía trước hắn bị cuốn vào huyền thiên tinh sông dòng lũ, chịu xung kích thực sự quá lớn, tác động đến toàn thân. Cốt thiên đế bị liên lụy, lúc này đã mất mạng chết đi, trở thành một cỗ thi thể. Thôn phệ thi thể còn có thể chịu thi khí xâm nhiễm, trọng thương trạng thái hư nhược ở dưới Diệp Thần, không thể mạo hiểm, liền từ bỏ thôn phệ cốt thiên đế ý niệm, tay hợp lại, liền đem luân hồi địa ngục thu liễm. Nghĩ đến ngày xưa đủ loại, hắn cùng với cốt thiên đế nhiều lần tranh đấu, bây giờ đối phương cuối cùng trở thành một cỗ thi thể, trong lòng của hắn hơi có điểm cảm khái, thở phào một hơi. Không chỉ là cốt thiên đế, cổ tinh môn cũng triệt để hủy diệt, nhưng Diệp Thần cũng trả một cái giá thật là lớn, phụ tổ bạo diệt bỏ mình, chính hắn cũng không biết phiêu lưu đến địa phương nào, cùng Nhậm Phi Phàm, thiên nữ đám người liên lạc, bây giờ triệt để cắt đứt. Lắc đầu, Diệp Thần thu liễm nội tâm tạp niệm, tiếp tục vận chuyển Vạn Pháp Quy Tông đại khí công, yên lặng điều tức khôi phục. Như thế đến ban đêm, màn đêm buông xuống, tinh nguyệt xuất hiện, vũ trụ minh mông ngay tại trên đỉnh đầu, Diệp Thần hấp thu tinh không khí tức. Nguyên khí tốc độ khôi phục càng nhanh. Hoa lạp, hoa lạp, hoa lạp. Gió biển xen lẫn thủy triều thổi, càng lộ ra bóng đêm tĩnh mịch. Nhưng một hồi tiếng bước chân, từ trong rừng cây truyền ra, tại tĩnh mịch ban đêm lộ ra vô cùng rõ ràng, Diệp Thần một chút liền mở to mắt, theo bản năng cảnh giác lên. Chỉ thấy trong rừng cây, có ba nam tử đi ra, nhìn trang phục là một chủ hai bộc, cầm đầu chủ nhân là cái thanh niên nam tử, mặc một bộ vân văn thanh bào, dáng người kiên cường như tùng. Khuôn mặt ngũ quan góc cạnh rõ ràng, xem xét chính là quanh năm có địa vị cao, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ tôn quý chi khí. Thanh niên nam tử cùng phía sau hắn hai cái tay sai, nhìn thấy trên trong biển bàn long trụ lại có thể có người, hơn nữa khí tức còn vô cùng lạ lẫm, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Người nào, là ai ở nơi đó? Thanh niên nam tử lông mày nhướng lên, vô ý thức liền kêu. Nghe vậy, Diệp Thần liền đánh giá thanh niên nam tử một mắt. Không biết đối phương thiện hay ác, hắn thụ thương suy yếu phía dưới, cũng không muốn bại lộ thân phận, nhân tiện nói, tại hạ Trần Đêm, phương ngoại chi nhân, ra mắt công tử, không biết công tử xưng hô như thế nào. Diệp Thần chưa quen cuộc sống nơi đây, không phải người của thế giới này, cho nên nói chuyện tận lực khách khí một chút, miễn cho chọc phiền phức. Bản công tử là Mặc gia thiếu chủ Mặc Khiêm, người gọi Trần Đêm. Mặc Khiêm nhíu mày nhìn chăm chú Diệp Thần, ngữ khí có chút cao ngạo. Linh khí quán chú hai con ngươi, một đôi mắt liền thành kim sắc, muốn xem xuyên Diệp Thần hết thảy. Sau đó, hắn đột nhiên kêu to một tiếng, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, vừa mới cao ngạo liền biến mất, biến thành chấn kinh hãi dị bộ dáng,
run giọng nói. Ngươi không gọi Trần Đêm, ngươi là Luân Hồi Chi Chủ, ngươi gọi Diệp Thần. Diệp Thần A. Diệp Thần thụ thương suy yếu phía dưới, đồng thời không thể rất tốt che giấu khí thức của mình, cho nên một chút liền bị Mặc Khiêm khám phá. Mặc Khiêm sau lưng hai cái tùy tùng, cũng vậy A một tiếng kêu, kinh hãi chấn động vạn phần, rút ra bên hông bội đao, vô cùng cảnh giác nhìn xem Diệp Thần. Dù sao Diệp Thần danh khí, thực sự quá quá lớn rồi, đủ loại kinh người đáng sợ chiến tích, chấn động cổ kim, không ai dám khinh thị. Diệp Thần thấy mình thân phận đã bị nhìn thấu, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, chính là tại hạ luân hồi truyền thừa giả, Mặc công tử, hạnh ngộ. Mặc Khiêm lấy lại bình tĩnh, nhưng khiếp sợ Diệp Thần uy danh, vẫn là lui ra phía sau ba bước, nói, ngươi. Sao ngươi lại tới đây Phản Thiên Thánh Địa, ta cho là ngoại giới mưa đen tung bay, ngươi đã cùng cổ tinh môn đồng quy vu tận, lại còn không chết à. Diệp Thần cùng cổ tinh môn quyết chiến, khí tượng quá mức bàng bạc, chấn động chư thiên, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được. Diệp Thần nghe được Phản Thiên Thánh Địa bốn chữ, trong lòng mãnh liệt nhảy một cái, dùng mình, nói, ngươi nói cái gì, đây là Phản Thiên Thánh Địa. Mặc Khiêm nói, đúng vậy à, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Phản Thiên Thánh Địa ngăn cách, chỗ cao duy huyễn tưởng trong không gian, cùng không không lúc nào khoảng không mặc dù đều tại thiên đạo bên dưới, nhưng chiều không gian khác biệt, chúng ta không xuất được, ngươi hẳn là cũng không có khả năng đi vào a. Trong truyền thuyết Luân Hồi Chi Chủ, thế mà lại xuất hiện tại Phản Thiên Thánh Địa, Mặc Khiêm trong lòng nhất thời thoáng qua trăm ngàn giống như ý niệm, âm thầm đoán tương lai cát hung họa phúc. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, không nghĩ tới chính mình thế mà đi tới Phản Thiên Thánh Địa. Trong truyền thuyết Phản Thiên Thánh Địa, chính là Phản Thiên Đại Thần nhục thân vị trí, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết Sáng Thế Chi Thụ, Sáng Thế Đạo Quả, cũng ở nơi đây. Như thế phúc trí tâm linh một dạng, Diệp Thần ánh mắt nhìn ra xa hướng biển bờ bên kia, liền thấy tinh không chi hạ, sương mù đã tán đi, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy, tại hải bờ bên kia, có một gốc kinh thiên thần thụ, không biết có bao nhiêu cao vạn trượng, bồng bột cành lá giả thiên che mây, cửu sắc hào quang nở rộ, thần hy cuồn cuộn. Cho dù cách một mảnh mênh mông biển cả, hắn cũng có thể cảm nhận được bụi thần thụ kia khí thế mênh mông. Chỉ là liếc mắt nhìn, Diệp Thần liền xác định, biển cả bờ bên kia kinh thiên thần thụ, chính là trong truyền thuyết Sáng Thế Chi Thụ. Thậm chí, hắn còn có thể mơ hồ bắt được, đang sáng tạo thế giới chi thụ phía dưới, chôn lấy hai cái cho cốt đàn, Shiva cùng Vishnu linh hồn, ngay tại trong cái kia hai cái cho cốt đàn. Trước kia, thiên đạo ba pha thần tranh đấu, Shiva muốn giết chết Phản Thiên. Để cho thế giới vĩnh hằng, nhưng bị Vishnu ngăn lại. Tranh đấu kết quả, chính là Phản Thiên thân thể bị chém rụng, từ trạng thái ngủ say tiến vào càng chiều sâu hơn giấc ngủ, cùng cấp trở thành người chết sống lại. Mà Shiva cùng Vishnu, nhục thân song song vỡ vụn vẫn lạc, cũng cùng nhau rơi xuống đến không không lúc nào khoảng không, không biết tung tích. Về phần bọn hắn linh hồn hai người, cũng không có bị hút vào hủy diệt chi hải, bởi vì bọn hắn sớm đã có sắp đặt. Đã sớm chuẩn bị xong một cái cho cốt đàn, hai người linh hồn đều từng người chui vào trong cho cốt đàn, ẩn mai đang sáng tạo thế giới chi thụ phía dưới, cùng Phản Thiên nhục thân tiếp giáp. Năm đó tranh đấu còn không có kết thúc, Shiva đem linh hồn mình cái bình, chôn ở Sáng Thế Chi Thụ phía dưới, hiển nhiên là muốn tiếp tục chiến đấu, muốn triệt để diệt sát đi Phản Thiên, để cho thế giới vĩnh hằng tồn tại, miễn cho Phản Thiên thức tỉnh, thế giới như mộng tỉnh giống như phá diệt, hậu quả kia cũng quá nghiêm trọng. Nhưng Vishnu cũng biết Shiva ý nghĩ, cho nên linh hồn của hắn cái bình, cũng chôn ở Sáng Thế Chi Thụ phía dưới, chính là muốn thủ hộ Phản Thiên, phòng ngừa Shiva làm loạn. Phản Thiên nhục thân, Shiva cùng Vishnu linh hồn, Sáng Thế Chi Thụ cùng Sáng Thế Đạo Quả, đều ở đây phiến địa phương, nơi này chính là Phản Thiên Thánh Địa. Phản Thiên Thánh Địa, có thể nói là dính đến thế giới bản nguyên chỗ, vô tận nhân quả ở đây xen lẫn, Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại đi tới Phản Thiên Thánh Địa trong. Xem ra là huyền thiên tinh sông dòng lũ bao phủ, thế mà phá toái hư không chiều không gian, đem ta cuốn vào Phản Thiên Thánh Địa. Ngoại giới thiên phiêu mưa đen, đây là ta vẫn diệt khí tượng A, ta bị cuốn vào Phản Thiên Thánh Địa, ngay cả thiên đạo đều bị lừa gạt được, cho là ta đã chết. Cái này có thể hỏng bét cực điểm, nếu là nhậm tiền bối, Phật tổ, gia gia, thiên nữ bọn hắn, cho là ta chết. Bọn hắn chẳng phải là rất thương tâm. Luân hồi trong trận doanh, sợ rằng cũng phải ủ ra thiên đại biến cố. Diệp Thần trong lòng chuyển qua ngàn vạn ý niệm, lo lắng, hắn tại Phản Thiên Thánh Địa trong, không cách nào câu thông ngoại giới, cũng không biết biến hóa của ngoại giới, chỉ lo lắng luân hồi trận doanh người,
tưởng nhầm chính mình vẫn lạc, sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức cùng biến cố. Luân hồi chi chủ, là ngươi sao? Ngay tại Diệp Thần trong lòng thời điểm hỗn loạn, bên tai của hắn, lại nghe được một đạo thanh âm thê lương. Âm thanh là từ biển cả bờ bên kia truyền tới, lại là Shiva âm thanh. Shiva tiền bối, là ngươi sao? Diệp Thần thân thể lập tức chấn động, hỏi. Shiva nói, là ta, thực sự là nghĩ không ra a, ngươi cư nhiên bị cuốn vào nơi đây, ở đây không phải địa phương ngươi có thể tới, ngươi nhất thiết phải lập tức rời đi, bằng không ngươi nhất định phải chết. Diệp Thần nói, vì cái gì? Shiva nói, ngươi cùng ta kết có thiện duyên, Vizhanu sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn đã phát hiện ngươi ở nơi này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi. Chịu trụ thần khế ước hạn chế, hắn ngược lại sẽ không tự mình ra tay, nhưng tín đồ của hắn hung mãnh vô cùng, một khi bị triệu hoán tới, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Thần chấn động trong lòng, không không lúc nào khoảng không đỉnh cấp tổ chức sát thủ phần tịch Linh Sơn, bên trong tất cả sát thủ, cũng là Vizhanu tín đồ. Nếu là phần tịch Linh Sơn xuất động, bị Vizhanu triệu hoán đến nơi đây, cái kia Diệp Thần đích thật là vô cùng nguy hiểm. Thời khắc này Diệp Thần, trọng thương suy yếu, ít nhất phải 2-3 tháng thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trong đoạn thời gian này, phần tịch Linh Sơn sát thủ nếu là xuất động, đủ để giết hắn 100.000 lần. Vậy ta như thế nào rời đi? Diệp Thần cũng nghĩ đi, Phạn Thiên Thánh Địa dính đến thế giới bản nguyên, lấy trước mắt hắn tu vi, quá sớm bước vào địa phương này, không có bất luận cái gì kết quả tốt. Hiện tại hắn cũng nghĩ trở lại không không lúc nào khoảng không chủ thế giới bên trong, cùng Nhậm Phi Phàm, thiên nữ bọn người đoàn viên, miễn cho bọn hắn lo lắng, nhưng Phạn Thiên Thánh Địa hùng vĩ, hơn nữa còn chỗ cao duy huyễn tưởng trong không gian, cùng không không lúc nào khoảng không chủ thế giới chiều không gian cũng khác nhau, hắn muốn đi cũng không biết từ nơi nào có thể đi. Người đi Vân Dương Thành tìm cơ gia, báo lên người luân hồi chi chủ danh hào, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Nhớ kỹ, không cần bại lộ thân phận của ta, Phạn Thiên trong thánh địa người, tất cả đều là Phạn Thiên con dân, nếu như bị bọn hắn biết ngươi cùng ta hữu duyên, tất cả mọi người đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi. Shiva ngữ khí có chút trầm trọng căn dặn, lại có một cỗ ý niệm truyền lại đến Diệp Thần trong thức hải. Diệp Thần chấn động trong lòng, từ Shiva truyền đến ý niệm bên trong, lập tức liền giải được Phạn Thiên thánh địa tình huống căn bản. Mảnh này thánh địa, hạch tâm chính là Phạn Thiên nhục thân. Phạn Thiên nhục thân rơi xuống ở đây, hắn rộng rãi mênh mông, vô cùng vĩ đại sáng thế thần khí tức tràn ngập ra đi, tạo hóa ra Phạn Thiên thánh địa ngàn vạn kỳ cảnh, cũng diễn sinh ra được vô số sinh linh. Mảnh này Phạn Thiên thánh địa, đại khái có thể thuộc bổn phận vực cùng ngoại vực, trong ngoài biển cả cách nhau. Nội vực là tiếp cận nhất Phạn Thiên nhục thân cùng sáng thế chi thụ chỗ, ngoại vực chính là Diệp Thần bây giờ vị trí chỗ, có ngàn ngàn trăm trăm tòa thành trì, sinh hoạt rất nhiều nhân tộc. Tất cả mọi người đều là sùng bái Phạn Thiên, tín ngưỡng kiên định, cũng là Phạn Thiên con dân. Mà Phạn Thiên thánh địa cùng không không lúc nào khoảng không chủ thế giới, bởi vì chiều không gian khác biệt, cho nên một mực duy trì ngăn cách trạng thái, ngoại nhân vào không được, trong thánh địa người cũng không xuất được. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, chắc chắn sẽ có chút cửa đặc thù lộ, có thể giao thông lưỡng giới. Tỷ như lần này, Diệp Thần chính là bị Huyền Thiên Tinh sông nước sông, cuốn vào. Bất quá Phạn Thiên Thánh Địa ngoại trừ Phạn Thiên, còn có Shiva cùng Vizhanu linh hồn tồn tại, bây giờ Diệp Thần đã bại lộ, Vizhanu muốn giết Diệp Thần mà nói, Shiva cũng khó có thể mọi thời tiết bảo hộ chu toàn. Huống chi hắn cùng với Diệp Thần tuy có thiện duyên, nhưng cũng không phải nói quan hệ có bao nhiêu tỉ mỉ, hắn không thể là vì Diệp Thần bỏ ra tất cả, nhiều nhất là cho Diệp Thần chỉ điểm con đường sáng. Vân Dương Thành, cơ gia, ta nhớ kỹ rồi. Diệp Thần âm thầm gật đầu. Lại hướng Shiva đạo, đa tạ Shiva tiền bối. Lúc này, Mặc Khiêm còn không có lưu ý đến Diệp Thần biểu lộ biến hóa, tiếp tục hỏi, luân hồi chi chủ, ta Phạn Thiên thánh địa ngăn cách, ngươi đến cùng là thế nào tiến vào? Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, từ vừa mới Shiva truyền cho ý niệm của hắn bên trong, hắn biết Vân Dương Thành là ngoại vực đại thành, Vân Dương Thành bên trong có hai đại gia tộc, ngoại trừ cơ gia, một cái khác chính là Mặc gia. Cái này Mặc Khiêm, chính là Mặc gia thiếu gia. Diệp Thần không muốn phức tạp, cũng không muốn đắc tội gây chuyện, nhân tiện nói, ta tại ngoại giới triệu hoán Huyền Thiên Tinh Sông, bất hạnh gặp phản phệ, bị cuốn vào nơi đây, ta cũng là ngoài ý muốn vô cùng. Mặc Khiêm ồ một tiếng, ánh mắt chớp động, nói, Huyền Thiên Tinh Sông là nội vực sông thần, uy năng vô tận, luân hồi chi chủ gặp phản phệ, lại còn có thể không chết, quả nhiên cường hãn hơn người a. Diệp Thần nói, may mắn mà thôi, ta mặc dù không chết,
cũng đã trọng thương, may có thiên tổ, cuối cùng bảo tồn tính mệnh. Bây giờ Diệp Thần trọng thương hư nhược trạng thái, là vô luận như thế nào đều không thể che giấu, hắn sợ Mạc Khiêm sẽ sinh ra cái gì ý đồ xấu, cho nên khiêng ra thiên tổ danh hào. Mạc Khiêm nghe được thiên tổ danh hào, nhếch miệng mỉm cười, tựa hồ cũng không như thế nào để vào mắt, phía sau hắn hai cái tay sai, càng là lộ ra vẻ khinh miệt, thậm chí còn giống như mang theo một tia căm hận. Phát hiện một màn này, Diệp Thần nội tâm liền trầm xuống, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Bất quá Mạc Khiêm vẫn có chút ôn hòa bộ dáng, nói, luân hồi chi chủ, người bây giờ chỗ hải vực, là ta Mạc gia chế tạo chỗ tu luyện, những thứ này tụ linh bàn long trụ cũng là ta Mạc gia chế tạo, người ở phía trên tu luyện, đích xác có thể tăng tốc thiên địa linh khí hấp thu, khôi phục thương thế. Diệp Thần nói, thì ra là thế, tại hạ cũng không biết, ngược lại là mạo phạm. Nói xong liền muốn từ bàn long trụ bên trên nhảy xuống. Mạc Khiêm khoát khoát tay, cười nói, không cần. Luân hồi chi chủ, người tiếp tục tính dưỡng chính là, chỉ cần cho ta Mạc ra một điểm thù lao liền có thể. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, nói, không biết Mạc công tử muốn thù lao gì. Mạc Khiêm cười nói, ta nghe luân hồi chi chủ khắp người đều là bảo bối, người tùy tiện cho một chút chính là. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, hắn trước đây chịu huyền thiên tinh sông xung kích, trên thân cất giữ một chút thiên tài địa bảo tài nguyên đều bại nát, luân hồi thiên quốc cũng lọt vào hồng thủy bao phủ. Không biết bao nhiêu chỗ trở thành phế tích, bây giờ Mạc Khiêm yêu cầu thù lao, hắn trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết có thể cho cái gì. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lấy ra ba quyển công pháp bí tịch, giao cho Mạc Khiêm, nói, ta chỗ này có ba môn thần thuật bí tịch, có thể đưa cho Mạc công tử coi như thù lao. Cái này ba quyển bí tịch, chính là Cửu U Hắc Hỏa Quyết, Thiên Đế Trảm Long Quyết, Đen Kình Tròm Sao, cũng là Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật một trong, lúc trước Diệp Thần mạo hiểm lịch luyện đạt được. Tại không không lúc nào giữa không trung, tam thập tam thiên thần thuật, 10 phần chân quý, tùy tiện lấy ra một bản, cũng có thể chấn động một phương. Nhưng Diệp Thần trong tay, thần công bí tịch đông đảo, phồn như biển sao, chính là tinh không bỉ ngạn pháp, trụ thần pháp cũng không ít, thông thường tam thập tam thiên thần thuật, với hắn mà nói, không tính là gì, đưa cho Mạc Khiêm làm thù lao cũng không sao. Mạc Khiêm nhìn thấy Diệp Thần lấy ra thần thuật bí tịch, ánh mắt lập tức sáng lên, đem bí tịch nhận lấy, cười nói. Luân hồi chi chủ quả nhiên hào sảng hào phóng, vừa ra tay chính là thần thuật bí tịch. Dừng một chút, trong mắt của hắn nhưng lại lướt qua một tia phong mang, nói tiếp, bất quá, luân hồi chi chủ dù sao cũng là ngoại nhân, nghĩ tại ta Phạn Thiên Thánh Địa tu luyện, còn phải lại trả giá ít đồ mới được. Diệp Thần gặp Mạc Khiêm nhận lấy thần thuật bí tịch sau, lại còn không vừa lòng, thậm chí có chút nhớ lừa đảo bộ dáng, hắn lông mày lập tức liền nhíu một cái, nói. Mạc công tử còn nhớ ta trả giá đồ vật gì? Mạc Khiêm cười ha ha, nói, luân hồi chi chủ, thực không dám giấu giếm, ngươi là thiên tổ người đại diện, cái gọi là thiên tổ, còn có cái gì thiên đạo nữ thần, đại hiền giả, bầu trời thú hoàng, nam hoa lão quân, những trụ thần kia, toàn bộ là một đám hạng giá áo túi cơm, đều chẳng qua một đám đạo tặc, muốn đánh cắp ta Phạn Thiên đại thần công đức thôi. Chúng ta Phạn Thiên thánh địa, cũng không hoan nghênh các ngươi những người ngoài này. Ngươi muốn lưu lại, nhưng phải lấy thêm ra điểm đồ tốt. Diệp Thần nghe giọng điệu của hắn cuồng ngạo, thế mà đem thiên tổ, đại hiền giả, nam hoa lão quân mấy người trụ thần, đều không để tại mắt bên trong, cũng là có chút ngoài ý muốn, hí mắt một cái nói, Mạc công tử can đảm không nhỏ, thế mà xem rất nhiều trụ thần như không, để bọn hắn là một đám kẻ gian trộm tặc, thật không sợ xúc động thiên nộ sao. Mạc Khiêm cười lạnh nói, thiên nộ, trong lòng ta thiên, chỉ có Phạn Thiên đại thần một người. Thế giới là Phạn Thiên thần sáng tạo, sáng thế công đức. Vốn là cần phải từ Phạn Thiên Thần cùng thủ hộ hắn Vizanu đại thần nhận lấy, hai vị đại thần bản có thể công đức viên mãn, siêu thoát chư thiên biến thành quang, chúng ta những thứ này Phạn Thiên con dân, cũng có gà chó lên trời, đi theo biến thành quang cơ hội. Nhưng chính là bởi vì những cái khác trụ thần, xâm lấn Phạn Thiên thế giới, khiến hắc ám hỗn loạn, người trên đỉnh đầu thiên tổ, cũng bất quá là một cái mưu toan đánh cắp sáng thế công đức tiểu tặc thôi. Diệp Thần nghe được Mạc Khiêm lần này ngôn ngữ, sửng sốt một chút, suy nghĩ kỹ một chút, còn thật sự không cách nào phản bác. Bởi vì, thế giới này, vốn chính là Phạn Thiên sáng tạo, Phạn Thiên từ trong mộng cảnh sáng tạo ra chư thiên thế giới, khác trụ thần nhìn thấy thế giới này có thể ổn định vận hành sau, nhao nhao xâm nhập đi vào, đều nghĩ đánh cắp sáng thế trái cây, kiếm một chén canh. Trên thực tế, 72 trụ thần, người người đều có sáng thế năng lực, nhưng đồng dạng trụ thần sáng tạo ra thế giới, rất nhanh liền bị bọn hắn phần thiên đại kiếp liên lụy,
trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, căn bản không thể ổn định vận hành, ổn định tiếp tục kéo dài. Chỉ có Phạn Thiên Đại Thần, đột phát kỳ tư diệu tưởng, để cho chính mình rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, trong giấc mộng sáng tạo ra thế giới, đã như thế, hắn thân ở trong mộng, chính mình phần thiên đại kiếp đau đớn, cũng sẽ không phóng xạ đến thế giới bên trong. Hắn sáng tạo Phạn Thiên thế giới, liền có thể ổn định kéo dài vận hành đi. Trừ Phạn Thiên bên ngoài khác trụ thần, cũng không có ổn định sáng thế năng lực, nhưng lại muốn trở thành quang, cũng chỉ phải nhao nhao xâm nhập Phạn Thiên thế giới bên trong, đều nghĩ cướp lấy sáng thế trái cây, chiếm làm của riêng, chiếm giữ công đức, tiến tới thu được siêu thoát, cuối cùng biến thành quang. Phạn Thiên trong thánh địa con dân, toàn bộ thờ phụng Phạn Thiên, đem Phạn Thiên là chủ tín ngưỡng, Phi Giờ Nu là thứ yếu tín ngưỡng, trong mắt bọn hắn, khác trụ thần muốn đánh cắp sáng thế đạo quả, chính là một đám kẻ trộm, mưu toan xâm chiếm Phạn Thiên công đức, tội ác tày trời. Mặc Khiêm lời nói, từ đạo lý góc độ tới nói, thật đúng là không tệ. Diệp Thần nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, Mặc công tử nói có lý, từ ánh mắt của chúng ta đến xem, khác trụ thần đích thật là kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, vậy cái này trộm thiên giả, chính là thần. Chỉ là trụ thần cảnh giới, như thế nào chúng ta có thể hiểu? Lấy người chi đạo đi hành lượng trụ thần, sai lầm lớn rồi. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần liền khẽ gật đầu một cái, Thiên Tổ, Nam Hoa Lão Quân, Thiên Đạo Nữ Thần bọn người, rất có thể đích xác chính là kẻ trộm, nhưng lại như thế nào, chẳng lẽ muốn dùng người quy củ, đi hành lượng trụ thần sao? Trụ thần ở giữa tranh đấu, căn bản không phải người bình thường có thể nhúng tay. Mặc Khiêm sửng sốt một chút, gặp Diệp Thần một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, là hắn biết tranh cãi nữa luận xuống, chính mình cũng biện không ngã Diệp Thần, nhân tiện nói. Thôi, luân hồi chi chủ, đại đạo lý chúng ta không nói, ta chỉ cần ngươi lấy thêm ra hai môn thần thuật bí tịch, chính là kính vạn hoa huyết nhãn đấu với trời đại đồ kiếm, ngươi đem cái này hai môn thần thuật lấy ra, cùng ta Mặc gia chia sẻ. Ta Mặc gia có thể phụng ngươi vì thượng khách, đồng thời giúp ngươi chữa thương khôi phục. Diệp Thần nghe được Mặc Khiêm cuối cùng nói ra mục đích, lập tức nhịn cười không được một chút, nói. Mặc công tử khẩu vị không nhỏ a, mới mở miệng liền yêu cầu như thế đứng đầu thần thuật. Tại trong tam thập tam thiên thần thuật, kính vạn hoa huyết nhãn cùng thiên đấu đại đồ kiếm cũng là xếp hạng thứ 5 tồn tại, vô cùng chân quý, Diệp Thần làm sao có thể chắp tay tặng người. Mặc Khiêm sầm mặt lại, nói. Luân hồi chi chủ là không muốn cho sao? Diệp Thần thản nhiên nói, thông thường thần thuật công pháp, ta có thể cho ngươi, nhưng loại này đỉnh cấp tồn tại, cũng không thể loạn cho. Cũng không phải là ta hẹp hòi, mà là loại này đỉnh cấp thần thuật, muốn tu luyện thành công, cần gần như nghịch thiên ngộ tính thiên phú, còn muốn có nội công thâm hậu tu vi và cứng cỏi đạo tâm trèo trống, nếu không, chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma, ta không muốn hại Mặc công tử. Mặc Khiêm trong mắt lướt qua một vòng che lấp, nói. Luân hồi chi chủ nói là ta không có tư cách tu luyện sao? Diệp Thần lạnh nhạt nói, tóm lại, loại này đỉnh cấp thần thuật, ta không tiện cho Mặc công tử. Mặc Khiêm cười nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, luân hồi chi chủ, người dù sao cũng là một ngoại nhân, nghĩ tại Phạn Thiên Thánh Địa đặt chân mà nói, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Hắn tiếng nói sau khi rơi xuống, phía sau hắn hai cái tùy tùng, liền tiến lên trước một bước, linh khí quán chú tới trong tay trong binh khí. Trong đêm tối tràn ngập ra xâm nghiêm hàn mang, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, hai cái tùy tùng ánh mắt đều mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Thần. Bọn hắn là Phạn Thiên con dân, đối với Diệp Thần loại này kẻ ngoại lai, tự nhiên không có chút nào hảo cảm. Diệp Thần thản nhiên nói, các ngươi tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động, ta không muốn giết người. Hắn thân chịu trọng thương, lại hết sức yếu ớt, nhưng cũng không phải biến thành tàn phế. Phía trước ăn đệ lục cánh kim liên. Diệp Thần đã thu được một điểm năng lượng bổ sung, đối phó đỉnh cấp cường giả vạn vạn không đủ, nhưng muốn đối phó Mặc Khiêm ba người này, cũng không phải là việc khó gì. Sau lưng Mặc Khiêm một cái tùy tùng nói, giả thần giả quỷ tiểu tử, người trước đó lợi hại hơn nữa, bây giờ trọng thương suy yếu như chó rơi xuống nước, còn dám phách lối. Hắn dưới sự phẫn nộ, lập tức phung đao bạo khởi, thân thể một cái nhảy lên, lưỡi đao liền hướng bàn long trụ bên trên Diệp Thần chém tới. Diệp Thần ngồi xếp bằng bất động, chỉ yên lặng nhìn xem tùy tùng kia. Người kia thân ở giữa không trung, lưỡi đao đã nhanh bổ tới Diệp Thần trên đầu, nhưng đột nhiên toàn thân như pho tượng ngưng kết bất động, trên mặt dừng lại lấy thần sắc sợ hãi. Chỉ thấy trong bóng tối, đưa ra mấy cái cực lớn quỷ chảo, một mực đem tay hắn tay chân cùng thân thể bắt được, hắn mảy may cũng không thể động đậy. Đây là...
Mặc Khiêm thấy cảnh này, lập tức kinh hãi. Chỉ thấy Diệp Thần trong đôi mắt, mờ mờ ảo ảo có đen như mực mang khí lướt qua, tại thời khắc này, hắn đã vận chuyển lên giả hoàng trải qua, dưới bầu trời đêm chỗ có hắc ám, phảng phất đều thành sự thân thuộc của hắn. Hắn tâm niệm khẽ động, cái kia mấy cái cực lớn quỷ trảo, liền đem tùy tùng kia tóm chặt lấy, sau đó kéo vào một cái hắc ám trong vòng xoáy đi. Không. Thiếu gia. Tùy tùng kia khủng hoảng kêu to, liều mạng muốn giãy giụa, nhưng mảy may tránh thoát không xong, sống sờ sờ bị bóng tối cắn nuốt hết, cuối cùng hóa thành một chút xíu khí huyết chất dinh dưỡng, tẩm bổ cơ thể của Diệp Thần. Mặc Khiêm cùng còn lại một cái tùy tùng, nhìn thấy Diệp Thần trên người có khí huyết bay ra, lập tức liền dọa đến dùng mình. Vừa mới người tùy tùng kia, thế mà cứ như vậy bị Diệp Thần cắn nuốt hết. Ta nói, ta coi như thụ thương lại lần nữa, suy yếu đi nữa, thiên đế phía dưới người, trong mắt ta, bất quá là sâu kiến, ta muốn giết các ngươi, không thể so với dẫm chết con kiến khó khăn bao nhiêu. Diệp Thần giống như một tôn ma thần, ánh mắt xâm nghiêm, nhìn chằm chằm Mặc Khiêm cùng tùy tùng của hắn, cái sau hai người dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân run lẩy bẩy, càng không dám chuyển động. Đúng vậy, thời khắc này Diệp Thần, đích xác vô cùng suy yếu, nếu như hắn cùng Mặc Khiêm cứng đối cứng, không có mấy chiêu liền bị giết chết. Nhưng, tại như vậy suy yếu thụ thương trạng thái, hắn căn bản sẽ không lựa chọn chính diện chiến đấu, hắn có đủ loại quỷ bí khó lường thần thông thuật pháp, đủ để nhẹ nhõm đem người giết chết. Khỏi cần phải nói, chính là môn này dạ hoàng trải qua, chúa tể hắc ám công pháp, Diệp Thần tự luyện thành sau đó, liền tựa như trở thành đêm tối đế hoàng, hết thảy hắc ám cũng là sự thân thuộc của hắn. Bây giờ lại là ban đêm, thiên thời đối với hắn quá có lợi, nếu như là ban ngày, hắn còn phải ngoài định mức tiêu phí điểm tâm huyết, nhưng ở buổi tối, dạ hoàng trải qua vừa phát động, hắc ám thôn phệ, Mặc Khiêm cùng dưới tay hắn tùy tùng, tại Diệp Thần trong mắt, bất quá là kẻ như run dế, tùy thiện cũng có thể thôn phệ giết chết. Chỉ có điều, đây là phản thiên thánh địa, dù sao cũng là phản thiên đại thần địa bàn, Diệp Thần không muốn gây thêm rắc rối, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không động thủ giết người. Nhưng vừa mới, Mặc Khiêm lại nghĩ hành hung, Diệp Thần cũng không có biện pháp, chỉ có thể ra tay phản sát. Thiếu gia, đi mau, trở về Vân Dương Thành, bẩm báo lão gia a. Còn sót lại một cái tùy tùng, thấy tình thế không ổn, quát to một tiếng, đưa tay dùng sức đem Mặc Khiêm đẩy đi ra, chính mình cắn răng vung đao hướng Diệp Thần chém tới, dáng người như bay nga dập lửa đồng dạng, cũng là 10 phần trung thành, phải dùng mạng của mình, đến cho Mặc Khiêm đổi lấy chạy trối chết thời gian. Diệp Thần sắc mặt lạnh nhạt, bàn tay vừa nhấc, một cái hắc ám vòng xoáy tại tùy tùng kia dưới chân tạo ra, trực tiếp liền đem hắn thôn vệ hết. Mà lúc này Mặc Khiêm, khủng hoảng vạn phần, mồ hôi đầm đìa, đang lảo đảo nghiêng ngã trốn về phía trước đi. Dạ Quang Tiễn, đi. Diệp Thần biết như là đã xuống sát thủ, liền không thể nương tay, bằng không thiên cơ tiết lộ ra ngoài, phiền phức càng lớn, lúc này tiếp tục thôi động dạ hoàng trải qua, đem chung quanh hắc ám khí tức hội tụ thành một mũi tên, víu một tiếng, liền hướng Mặc Khiêm bắn giết mà đi. Mặc Khiêm liều mạng chạy trốn, quay đầu nhìn thấy Diệp Thần hắc ám mũi tên đã bắn giết qua tới, chỉ dọa đến hồn bay lên trời, đặt mông liền té ngã trên đất, ngơ ngác nhìn xem tử vong tới gần. Kỳ thực Diệp Thần suy yếu thụ thương phía dưới, một tiễn này uy thế cũng không tính cỡ nào mãnh liệt, nếu như Mặc Khiêm có thể ngưng thần phản kháng, chỉ ít có thể đem mũi tên đánh rơi, trốn nữa xuất sinh thiên. Nhưng Diệp Thần nhiều năm sát lục tích lũy được khí thế, thực sự quá dọa người, vừa ra tay giống như sát thần hàng giận đồng dạng, rõ ràng là thông thường một tiễn, lại phảng phất có thể xuyên qua toàn bộ thế giới, đối với tinh thần của người ta đạo tâm xung kích cực lớn. Mặc Khiêm chịu đến Diệp Thần khí thế uy hiếp, tinh thần run rẩy phía dưới, đạo tâm đều bị sợ hãi bao phủ, nơi nào còn có dũng khí phản kích. Mắt thấy chi kia hắc ám mũi tên, liền muốn đem Mặc Khiêm bắn giết, nhưng lúc này, trong hư không một đóa hoa sen nở rộ, từng trận bàng bạc thủ hộ thần quang lan tràn ra, tại chỗ liền đem Diệp Thần hắc tiễn ngăn trở, hắc tiễn ngưng trệ giữa không trung. Hư không nứt ra, một cái thân hình thon gầy, hai đầu lông mày tràn đầy phiền muộn khí nam tử, cưỡi một đầu hồng quang lưu chuyển cửu vĩ yêu hồ, chậm rãi phá không mà ra, cong ngón búng ra, một đạo kình khí bắn ra, liền ép bạo Diệp Thần hắc tiễn. Luân hồi chi chủ, đã lâu không gặp. Nghĩ không ra, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Cưỡi cửu vĩ yêu hồ phiền muộn nam tử, ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thần, khóe miệng nhấc lên một tia lãnh khốc đường cong. Mặc Khiêm ngơ ngác nhìn xem nam tử này, chỉ thấy nam tử trên thân, lại mặc phần tịch linh sơn trang phục, phía trên có thêu hoa sen, thái dương, diệu luận,
bảo tháp mấy người đồ án, đều mang bảo vệ khí tức. Ngươi là ai, Vizanu đại thần tín đồ? Mặc Khiêm kinh ngạc hỏi. Thiên đạo ba pha thần bên trong, Phản Thiên chủ sáng tạo, Shiva chủ hủy diệt, Vizanu chủ bảo vệ. Vizanu là vĩ đại nhất thủ hộ chi thần, ban sơ liền cùng Phản Thiên đặt trước có khế ước, Phản Thiên trong giấc mộng sáng thế, sợ người khác sẽ quấy rầy giấc ngủ của hắn, cho nên thỉnh Vizanu ở bên hộ pháp. Shiva cũng là Phản Thiên mời tới, 72 trụ thần bên trong, lấy Shiva sức chiến đấu cường hãn nhất, chính diện cứng đối cứng, một mình hắn có thể đơn đấu khác tất cả trụ thần, sức chiến đấu liền kinh khủng đến nước này, hắn là Phản Thiên mời đến chấn nhiếp khác trụ thần. Nhưng cuối cùng Shiva có mình ý nghĩ, thế mà muốn chém giết Phản Thiên, để cầu thế giới vĩnh hằng, đây là Phản Thiên không có nghĩ tới. Thiên đạo ba pha thần liền như vậy phân liệt, bất quá Vizanu vẫn là Phản Thiên thủ hộ thần, cả hai vẫn là kiên cố minh hữu. Mặc Khiêm là Phản Thiên con dân, cùng Vizanu tín đồ, thiên nhiên chính là đồng minh. Vizanu, tín đồ. Cửu vĩ hồ bên trên nam tử giống như cười mà không phải cười, ánh mắt giống như thế sự xoay vần, đạo, nên tính là A. Mặc Khiêm ngẩn ngơ, không rõ ràng cho lắm. Mà Diệp Thần nhìn thấy trên cửu vĩ hồ nam tử, cũng là chấn động mạnh, nói. Dạ Hàn, là ngươi. Nam tử này, không là người khác, chính là ngày xưa Đà Đế cổ thần đệ tử, trộm đi 10 đuôi ấu thú đồng thời phân chia người, là trước mắt cửu vĩ hồ chủ nhân, Dạ Hàn. Hắn dưới quần cửu vĩ hồ, chính là 9 đầu vĩ thú bên trong, cường hãn nhất cửu vĩ yêu hồ. Một chút xíu âm lệ, kinh khủng, dữ tợn khí tức, từ cửu vĩ hồ trên thân không ngừng tản mát ra, ngưng kết thành màu đỏ sương mù, tại Dạ Hàn quanh thân chìm chìm nổi nổi. Dạ Hàn khí tức, cùng cửu vĩ hồ hòa làm một thể, liền lộ ra vô cùng cường hãn, làm cho người ngạt thở. Mà Diệp Thần cũng cảm thấy, luân hồi trong mộ địa còn tại ngủ say huyết long, tựa hồ cùng Dạ Hàn có một tia cộng minh. Không, nói đúng ra, không phải cùng Dạ Hàn cộng minh, là huyết long cùng cửu vĩ hồ giữa hai bên, tồn tại cộng minh. Huyết long thôn vệ rất nhiều vĩ thú, nhưng còn không có thôn vệ qua cửu vĩ, nếu là bây giờ Diệp Thần có thể bắt lấy cửu vĩ, cho huyết long thôn vệ mà nói, huyết long lập tức có thể thức tỉnh. Chỉ có điều, Dạ Hàn cùng cửu vĩ hồ một thể, lấy Diệp Thần bây giờ suy yếu thụ thương trạng thái, muốn bắt mà nói, tự nhiên không có khả năng. Người gia nhập phần tịch Linh Sơn. Là Vizanu triệu hoán ngươi qua đây. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Dạ Hàn, trong nháy mắt liền bắt được, Dạ Hàn cùng phần tịch Linh Sơn ở giữa, tồn tại vô cùng mật thiết quan hệ. Hắn đã gia nhập phần tịch Linh Sơn. Phần tịch Linh Sơn, thờ phụng Vizanu, Dạ Hàn gia nhập vào, coi như không phải thành tâm tín ngưỡng, ít nhất cũng coi như là Vizanu môn đồ. Vừa mới Shiva nói qua, Diệp Thần xuất hiện tại Phản Thiên Thánh Địa, tất nhiên sẽ gây nên Vizanu căm thù. Vizanu rất có thể sẽ triệu hoán dưới trướng tín đồ, thừa dịp Diệp Thần suy yếu, ra tay tập sát hắn. Chỉ là, Diệp Thần không nghĩ tới, Vizanu triệu hoán, thế mà lại nhanh như vậy. Dạ Hàn chắc chắn chính là Vizanu triệu hoán tới, dù sao tại không không lúc nào khoảng không, căn bản không có người biết Phản Thiên Thánh Địa tọa độ chỗ, nếu như không phải Vizanu triệu hoán, Dạ Hàn cũng không khả năng đến. Diệp Thần có năng lực giết chết Mặc Khiêm. Nhưng tuyệt đối không có năng lực giết chết Dạ Hàn, dù sao hắn bây giờ là suy yếu thụ thương trạng thái. Mà Dạ Hàn, đã là thượng phẩm thiên đế, phối hợp với cửu vĩ hồ cùng Vizanu chúc phúc sức mạnh, hắn có thể nói là cấp cao nhất thiên đế, thực lực đến gần vô hạn siêu phẩm thiên đế cái chủng loại kia. Nếu như Diệp Thần là toàn thịnh thời kỳ, còn có 9 thương cổ hoàng cùng sụp đổ chi chủ trợ lực mà nói, đối phó Dạ Hàn không thành vấn đề, nhưng bây giờ 9 thương cổ hoàng đã vẫn, hắn lại trọng thương. Làm sao có thể cùng Dạ Hàn đối kháng? Nếu là đánh nhau, chỉ sợ không ra mấy chiêu, hắn sẽ chết tại Dạ Hàn thủ hạ. Chỉ một thoáng, Diệp Thần lưng liền có một cỗ khí lạnh luồn lên, tinh thần căng cứng, cơ bắp cũng căng cứng. Đúng vậy, luân hồi chi chủ. Không nghĩ tới, Phản Thiên Thánh Địa truyền thuyết là có thật. Không biết giết ngươi, Vizanu đại thần sẽ cho ta bao nhiêu ban thưởng đâu. Dạ Hàn nhãn thần vô cùng lãnh khốc nhìn xem Diệp Thần. Nhếch miệng cười cười, ánh mắt lại nhìn về phía biển cả bờ bên kia, cái kia sáng thế chi thụ trong đêm tối nở rộ hào quang, thần hy vạn trọng, cành lá xanh tươi, 10 phần hùng vĩ. Hắn rất muốn đi tới quan sát sáng thế chi thụ vĩ đại, nhưng không có Vizanu đại thần chỉ đường mà nói, hắn cũng không dám vượt ngang biển cả. Phản Thiên Thánh Địa thuộc bổn phận vực cùng ngoại vực, lấy biển cả cách nhau, Dạ Hàn năng đủ cảm nhận được, nội vực bên trong,
truyền ra vô biên kinh khủng khí tức nguy hiểm, liền xem như hắn cái này đỉnh cấp thiên đế, tùy tiện tới gần, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Muốn đi nội vực, tìm kiếm sáng thế chi thụ, sáng thế đạo quả, còn có thế giới bản nguyên huyền bí, nhất định phải có người chỉ điểm dẫn đường. Rút lui. Diệp Thần nhìn xem Dạ Hàn ánh mắt lạnh như băng kia, lập tức quay người nhảy vào trong biển. Hiện tại hắn suy yếu trọng thương, căn bản không có khả năng là Dạ Hàn địch thủ, thật đánh nhau chỉ có một con đường chết. Bịch một tiếng, Diệp Thần thân thể nhảy vào hải, bao phủ biển cả đêm tối, chính là hắn che giấu tốt nhất, Dạ Hoàng trải qua một vận chuyển, hắn khí tức liền hoàn toàn ẩn tàng đến trong bóng tối. Muốn chạy, Dạ Hàn lông mày nhướng lên, không nghĩ tới Diệp Thần cái này đường đường luân hồi chi chủ, nhìn thấy hắn sau đó, thế mà lập tức liền muốn chạy trốn, cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn còn nghĩ giết chết Diệp Thần, hướng Vizanu tranh công đâu. Gào. Lúc này, không đợi Dạ Hàn động tác, cửu vĩ hồ giống như điên cuồng giống như phát ra một tiếng hồng hoang mãnh thú một dạng gầm rú, trong con ngươi tràn đầy nóng bỏng vẻ tham lam, bốn chân đạp mạnh địa, vèo một tiếng lao ra. Ngươi muốn ăn hết luân hồi chi chủ. Không, là muốn ăn tươi hắn con rồng kia sao? Dạ Hàn cảm nhận được cửu vĩ hồ bạo động, cũng là lấy làm kinh hãi. Cửu vĩ hồ sức mạnh 10 phần kinh khủng, hắn mặc dù chăn nuôi thật lâu, nhưng vẫn luôn không thể hoàn toàn thuần phục, cái này cửu vĩ hồ còn có chính mình độc lập tư tưởng cùng trí tuệ. Lạch cạch, cửu vĩ hồ đứng tại trên mặt biển, nhìn xem đen thẫm biển cả, nó cái mũi hít hít, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, miệng nói tiếng người, tiểu tử này chạy đi nơi nào? Dạ Hàn nghe được cửu vĩ hồ miệng nói tiếng người, giật mình càng lớn. Cửu vĩ hồ là cường đại nhất vĩ thú, miệng nói tiếng người chẳng có gì lạ, nhưng cái này cửu vĩ hồ tại đi theo Dạ Hàn chi sau, một mực chính là dầu dĩ, không vui bộ dáng, không biết bao nhiêu năm cũng không có mở miệng nói chuyện qua. Lúc này nghe được cửu vĩ hồ mở miệng, Dạ Hàn tự nhiên là 10 phần chấn kinh, nghĩ đến là trên thân Diệp Thần đầu kia huyết long, đưa tới cửu vĩ hồ tham lam cùng thèm nhỏ dãi. Dạ Hàn thần thức từ mặt biển đảo qua, cũng là phát hiện Diệp Thần khí tức lại trong nháy mắt biến mất, hắn cau mày nói, không thấy. Cửu vĩ hồ cả giận nói, là Dạ Hoàng trải qua. Tiểu tử này cùng hắc ám hòa làm một thể. Dưới sự phẫn nộ, cửu vĩ hồ ngẩng đầu hấp khí, tại trên miệng tạo thành một quả năng lượng hắc ám đánh, sau đó đột nhiên phun ra ngoài, năng lượng hắc ám đánh oanh một tiếng, nổ ở trong nước biển, nhất thời làm phải phương viên mấy trăm dặm hải vực ầm ầm bạo hưởng. Nổ lên trăm ngàn đầu cột nước. Thấy cảnh này, trên bờ Mặc Khiêm, lập tức liền trợn mắt hốc mồm, một mặt sợ hãi. Phạn Thiên Thánh Địa pháp tắc, cùng ngoại giới khác biệt, nơi này đủ loại pháp tắc, đều vô cùng kiên cố, bình thường hạ phẩm thiên đế, thậm chí không cách nào dùng nhục thân vượt qua vùng biển này. Nhưng cửu vĩ hồ một chút oanh tạc, liền nổ ra như thế hùng vĩ mãnh liệt tràng cảnh, quả thực để cho Mặc Khiêm kinh hãi không thôi, nghĩ thầm cái này cửu vĩ hồ không hổ là tối cường vĩ thú. Thực lực đích xác hung mãnh. Cột nước cùng sóng lớn lắng lại, rất nhiều con cá thi thể lật ra đi lên, nhưng không thấy có Diệp Thần dấu vết, Diệp Thần vừa mới nhảy xuống trong biển sau, phảng phất liền trong nháy mắt biến mất. Dạ Hàn, người đi hỏi một chút Vizanu, luân hồi chi chủ chạy đi nơi nào. Cửu vĩ hồ cắn răng không cam lòng, nó còn muốn ăn hết huyết long, như vậy nó liền có cơ hội khôi phục 10 đuôi sức mạnh. Dạ Hàn nghe cửu vĩ hồ trong giọng nói, tràn ngập cao ngạo. Mảy may không có đem chính mình làm chủ nhân, trong lòng cực kỳ không vui, nhưng cũng không thể làm gì, gật đầu một cái. Hắn biết can hệ trọng đại, Diệp Thần bây giờ thụ thương suy yếu, chính là đánh giết hắn tốt đẹp thời cơ, có thể cũng là cơ hội duy nhất. Nếu như bỏ lỡ, về sau sẽ không còn có cơ hội như vậy, thậm chí có thể muốn bị hắn phản sát. Dạ Hàn cũng không cho là, thực lực của mình, có thể cùng cốt thiên đế, hiên viên vương so sánh. Lập tức. Dạ Hàn liền nhắm mắt lại, câu thông Vizanu. Giây lát sau đó, hắn mở mắt ra, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, tại cửu vĩ hồ trên thân nhìn một chút. Cửu vĩ hồ hỏi vội, Dạ Hàn, như thế nào? Dạ Hàn mục quang chuyển động, trầm giọng nói, Vizanu đại thần có khác phân phó. Nói đi, hắn cưỡi cửu vĩ hồ, quay người trở lại bên bờ. Mặc Khiêm gặp Dạ Hàn trở về, kinh hồn táng đảm, nuốt nước miếng một cái. Cước bộ lui về phía sau chuyển đi, vô ý thức nhân tiện nói, đừng. Đừng giết ta. Dạ Hàn thiếu nói, ta không giết ngươi, chúng ta còn tính là minh hữu, mang ta trở về gia tộc của ngươi a. Nói xong bàn tay hắn cách không một chảo, đem Mặc Khiêm cũng bắt được cửu vĩ hồ trên sống lưng. Cửu vĩ hồ nói, luân hồi chi chủ đâu, không đi giết hắn.
Dạ Hàn nói, Phi Giờ Nu đại thần có khác phân phó, chúng ta đi trước Vân Dương thành Mạc gia, luân hồi chi chủ tiểu tử kia không trốn thoát được. Mạc Khiêm lấy lại bình tĩnh, nói, đại nhân có thể hay không đi trước một chuyến Thương Ngô đảo, ngay tại gần biển chỗ, hai ngày này có độc giác ma giao nhân qua lại, cái kia giao nhân nước mắt là tinh hoa chi vật, nhưng tăng lên rất nhiều tu vi, ta Mạc gia cùng Cơ gia luận võ sắp đến, cái này giao nhân nước mắt đối với tại hạ 10 phần trọng yếu. Thì ra Mạc Khiêm lần này mang theo tùy tùng đi ra, là nghĩ săn giết độc giác ma giao nhân, thu hoạch giao nhân nước mắt. Chuyện này 10 phần hung hiểm, độc giác ma giao nhân đem ra, Mạc gia chế tạo tụ linh bàn long trụ trận, cũng không có người dám đến tu luyện, chủ yếu là sợ bị độc giác ma giao nhân tập kích. Mạc Khiêm là vụng trộm giấu giếm trong nhà đi ra, nào nghĩ tới lại đụng tới Diệp Thần, kinh nghiệm khó khăn trắc trở như thế. Hắn gặp Dạ Hàn thực lực mạnh mẽ, liền muốn gọi hắn ra tay, hỗ trợ săn giết độc giác ma giao nhân. Dạ Hàn nói, độc giác ma giao nhân, là nội vực biển sâu ma vật sao? Mạc Khiêm nói, chính là, đại nhân đều biết được. Dạ Hàn lãnh cười một chút, nói, ta có Vi Giờ Nu đại thần chúc phúc, thiên cơ hiểu rõ, phản thiên thánh địa các loại nhân quả, không sai biệt lắm đã nhìn thấy. Mạc Khiêm vui mừng, nói, vậy là tốt rồi, cái này độc giác ma giao nhân, hàng năm ngay tại ngoại vực hải qua lại một lần. Trông mong thỉnh đại nhân ra tay, thay tại hạ săn giết giao nhân, thu thập giao nhân nước mắt. Dạ Hàn khoát tay một cái nói, không cần, các ngươi Mạc gia muốn cùng Cơ gia luận võ, ta bảo đảm ngươi tất thắng chính là. Mạc Khiêm ngẩn ngơ, trần chờ nói, cái này. Dạ Hàn nói, không cần cái này cái kia, đi thôi. Cưỡi cửu vĩ hồ, liền mang theo Mạc Khiêm hướng Vân Dương thành chạy đi. Mạc Khiêm con mắt có chút không thôi nhìn xem Hải Dương. Dưới trời sao biển cả sóng nước lấp loáng, hắn giống như nhìn thấy có một đạo mang huyết bóng người, từ đáy biển phía dưới xông ra, cái kia tựa hồ chính là Diệp Thần. Thấy cảnh này, hắn giật mình kêu lên, nhưng đảo mắt xem xét, lại cái gì đều không thấy được, trong biển rộng chỉ có hắc ám cùng yên tĩnh. Lúc này Diệp Thần, cảm giác chính mình hồn thân cốt cách đều nhanh bể nát, vừa mới cửu vĩ hồ một chút oanh tạc, cơ hồ đem hắn ngũ tạng lục phủ đều nổ nát bấy. Hắn thi triển Dạ Hoàng trải qua. Cùng hắc ám dung hợp, chỉ là một loại ẩn nấp che giấu thủ đoạn, cũng không phải nói chính mình thật có thể hư không tiêu thất, chỉ là ẩn nấp trong bóng đêm. Cửu vĩ hồ mãnh liệt oanh tạc, thiếu chút nữa đem hắn nổ ra tới, là hắn cố nén đau đớn không có bại lộ mà thôi. Vốn là trọng thương hư nhược Diệp Thần, bị cửu vĩ hồ như thế oanh tạc một chút, thực sự là cảm giác chính mình sắp chết rơi mất. Thực sự là mệnh đồ nhiều thăng trầm a, ta chỉ là muốn thật tốt liệu cái thương. Diệp Thần khẽ cắn môi. Thương thế thực sự quá nghiêm trọng, hắn không thể làm gì khác hơn là sẽ lấy phía trước thu hoạch một chút pháp bảo, trực tiếp tế luyện đi, chuyển hóa thành thuần túy nguyên thủy năng lượng linh khí, lại hấp thu thôn nạp, dùng để hòa dịu thương thế. Như quá một âm dương bàn, đây là ngày xưa một trong thập đại cổ thần khí, có thay đổi vị trí nhân quả, nghịch chuyển âm dương thần hiệu, nhưng bây giờ Diệp Thần tự mình cõng chịu nhân quả, liên lụy tới thế giới bản nguyên, trụ thần bí bí mật, hắn tất cả ràng buộc, đều chỉ có thể tự mình tiếp nhận. Chính mình đi hóa giải, không có khả năng lại chuyển rời. Cái này quá một âm dương bàn, đối với hắn vô dụng, lúc này liền ăn hết, thương thế lại hóa giải một chút, mắt thấy Dạ Hàn đã đi xa, nhưng hắn cũng lo lắng đối phương đi mà quay lại, cho nên vẫn là duy trì độ cao đề phòng. Soát. Diệp Thần mượn nhờ Dạ Hoàng trải qua, thân dung trong bóng tối, tại hắc ám biển cả phiêu lưu, rất nhanh liền trôi đến một tòa yên lặng trên đảo nhỏ, trên hòn đảo cũng không cường đại hung thú khí tức. Mệt mỏi tới cực điểm Diệp Thần, liền nằm xuống. Tới sáng sớm hôm sau, Diệp Thần tỉnh lại, hôm qua ăn hết quá một âm dương bàn, được bổ sung, lại nghỉ ngơi một đêm, bây giờ cảm giác đã tốt lắm rồi, nhưng vẫn là suy yếu đến kịch liệt. Không biết Dạ Hàn đi nơi nào. Diệp Thần kiêng kỵ nhất, chính là Dạ Hàn, lúc này bấm ngón tay tính toán, nghĩ bắt giữ Dạ Hàn hướng đi vị trí, nhưng phát hiện đối phương ẩn ẩn có một cỗ đặc thù che giấu khí tức hiểm hộ, hắn càng không có cách nào nhìn trộm. Nghĩ đến là Vi Giờ Nu che chở. Thôi, bây giờ ta cũng chỉ có thể mau chóng chữa thương khôi phục nguyên khí, mới có thể cùng đêm đó lạnh đối kháng. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, chính diện đối quyết mà nói, hắn bộ dạng này trạng thái, chắc chắn là đánh không lại Dạ Hàn, may mắn nắm giữ lấy Dạ Hoàng trải qua, chỉ cần thế gian còn có hắc ám tồn tại, hắn liền có thể mượn dùng, muốn chạy trốn thoát ẩn nấp bảo mệnh cũng không khó khăn. Nhưng thân ở Phản Thiên Thánh Địa, vẫn là quá mức nguy hiểm. Dạ Hàn là một thanh lợi kiếm, Dạ Hàn sau lưng Vi Giờ Nu càng kinh khủng.
Vì giờ Nu nhanh như vậy liền kêu người tới giết đi Diệp Thần, vậy hắn đối với Diệp Thần hận ý, chỉ sợ tương đương cực lớn. Phạn Thiên đang ngủ say bên trong, mảnh này Phạn Thiên thánh địa, Vì giờ Nu quyền nói chuyện cực lớn, nếu như Diệp Thần dừng lại thêm đi xuống, coi như có thể tránh thoát Dạ Hàn truy sát, cũng tránh không khỏi Vì giờ Nu tính toán. Không thích hợp, hay là chớ đang suy nghĩ cái gì cùng Dạ Hàn đối kháng, mau rời khỏi thì tốt hơn, đây là Vì giờ Nu địa bàn, ta lưu tại nơi này chính là tự tìm cái chết. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, tự nhiên không cho rằng mình có thể cùng Vì giờ Nu chống lại, đó là trong truyền thuyết trụ thần, Diệp Thần bây giờ tuyệt đối không cách nào cùng trụ thần đối kháng. Mà hắn là thiên tổ người đại diện, không phải Shiva con dân, Shiva coi như chịu giúp hắn, cũng sẽ không giúp hắn quá nhiều, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Shiva tiền bối, ta hiện nay vẫn là đi Vân Dương Tông tìm cơ ra sao? Diệp Thần âm thầm nếm thử câu thông Shiva, dò hỏi. Phía trước Shiva gọi hắn đi Vân Dương Thành, trực tiếp tìm cơ ra, tìm kiếm rời đi chi pháp, nhưng không nghĩ tới Dạ Hàn đột nhiên đến, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bây giờ Diệp Thần không xác định, chính mình còn muốn không muốn đi cơ ra. Hắn muốn hỏi thăm Shiva, nhưng lần này lại không lại lấy được bất kỳ đáp lại nào, nhìn ra xa hải bờ bên kia, chỉ thấy trọng trọng sương mù hơi nước, gốc kia sáng thế chi thụ cũng không nhìn thấy. Diệp Thần lắc đầu, thu hồi hỗn loạn suy nghĩ, bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên chữa thương khôi phục điểm nguyên khí, lại đi Vân Dương Thành xem, chỉ hy vọng Shiva nói tới cơ ra, thật có đường đi có thể để cho hắn rời đi. Bằng không một mực lưu lại Phạn Thiên Thánh Địa mà nói, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Diệp Thần nhìn chung quanh, hắn vị trí hòn đảo, sinh trưởng từng cây thương ngô đại thụ, cây cối chọc trời, thiên địa linh khí có chút tràn đầy, một chút thương ngô trên cây đều có quả. Diệp Thần thu thập một chút thương ngô linh quả ăn, bổ sung nguyên khí, lại vận chuyển vạn pháp quy tông đại khí công, hô hấp điều tức, yên lặng an dưỡng cơ thể. Như thế trải qua một ngày, Diệp Thần thương thế hòa dịu một chút. Nguyên khí cũng khôi phục một chút, nhưng cùng đỉnh phong thời điểm thực lực so sánh, hắn thời khắc này thực lực không bằng nửa thành, có thể nói cực kỳ yếu ớt. Một ngày này ban đêm, Diệp Thần tiếp tục vận công chữa thương, nhờ vào Dạ Hoàng trải qua, tại ban đêm hắn tốc độ khôi phục càng nhanh. Hoa lạp, hoa lạp. Gió đêm thổi lất phất mặt biển, sóng biển lăn tăn, trong lúc đột ngột, Diệp Thần lại nhìn thấy nơi xa có một đạo cá mập một dạng sừng nhọn. Đang lấy tốc độ cực nhanh, vạch phá sóng biển hướng hắn vị trí vọt tới. Một cỗ hắc ám khí tức kinh khủng, còn có đậm đà mùi hôi thối, đập vào mặt. Là cái gì? Trong lòng Diệp Thần run lên, nhìn thấy cái kia sừng nhọn tới gần, cũng sợ gặp phải quái vật gì, lấy trạng thái trước mắt của hắn, không nên động thủ. Lập tức, Diệp Thần liền lách mình đến một cây đại thụ đằng sau, thân cùng hắc ám dung hợp, ẩn nấp đi. Sau một lát, một tiếng xào xạc tiếng vang. Nước biển bị mãnh nhiên xé rách, một cái khổng lồ hình người quái vật vọt ra khỏi mặt nước, nhảy lên Diệp Thần chỗ hòn đảo. Dưới ánh trăng, quái vật này toàn thân ướt nhẹp, làn da hiện ra một loại quỷ dị màu xám đen, bao trùm lấy vải thật dày, lập lòe u lạnh ánh sáng lộng lẫy, tứ chi dài mà hữu lực, đầu ngón tay nhọn duệ như dao. Làm người khác chú ý nhất, là nó đỉnh đầu cái kia cá mập một dạng sừng nhọn, dài mà sắc bén, tản ra lạnh lẽo khí tức, ở dưới ánh trăng lập lòe hàn quang. Đây là, độc giác ma giao nhân. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, thiên cơ nhìn rõ, lập tức liền hiểu quái vật này lai lịch, là đến từ nội vực biển sâu một loại ma vật, hung tàn cực điểm. Lấy Diệp Thần bây giờ suy yếu thụ thương trạng thái, muốn đối phó đầu này độc giác ma giao nhân, cũng phải tốn phí không nhỏ công phu. May mắn đầu kia độc giác ma giao nhân, là từ hòn đảo một bên khác đăng lục, lên đảo sau phát ra một hồi trầm thấp tiếng giống, cả kinh trên hòn đảo rất nhiều chim thú bôn tẩu. Sau đó, cái kia độc giác ma giao nhân, liền bước vào trong rừng cây, càng là thu thập thương ngô quả, một bên thu thập một bên ăn, hai hàng răng nanh sắc bén tựa như đao kiếm giống như, làm cho người dùng mình. Cái này hiển nhiên là thương ngô ở trên đảo thành thục quả, đem đầu này độc giác ma giao nhân hấp dẫn tới, Diệp Thần trốn ở phía sau cây, ẩn thân ở trong bóng tối, chỉ mong không nên bị đối phương phát hiện. Thế nhưng độc giác ma giao nhân, lại từng bước một hướng đi Diệp Thần vị trí. Tại hắc ám che lấp lại, Diệp Thần không có bại lộ, nhưng hắn giải rác lưu lại trên đất thương ngô quả, còn có vết chân của hắn vết tích, lại bị độc giác ma giao nhân phát hiện. Độc giác ma giao nhân có được khá cao trí tuệ, nhìn thấy chung quanh rất nhiều vết tích sau, nó trong mắt liền lướt qua một vòng ngang ngược hung tàn tia sáng, miệng nói tiếng người, âm thanh lạnh lùng nói, ra đi. Trong lòng Diệp Thần run lên, đang muốn đi ra, chợt nghe víu một tiếng,
một mũi tên đâm nghiêng bên trong bắn ra, thẳng hướng độc giác ma giao nhân con mắt vò tới. Độc giác ma giao nhân cười lạnh một tiếng, màu xám xanh bàn tay một chảo, ma khí dâng lên, liền đem mũi tên kia bắt được bẻ gãy, ánh mắt nhìn về phía mũi tên phát ra chỗ, liền thấy chỗ kia trong bụi cây, đi ra một thiếu nữ. Thiếu nữ tắm nguyệt quang, phảng phất khoác lên một tầng nhàn nhạt ngân sa, nàng dáng người thon dài, đường cong lả lướt, mặc một bộ thanh sắc váy dài, váy theo gió biển nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một đóa hoa sen nở rộ, dung mạo thanh lệ, mày như núi xa, mắt như thu thủy, một đầu tóc dài đen nhánh theo gió phiêu vũ, mấy sợi sợi tóc nhẹ nhàng dán tại trên gương mặt, tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Cơ Giao, quả nhiên là ngươi, hắc hắc. Độc giác ma giao nhân thấy thiếu nữ xuất hiện, lập tức nhe răng cười một tiếng, hiển nhiên là nhận ra thiếu nữ. Gọi Cơ Giao thiếu nữ, trên tay nắm một thanh tinh xảo tiểu cung, rõ ràng vừa mới cái mũi tên này mũi tên chính là xuất từ tay nàng. Bây giờ, nàng đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, khí chất lại như kiếm bản lăng lệ, đối mặt độc giác ma giao nhân, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại trong mắt lập lòe lạnh lẽo tia sáng, nhìn chằm chằm độc giác ma giao nhân, nói. Ma giao, ta chỉ cần ngươi một giọt giao nhân nước mắt, chỉ cần ngươi chịu cho ta, ta lập tức liền rời đi. Một giọt nước mắt, đối với ngươi mà nói, không tính là gì. Nghe vậy, độc giác ma giao nhân hắc hắc cười lạnh, nói, ta đạo tâm cương mãnh cứng cỏi, nơi nào sẽ có cái gì nước mắt. Thứ ngươi muốn, ta có thể không cho được ngươi. Ta còn muốn ngươi nguyên âm đâu, ngươi có cho hay không? Cơ Giao đại tiểu thư. Nghe vậy, Cơ Giao lập tức tức giận, quát lên, làm càn. Ngươi không cho, ta liền đem ánh mắt ngươi đảo xuống tới. Nói đi, Cơ Giao đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, liền hướng độc giác ma giao nhân đâm tới. Hàn Nguyệt Xương Thiên Kiếm. Cơ Giao thân ảnh, thoáng chốc hóa thành một vệt sáng, kiếm chiêu như lạnh dưới ánh trăng sương hoa, lạnh lẽo mà sắc bén, trong đó chỗ tóe ra hàn khí, phảng phất muốn đem chung quanh không gian đều đóng băng, trực chỉ hướng độc giác ma giao nhân chỗ hiểm quanh người. Hắc hắc, một năm trước thiếu chút nữa thì cầm xuống ngươi nguyên âm, năm nay ta cũng sẽ không lại để cho ngươi chạy thoát. Độc giác ma giao nhân nhe răng cười một tiếng, nhìn xem Cơ Giao cuồn cuộn kiếm khí ám sát mà đến, không chút nào hoảng, độc giác nở rộ ma quang, quát to một tiếng, đại thiên thủy long múa. Chỉ thấy phía sau hắn xa xa biển cả, lại một chút sôi trào lên, nổ lên từng cái cột nước, như thủy long giống như hướng Cơ Giao va chạm mà đi. Cơ Giao mù sương kiếm khí, cùng nước biển vừa đụng chạm, răng rắc một thanh âm vang lên, nước biển bị đông cứng, nhưng nàng cũng lọt vào một tia phản phệ, thân thể cảm nhận được một trận hàn ý, động tác lập tức chậm chạp xuống. Độc giác ma giao nhân giữ tợn cười, nhân cơ hội này, huy trưởng chợt vỗ mà ra. Cơ Giao gương mặt xinh đẹp trầm xuống, vội vàng lách mình tránh né, độc giác ma giao nhân phi thân theo đuổi, trong nháy mắt, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, làm cho người hoa mắt. Diệp Thần tại phía sau cây nhìn xem, thầm giật mình, không nghĩ tới trừ mình ra, trên hòn đảo còn ẩn tàng có người, hắn lại không phát hiện chút nào. Ta thụ thương quá mức nghiêm trọng, phụ cận có người ẩn nấp lại cũng không biết, bất quá cũng là cái này Cơ Giao, đối với ta không có ác ý, nếu như nàng có sát tâm. Ta không có khả năng không có chút phát hiện nào. Diệp Thần âm thầm nghĩ, lấy tu vi của hắn, coi như dù thế nào trọng thương, như dã thú trực giác bén nhạy sẽ không thay đổi, hắn không có phát hiện Cơ Giao tồn tại, vậy thì biểu thị cũng không có nguy hiểm gì, Cơ Giao cũng không muốn làm hại hắn. Thiếu nữ này ẩn nấp ở đây, dường như là vì đi săn độc giác ma giao nhân. Mà nhìn bộ dáng, độc giác ma giao nhân cùng Cơ Giao cũng là nhận biết, hơn nữa từng có ân oán. Thiên Nguyệt Trảm. Đại ma giao tay. Hai người toàn lực đánh nhau, kiếm chảo tương giao, một tiếng vang thật lớn, bộc phát ra kinh người năng lượng ba động. Ngô! Cơ Giao kêu lên một tiếng, bị đẩy lui mấy bước, lông mày nhíu một cái, khóe miệng liền tiết ra máu tươi, hiển nhiên là gặp nội thương. Độc giác ma giao nhân cười hắc hắc, nó cánh tay cùng trên thân thể cũng có rất nhiều vết kiếm, vừa mới chiến đấu, nó cũng bị thương, bất quá nó nhục thân cường đại, có thể chống đỡ. Đến cực hạn sao, ngươi ngoan ngoãn chính mình cởi y phục xuống đi theo ta, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhe răng cười âm thanh bên trong, độc giác ma giao nhân nhanh chân vào tới trước, song chảo hướng Cơ Giao thân trên chộp tới. Cơ Giao cắn răng, rất kiếm hướng nó lòng dạ ám sát. Nhưng không ngờ, độc giác ma giao nhân thân thể nhoáng một cái, đã vòng tới phía sau nàng, cười gần nói. Ngu xuẩn, liền hư chiêu cũng nhìn không ra. Hắn một đôi màu xám xanh thủ chảo, liền hướng Cơ Giao cổ chộp tới.
Không tốt. Cơ Giao cảm thấy phần gáy Kình Phong đánh tới, lập tức hoảng hốt. Nhưng tiếp theo sát, nàng phát hiện mình cũng không có lọt vào công kích. Mang theo sợ hãi biểu lộ, Cơ Giao nhìn lại, lại phát hiện Độc Giác Ma Giao Nhân giống như bị định thân, không cách nào chuyển động, thủ trảo ngưng trệ giữa không trung, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ dữ tợn bộ dáng, cánh tay gân xanh nổi lên, xương cốt răng rắc vang dội, dường như đang liều mạng giãy giụa. Nhìn kỹ lại, liền thấy Độc Giác Ma Giao Nhân sau lưng cái bóng, cư nhiên bị một bóng người lôi kéo, cũng dẫn đến động tác của nó, cũng lâm vào trong ngưng kết. Là, ai? Độc Giác Ma Giao Nhân vô cùng phẫn nộ, liều mạng muốn tránh thoát mở sau lưng bóng người gò bó, nó đã bắt được có người từ phía sau đại thụ hiện thân đi ra, đó chính là Diệp Thần. Mặc dù không thấy Diệp Thần thân ảnh, nhưng Diệp Thần trên người luân hồi khí tức, nó cũng vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Luân hồi chi chủ. Độc Giác Ma Giao Nhân hãi dị, không nghĩ tới tòa đảo này ngoại trừ Cơ Giao, còn có người che giấu lấy. Hơn nữa người này, chính là đại danh đỉnh đỉnh luân hồi chi chủ. Diệp Thần đang mở ra bóng tối ma nhãn, tạm thời trói buộc chặt Độc Giác Ma Giao Nhân cái bóng, giam cầm động tác của nó. Lấy Diệp Thần trọng thương hư nhược trạng thái, hắn không cách nào cùng Độc Giác Ma Giao Nhân chính diện chiến đấu, mà coi như dùng loại thần thông này giam cầm thủ đoạn, cũng cảm thấy vô cùng phí sức. Ở đối phương kịch liệt giãy giụa phía dưới, hắn cảm giác chính mình ánh mắt đều nhanh muốn bị kéo túm đi ra. Độc Giác Ma Giao Nhân nghiến răng nghiến lợi, cũng cảm thấy Diệp Thần khí tức suy yếu, liền liều mạng giãy giụa. Mau ra tay. Diệp Thần biết mình không chống được bao lâu, hướng về phía Cơ Giao quát to. A! À, Cơ Giao như ở trong mộng mới tỉnh, lên tiếng, lập tức xuất kiếm bạo đâm mà ra, Độc Giác Ma Giao Nhân thân hình bị giam cầm, không thể nào né tránh ngăn cản, thổi phù một tiếng. Liền bị đâm xuyên trái tim, hai mắt trừng trừng, chợt khí tuyệt ngã xuống đất mất mạng. Trước khi chết, sợ hãi che mất linh hồn của nó trừng trừng ánh mắt có nước mắt chảy đi ra, lệ kia dòng nước ra lại ngưng kết thành tiểu trân châu đồng dạng trượt xuống trên mặt đất, đó là tương đương chân quý thiên tài địa bảo Giao Nhân nước mắt. Chết! Cơ Giao nhìn thấy Độc Giác Ma Giao Nhân bỏ mình, lập tức ngơ ngác xuất thần, như trong mộng. Ôi! Diệp Thần kịch liệt thở dốc, ngồi liệt trên mặt đất. Vừa mới thi triển bóng tối ma nhãn, để cho hắn thật vất vả khôi phục như cũ một điểm nguyên khí, lại tiêu hao hết. May mắn Độc Giác Ma Giao Nhân đã chết, từng sợi hắc ám tựa như xúc tu đồng dạng, tại Diệp Thần ý chí thôi động phía dưới, quấn quanh Độc Giác Ma Giao Nhân toàn thân, cái sau rất nhanh bị bóng tối thôn phệ, hóa thành nguyên thủy nhất khí huyết chất dinh dưỡng, trả lại tầm bổ Diệp Thần gân cốt mệnh mạch. Diệp Thần nhận được bổ dưỡng, trạng thái hư nhược thoáng hòa dịu, ánh mắt nhìn về phía Cơ Giao. Nhìn nàng từ trên xuống dưới. Cơ Giao nhìn thấy Diệp Thần thôn vệ Độc Giác Ma Giao Nhân thủ đoạn, dọa đến dùng mình, vội vàng quỳ xuống, thùng thùng dập đầu hai cái khấu đầu, nói, tiểu nữ tử Cơ Giao, gặp qua luân hồi chi chủ. Diệp Thần ừ một tiếng, nói, không cần câu nệ, người đã sớm ở chỗ này. Cơ Giao có chút e ngại, không dám nhìn thẳng Diệp Thần, nói, là, tiểu nữ tử trước mấy ngày liền tiềm phục tại này, suy nghĩ săn giết Độc Giác Ma Giao Nhân. Hôm qua luân hồi chi chủ lên đảo, ta. Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói phun ra nuốt vào. Diệp Thần cười nói, ngươi cho rằng ta trọng thương suy yếu, chẳng mấy chốc sẽ chết, không muốn gây phiền toái phải không? Vẫn là muốn đợi ta chết đi, ngươi trở ra vơ vét trên người ta đồ vật. Cơ Giao hoảng hốt vội nói, không có, không có. Luân hồi chi chủ là có đại khí vận người, tiểu nữ tử nào dám mưu hại ngươi? Ta là nghe được Phản Thiên Đại Thần âm thanh, hắn. Hắn bảo ta không cần cùng ngươi nhiễm lên bất luận cái gì nhân quả. Diệp Thần giật mình trong lòng, nói, Phản Thiên âm thanh. Hắn không phải đã ngủ say sao? Chẳng lẽ trong lúc ngủ mơ, còn có ý thức? Cơ Giao nói, ngô, liên lụy tới trụ thần pháp tắc, cái này quá mức phức tạp, tiểu nữ tử không dám nói bừa. Nhưng, Phản Thiên Đại Thần mặc dù ngủ say, trái tim của hắn còn tại nhảy lên. Máu của hắn còn tại chảy xuôi, hắn còn có hô hấp, tiếng tim đập của hắn, máu chảy âm thanh, tiếng hít thở, cũng là chí cao thần dụ, ta là Phản Thiên Đại Thần người lắng nghe, có thể nghe được thanh âm của hắn, nhưng cơ hội phi thường xa vời, thường thường vạn năm cũng khó phải lắng nghe một lần. Trước đây là Phản Thiên Đại Thần tự mình hạ xuống thần âm, chỉ thị ta không thể cùng ngươi nhiễm, nếu như ngươi chết tốt nhất. À, không phải không phải, luân hồi chi chủ ngươi như sống sót, Phản Thiên Đại Thần liền chỉ thị ta. Bảo ta mau chóng tiễn đưa ngươi rời đi. Mảnh này Phản Thiên Thánh Địa, không phải địa phương ngươi có thể tới. Diệp Thần nghe Cơ Giao một phen, con mắt híp lại.
hắn vốn đang cho là, Phản Thiên ngủ say sau, liền tương đương là tử vong, không cách nào lại quan hệ thế giới vận chuyển, nhưng hiện tại xem ra, Phản Thiên vẫn có thể phát ra âm thanh. Trụ thần cường đại, đủ loại huyền bí, quả nhiên không thể theo lẽ thường ước đoán. Diệp thần cũng nghĩ rời đi, với hắn mà nói, Phản Thiên Thánh Địa là địa phương hoàn toàn xa lạ, quá nguy hiểm, hắn nghĩ chữa thương, tự nhiên là quay về luân hồi trận doanh tốt nhất. Thì ra ngươi vẫn là Phản Thiên người lắng nghe. Diệp thần nhìn xem Cơ Giao đạo. Cơ Giao vội vàng nói, ngoại vực có thiên thành vạn quận, tông môn gia tộc các loại thế lực, càng là vô số kể, chúng ta cũng là Phản Thiên con dân, cơ bản mỗi cái gia tộc, đều sẽ có người lắng nghe, thân phận tương tự với tế tự, cũng không coi vào đâu nhân vật không tầm thường, ta chính là Cơ Gia người lắng nghe. Diệp thần nói, Cơ Gia, Vân Dương Thành Cơ Gia. Hắn đánh giá Cơ Giao, ẩn ẩn đã bắt được nhân quả, Cơ Giao chính là tới từ Vân Dương Thành. Mà phía trước Siva cũng đã nói, gọi hắn đi Vân Dương Thành tìm Cơ Gia, tìm kiếm rời đi chi pháp. Cơ Giao nói, chính là, luân hồi chi chủ pháp nhãn thông thiên, đã nhìn thấy tiểu nữ tử thân thế. Diệp thần gật đầu nói, ân, Phản Thiên nói, gọi ngươi tiễn đưa ta rời đi, ta cũng đang có rời đi chi ý, không biết ngươi có cái gì biện pháp. Phản Thiên Thánh Địa cùng ngăn cách ngoại giới, thậm chí ngay cả vị trí vị diện chiều không gian cũng không giống nhau, muốn ra vào mà nói, trừ phi là có cái gì đặc thù thông đạo. Hoặc, là giống Dạ Hàn như thế, sau lưng có trụ thần triệu hoán. Nhưng Diệp thần thụ thương phía dưới, cơ thể quá mức suy yếu, hắn không có khả năng chịu được trụ thần pháp tắc sức mạnh, cho nên cũng không khả năng dựa vào Siva sức mạnh rời đi, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Cơ Giao do dự một chút, nhìn thấy Diệp thần bộ dáng yếu ớt, cẩn thận nói, luân hồi chi chủ, người thụ thương quá nặng, ta trước tiên mang ngươi về gia tộc chữa thương, ngươi trước tiên nghỉ ngơi dưỡng tĩnh dưỡng, ta lại nghĩ biện pháp tiễn đưa ngươi rời đi. Diệp thần nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có cái gì biện pháp, có thể để ta rời đi. Cơ Giao nói, Ngô, ta không quá xác định, phương pháp kia có thể thực hiện hay không, cần về nhà theo cha ta thương lượng một chút. Chính là tại trong ta Vân Dương Thành bên trong, có một đầu hình thiên sơn mạch, hình thiên núi chi đỉnh có một tòa bỏ hoang đại đỉnh, gọi nghịch sinh âm dương đỉnh. Là năm đó hình thiên chủ dùng để phục sinh hắn nữ thần trong mộng thần khí, có câu thông âm dương, nghịch chuyển vận mệnh hiệu quả. Chỉ cần trưởng khống nghịch sinh âm dương đỉnh, liền có thể nghịch chuyển âm dương, điên đảo càn khôn, rời đi Phản Thiên Thánh Địa, trở lại không không lúc nào khoảng không chủ thế giới bên trong. Hình thiên chủ. Diệp thần nghe được ba chữ này, lập tức đồng tử co rụt lại, giống như có chút quen thuộc. Cái này hình thiên chủ, là năm đó vị kia. Ma ngục mệnh tinh hình chi mảnh vụn người trưởng quản. Diệp thần trong lòng nhảy lên, giống như nghe qua hình thiên chủ tên. Trước kia lá khô ma tôn làm hại chư thiên, lọt vào luân hồi địa ngục truy nã, đầu tiên là bị câu thiên tôn bắt, lại bị khóa thiên thần quân phong tỏa tu vi, tiếp đó bị hình thiên chủ gia tăng đủ loại hình phạt, cuối cùng bị độ ách chân quân như tường vi chặt đứt hắn trên thế gian vết tích, đoạn tuyệt đường lui của hắn. Nếu như không phải hắc ám huynh đệ hội công phá luân hồi địa ngục, lá khô ma tôn vĩnh viễn, đều phải tại luân hồi trong địa ngục chịu khổ. Luân hồi địa ngục bốn vị thống lĩnh, mỗi người một vẻ, hình thiên chủ xem như hình chi mảnh vụn người trưởng quản, đang am hiểu đủ loại hình phạt thủ đoạn. Diệp thần không biết Cơ Giao nói tới hình thiên chủ, có phải hay không chính là trước kia vị kia hình chi mảnh vụn người trưởng quản. Ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vụn, Diệp thần đã chiếm được một khối độ chi mảnh vụn, khác ba khối mảnh vụn lại hiểu vô dấu vết, hiện tại hắn ẩn ẩn cảm thấy. Lại một khối mảnh vụn, hình chi mảnh vụn manh mối muốn tới. Cơ Giao nói, chính là vị kia hình thiên chủ. Hắn từng trưởng quản trong truyền thuyết hình chi mảnh vụn, thực lực phi thường cường hãn, nắm giữ đủ loại thiên khiển hình phạt tai họa thủ đoạn. Trước kia hắn liền từng buông xuống đến ta Vân Dương Thành hình thiên sơn mạch bên trong. Diệp thần ngơ ngẩn xuất thần, lại hỏi, Phản Thiên Thánh Địa ngăn cách, hình thiên chủ là thế nào tiến vào? Cơ Giao nói, chính là trước kia luân hồi địa ngục sụp đổ, câu, khóa. Hình, độ bốn khối mảnh vụn thất lạc, cái kia hình chi mảnh vụn liền rơi xuống đến Phản Thiên Thánh Địa trong, cuồn cuộn linh khí phát ra, dị tượng trùng thiên, cuối cùng ngưng kết thành một vùng núi, chính là bây giờ hình thiên sơn mạch. Cái này hình thiên sơn mạch, xem như hình chi mảnh vụn dị tượng kết tinh, hình thiên chủ chính là hình chi mảnh vụn người trưởng quản, hắn bắt được hình chi mảnh vụn khí tức, liền đi đến Phản Thiên Thánh Địa trong, một là vì tìm về mảnh vụn, hai là vì phục sinh hắn tình nhân trong mộng. Nghe vậy, Diệp thần trong lòng lại là nhảy một cái, nói, hình chi mảnh vụn liền tại đây chỗ.
Hình chi mảnh vụn là ma ngục mệnh tinh 4 khối mảnh vụn một trong, thứ này đối với Diệp Thần tới nói, giá trị không thể coi thường, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Cơ Giao khẽ gật đầu một cái nói, trước kia hình thiên chủ phục sinh hắn tình nhân trong mộng sau, tự hiểu xúc phạm thiên nộ, sợ thiên đạo hàng phạt, liền mang theo hình chi mảnh vụn rời đi. Nhưng, cái kia hình thiên sơn mạch, còn có cái kia nghịch sinh âm dương đỉnh, đều còn tại trong ta Vân Dương thành bên trong, nếu là có thể trưởng khống nghịch sinh âm dương đỉnh mà nói, luân hồi chi chủ, ngươi liền có cơ hội đi ra. Diệp Thần có hơi thất vọng, hình chi mảnh vụn đã bị hình thiên chủ mang đi, chư thiên minh mông, hắn muốn lại tìm kiếm mà nói, vô cùng tự nhiên khó khăn, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ, hỏi. Cái kia hình thiên chủ tình nhân trong mộng, là ai? Hắn cần biết càng nhiều manh mối. Cơ Giao nói, hình thiên chủ tình nhân trong mộng, chính là thiên đạo 6 trong số mệnh, vận mệnh đạo mệnh cách ban sơ người thừa kế, nàng cũng là 72 trụ thần bên trong, bàn tơ lão tổ người đại diện, tên là Lãnh Khuynh Xương. Lãnh Khuynh Xương. Diệp Thần nghe được cái tên này, giống như có chút ấn tượng mơ hồ. Cơ Giao nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, người nghe qua nàng sao? Nàng là không không lúc nào khoảng không chủ thế giới bên trong, đời thứ nhất vận mệnh chi thần. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, giống như đích xác có chút ấn tượng, cái này Lãnh Khuynh Xương, tựa như là đạo tông đại chúa tể bằng hữu, hai người đã từng chơi cờ qua, Diệp Thần cũng cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Lúc đó Lãnh Khuynh Xương cùng đại chúa tể, muốn tôn di chặt đứt tơ tình, dễ yên tâm đả tạo xâm lâm sách. Nhưng đến cuối cùng, tôn di đối với Diệp Thần thâm tình khó gãy, tơ tình coi như chặt đứt, cũng biết lại sinh ra tới, đại chúa tể cùng Lãnh Khuynh Xương cũng không có biện pháp. Mà tôn di cho dù lòng có tơ tình, cũng không có bị quấy dày, vẫn như cũ có thể chuyên tâm đả tạo xâm lâm sách. Nếu là nàng rừng rậm sách chế tạo ra tới, có thể sáng lập ra một gốc thông thiên đại thụ, trực tiếp thông hướng tinh không bỉ ngạn, lớn như vậy chúa tể liền có thể dọc theo cây đại thụ này leo đi lên, một lần nữa trở lại tinh không bỉ ngạn. Đây là đại chúa tể kế hoạch. Lãnh Khuynh Xương là đại chúa tể bằng hữu, nhưng Diệp Thần cùng nàng không có giao tình gì. Giống như nghe qua, nhưng nàng ngọn nguồn đi qua, ta không rõ lắm. Diệp Thần lắc đầu, thì ra cái này Lãnh Khuynh Xương, vẫn là hình thiên chủ tình nhân trong mộng. Chuyện nhân quả, giống như trở nên có chút khó bề phân biệt. Diệp Thần có chút đau đầu, trạng thái hư nhược ở dưới hắn, không cách nào xử lý quá mức chuyện phức tạp. Cơ Giao nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt khác thường, vội nói, luân hồi chi chủ, sắc mặt ngươi thật là tệ, chúng ta hay là trước không nói, ta mang ngươi về nhà trước tiên. Liền tới đỡ lấy Diệp Thần. Ân, Diệp Thần gật gật đầu, hiện tại hắn cũng đích xác cần nghỉ ngơi, chỉ có nghỉ khỏe, mới có thể xử lý đủ loại phức tạp manh mối. Lập tức, Cơ Giao sắp tán rơi xuống đất giao nhân nước mắt thu thập lại, lại đỡ lấy Diệp Thần, rời đi Thương Ngô đảo, hai người trong đêm tối hướng Vân Dương Thành đi đến. Những thứ này giao nhân nước mắt, đối với Cơ Giao tới nói, là giá trị khá cao thiên tài địa bảo, nhưng đối với Diệp Thần tới nói, không đáng giá nhắc tới. Hai người tới trời tờ mờ sáng thời gian, liền đã đến Vân Dương Thành Bắc Môn. Luân hồi chi chủ, cái này Vân Dương Thành ngoại trừ ta Cơ gia, còn có một cái đại gia tộc Mặc gia. Ta Cơ gia chiếm giữ thành Bắc, Mặc gia thống lĩnh Nam Thành, hai nhà lấy hình thiên sơn mạch làm ranh giới, cái kia hình thiên sơn mạch không có cái gì thiên địa linh khí, chỉ có vô tận thiên hình kiếp phạt, đủ loại tai họa thiên khiển. Nhưng chính vì vậy, hình thiên sơn mạch là cực tốt chỗ tu luyện, nếu như có thể tiếp nhận đủ loại thiên phạt linh hoạt xuống, đối với tu luyện rất có ích lợi. Cơ Giao đỡ lấy Diệp Thần, vừa hướng cửa thành đi đến, một bên đơn giản hướng Diệp Thần giới thiệu Vân Dương Thành tình huống. Đang nói đến hình thiên sơn mạch thời điểm, nàng đôi mắt cũng là lập lòe màu sáng, nói tiếp. Cho nên, hàng năm vì tranh đoạt hình thiên sơn mạch, ta Cơ Gia cùng Mặc Gia, đều biết cử hành một hồi luận võ, người thắng có thể chiếm giữ hình thiên sơn mạch một năm, đây chính là thiên đại lợi ích. Ta được giao nhân nước mắt, dựa vào như thế thiên tài địa bảo, tu vi tất có thể đột phá, năm nay luận võ, ta Cơ Gia liền có thủ thắng hy vọng. Diệp Thần nói, cái kia bây giờ cái này hình thiên sơn mạch, đến cùng là ai chiếm cứ lấy. Hình thiên bên trong dãy núi nghịch sinh âm dương đỉnh, là Diệp Thần rời đi phản thiên thánh địa chỗ mấu chốt, không thể sai sót, hắn đã cùng Mặc Gia công tử Mặc Khiêm kết thù, nếu như Mặc Gia nắm trong tay hình thiên sơn mạch, vậy thì cực kỳ không ổn. Cơ Giao nói, bây giờ là Mặc Gia nắm trong tay. Diệp Thần gương mặt trầm xuống, nói, phải không? Cơ Giao vội vàng nói, luân hồi chi chủ ngươi yên tâm, ba ngày sau chính là tỷ võ thời gian, chỉ cần ta Cơ Gia thắng được,
liền có thể cầm tới Hình Thiên Sơn mạch trưởng khống quyền, đến lúc đó, ngươi mượn nhờ nghịch sinh âm dương đỉnh, liền có cơ hội rời đi. Chỉ có điều, thôi động nghịch sinh âm dương đỉnh mà nói, cần hao phí không thiếu tài nguyên. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng liền có chút trần trở cùng ngưng trọng, rõ ràng nghĩ thôi động nghịch sinh âm dương đỉnh mà nói, cần hao phí đại lượng tài nguyên, nàng không biết mình gia tộc có thể hay không gánh vác nổi. Diệp Thần nói, không sao, tài nguyên ta ra chính là. Trên tay hắn không có gì tư nguyên, nhưng nếu có rời đi cơ hội, hắn có thể hiến tế một chút pháp bảo trọng yếu làm tài nguyên. Nhưng, các ngươi cùng Mặc gia luận võ, nếu bị thua, cái kia phiền phức vô cùng, ân, ta mượn các ngươi ba kiện pháp bảo. Diệp Thần trầm ngâm, liền lấy ra ba kiện pháp bảo, chính là một cái linh đan, một cái vòng tròn, một khối ấn tỷ, chính là trong thập đại cổ thần khí toái tâm linh, số mệnh chi hoàn, cửu thiên phục long ấn. Ngươi tốt nhất cầm. Diệp Thần đem cái này ba kiện pháp bảo, đều nhét vào cơ giao trong tay đi. Lấy cơ giao cùng nàng tộc nhân thực lực, muốn hoàn toàn phát huy ra cái này ba kiện pháp bảo uy lực, tự nhiên không có khả năng, nhưng chỉ cần có thể phát huy ra một đinh nửa điểm, đối với nàng đều có cực lớn chỗ tốt, có thể đề thăng luận võ tỷ số thắng. Toái tâm linh, số mệnh chi hoàn, cửu thiên phục long ấn. Luân hồi chi chủ, ngươi, bảo bối thật nhiều a. Cơ giao trợn mắt hốc mồm. Đã sớm nghe luân hồi chi chủ toàn thân là bảo, hôm nay nàng xem như khai nhãn giới, Diệp Thần vừa ra tay liền lấy ra ba kiện cổ thần khí cấp bậc pháp bảo, quả thực hung hăng rung động một cái tâm linh của nàng. Cầm a, Diệp Thần thản nhiên nói. Cơ giao kích động ừ một tiếng, tràn đầy mừng rỡ, đem ba kiện pháp bảo nhận, đỡ Diệp Thần đi tới cửa thành. Thủ thành hai cái vệ binh, lập tức cung kính hành lễ nói, gặp qua đại tiểu thư. Cơ giao nói, ân. Các ngươi con mắt thực sự là mù, luân hồi chi chủ đại giá quang lâm, cũng không có nhìn thấy sao. Còn không mau quỳ xuống nghênh đón. Nàng tại trước mặt Diệp Thần câu nệ thận hơi, nhưng ở trước mặt ngoại nhân lại có đại tiểu thư uy nghi khí độ, một bộ cao quý lãnh nhược băng xương bộ dáng. Cái kia hai cái vệ binh lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, lúc này mới phát hiện cái này nhìn như hư nhược nam tử, thể nội lại có luân hồi khí lan tràn ra, dọa đến bọn hắn chân tay luống cuống. Vội vàng quỳ xuống nói. Cung nghênh luân hồi chi chủ. Diệp Thần mỉm cười, không nói gì. Luân hồi chi chủ, những thứ này hạ nhân không có điểm nhãn lực độc đáo, hy vọng ngươi bỏ qua cho, chúng ta đi thôi. Cơ giao cung kính đỡ Diệp Thần, cùng đi vào trong thành. Bước vào trong Vân Dương thành bên trong, Diệp Thần liền thấy có một đội kỵ binh phi ra, đem đường phố phụ cận người đi đường toàn bộ đuổi lui, đường hẻm hoan nghênh hắn đến. Không thể không nói. Cơ giao gia tộc vệ đội, phản ứng xác thực cấp tốc, lại có người dục ngựa trở về bẩm báo. Có vệ binh dắt tới một con ngựa, cơ giao đỡ Diệp Thần lên ngựa, hai người cưỡi ngựa hướng cơ gia đi đến. Diệp Thần vào tới trong thành, xa xa liền nhìn thấy phương xa có một dãy núi, giống như ngọa long uốn lượn chiếm cứ, hùng hùng tráng khoát, trong núi đất đá bay mù trời, có lôi minh sấm sét tàn phá bừa bãi, trướng khí gào thét, nhưng ngoài núi lại là bình tĩnh bộ dáng. Luân hồi chi chủ. Đó chính là Hình Thiên Sơn Mạch. Cơ giao hướng Diệp Thần giới thiệu nói. Hình Thiên Sơn Mạch, là Vân Dương thành hung hiểm nhất chỗ, bên trong quanh năm bao phủ đủ loại thiên tai tai họa, bình thường võ giả tiến vào, có táng thân chết nguy hiểm. Nhưng nếu như có thể từ trong thiên tai sống sót, đối với tu vi tăng trưởng có lợi thật lớn. Cho nên, cơ gia cùng Mặc gia, hàng năm vây quanh Hình Thiên Sơn Mạch, đều phải cử hành kịch liệt luận võ tranh đấu. Diệp Thần thần thức thả ra ngoài. Liền cảm thấy cơ gia cùng Mặc gia, cũng là phổ thông gia tộc, không có thiên đế tồn tại, hai gia tộc dài cũng là rất thông thường thần vương. Kỳ thực có thần vương tọa chấn, tại không không lúc nào giữa không trung cũng là không tầm thường thế lực, nhưng Diệp Thần một đường đến nay, đối mặt địch nhân đều là đỉnh cấp tồn tại, cho nên thần vương cấp thế lực, hắn tự nhiên không thể nào để vào trong mắt. Phạn thiên thánh địa trong, chân chính rộng rãi vô thượng thế lực, đều ở bên trong vực, càng đến gần sáng thế chi thụ thế lực. Nội tình lại càng thâm hậu. Đến nỗi ngoại vực chi địa, cũng không có cái gì tồn tại cường đại, có thể gây nên Diệp Thần chú ý. Bất quá, Diệp Thần vẫn là cảm thấy, vượt qua Hình Thiên Sơn Mạch, vẫn có một đạo âm lệ cường hãn khí tức, để cho hắn sinh ra nguy hiểm lòng đề phòng. Đây không phải là ngoại vực cường giả khí tức, là Dạ Hàn khí tức. Dạ Hàn cũng tại Vân Dương Thành, tại trong Mặc gia. Diệp Thần lông mi phát lạnh, ngoại vực rất nhiều thế lực. Hắn đều không quan tâm, phóng nhãn toàn bộ ngoại vực, cũng không có cái gì cường giả có thể thương tổn tới hắn. Nhưng, Dạ Hàn là một ngoại lệ,
Một cái Dạ Hàn, đã quá khó đối phó, lại thêm một đầu cửu vĩ hồ, vậy đơn giản là muốn mạng. Diệp Thần liền xem như toàn thịnh thời kỳ, đối mặt Dạ Hàn cùng cửu vĩ hồ kết hợp, cũng không thể sơ suất, chớ nói chi là bây giờ trọng thương suy yếu đến kịch liệt. Luân hồi chi chủ, thế nào? Cơ Giao nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt khác thường, liền hỏi. Ta có cửu gia ở đây, Diệp Thần nói. Cơ Giao trong lòng căng thẳng, nói, là, cái kia Dạ Hàn. Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ lấy đối sách. Cơ Giao cũng cảm giác sâu sắc khó giải quyết, do dự một chút nói, ta Cơ gia thờ phụng Phản Thiên Đại Thần pho tượng, hơn nữa ta Cơ gia vẫn là tối chính tông vĩnh hằng phái tín đồ, cái kia Dạ Hàn to gan, lường trước cũng không dám dẫm lên ta Cơ gia trên đầu tới. Bằng không, đừng nói Phản Thiên hàng phạt, chính là nội vực bên trong, vĩnh hằng phái đội chấp pháp hàng lâm xuống, hắn đều chỉ có một con đường chết. Hắn lại cường hãn, tại ta Phản Thiên thánh địa trong, cũng là không lật được trời. Luân hồi chi chủ, người đến ta Cơ gia tính dưỡng chính là. Diệp Thần nghe Cơ Giao ngữ khí tự tin, gật đầu nói, hảo. Lại hỏi, cái này vĩnh hằng phái là. Cơ Giao nói, ta Phản Thiên trong thánh địa người, toàn bộ là Phản Thiên con dân, nhưng đối với Phản Thiên tín ngưỡng, lại có khác nhau, chủ yếu phân vĩnh hằng phái cùng Tô Sinh phái. Vĩnh hằng phái tôn chỉ, chính là bảo đảm Phản Thiên ngủ say, để bảo đảm thế giới vĩnh hằng. Tô Sinh phái tôn chỉ, lại là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tỉnh lại Phản Thiên, bọn hắn cho rằng thế giới đã ổn định, coi như Phản Thiên đại thần tỉnh lại, thế giới cũng sẽ không hủy diệt, mà Phản Thiên thức tỉnh, còn có thể dẫn dắt đám người chinh phạt chư thiên, thiết lập sự nghiệp to lớn, phá sát hắc ám, đạt tới siêu thoát, đều biến thành quang. Ngô, ngoài ra còn có cái dị đoan, gọi điệp huyết phái, bọn hắn chịu Siva mê hoặc, chủ trương giết chết Phản Thiên, cái này dị đoan tín đồ, đã bị chúng ta vĩnh hằng phái cùng Tô Sinh phái liên thủ trấn áp, phong ấn tại sáng thế chi thụ phía dưới. Bây giờ Phản Thiên thánh địa trong, vĩnh hằng phái thế lực nhất là hừng hực, nếu như cái kia Dạ Hàn dám làm loạn mà nói, vĩnh hằng phái nội vực đội chấp pháp ra tay, hắn không chết cũng muốn lột ra. Tại nâng lên Siva cùng điệp huyết phái thời điểm, Cơ Giao trong giọng nói tràn ngập chán ghét cùng khinh thường. Trong lòng Diệp Thần run lên, hắn cùng Siva có chút giao tình, nếu như bị người biết, không phải là chuyện tốt, lập tức bất động thanh sắc, nói, Cơ tiểu thư, vậy ta an tâm, liền đi gia tộc của ngươi quấy rầy mấy ngày. Hai người cưỡi ngựa, rất nhanh liền đã đến Cơ gia bên trong. Cơ gia tộc trưởng Cơ Thiên Hàn, sớm nhận được tin tức, lập tức mang theo Cơ gia số lớn cao tầng, rất cung kính đi ra ngoài nghênh đón, một đám người cùng nhau hướng Diệp Thần khom mình hành lễ. Luân hồi chi chủ, cung nghênh đại giá, tại hạ Cơ Thiên Hàn, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Cơ Thiên Hàn cuống quýt đi tới phía trước, đỡ Diệp Thần xuống ngựa, thần sắc mười phần kính cẩn. Diệp Thần nói, không sao, Cơ tộc trưởng hữu lễ. Cơ Giao cũng xuống lập tức tới, kêu một tiếng, cha. Lúc này, lại có một thiếu nữ, từ Cơ gia trong phủ đệ vọt ra, kêu lên, tỷ tỷ. Liền bổ nhào vào Cơ Giao trong lồng ngực. Thiếu nữ kia thanh thuần phấn nộn, một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, Cơ Giao nhẹ vỗ về đầu nàng, hướng Diệp Thần giới thiệu nói, đây là muội muội ta Cơ Tiểu Mãn. Lại hướng Cơ Tiểu Mãn nói, Tiểu Mãn, mau gọi người. Cơ Tiểu Mãn nói, Luân hồi chi chủ ca ca, người tốt, người tốt. Nghe nói ngươi là rất lợi hại nhân vật, như thế nào bây giờ? Nàng gặp Diệp Thần suy yếu đến phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cơ Giao nói, Tiểu Mãn, không thể nói hưu nói vượn. Luân hồi chi chủ chỉ là bị thương nhẹ, người dẫn hắn đi Phản Thiên từ đường tĩnh dưỡng chính là. Cơ Tiểu Mãn vội nói, a, tốt, tỷ tỷ, Luân hồi chi chủ ca ca, người đi theo ta. Nàng lúc này tới đỡ Diệp Thần, hướng Cơ gia phủ đệ đi đến. Diệp Thần hướng Cơ Giao, Cơ Thiên Hàn mấy người chắp tay gửi tới lời cảm ơn, liền tiến vào Cơ gia trong phủ đệ, đi theo Cơ Tiểu Mãn, đi tới một tòa trong đường. Từ đường bảng hiệu bên trên in Phản Thiên từ đường bốn chữ, đốt hương lượn lờ, bên trong đang thờ phụng Phản Thiên pho tượng. Tốt, Luân hồi chi chủ ca ca, ngươi ngay tại trong đường nghỉ ngơi đi, đây là ta Cơ gia linh khí nồng nặc nhất chỗ, ngươi ở nơi này tĩnh dưỡng, thương thế chắc chắn có thể khôi phục rất nhanh. Nếu có thể nhận được Phản Thiên đại thần chúc phúc, nói không chừng còn có thể nhất phi trùng thiên đâu. Cơ Tiểu Mãn đỡ Diệp Thần tại từ đường trên một cái ghế ngồi xuống, mặt mày hớn hở nói, lại chỉ hướng từ đường bên cạnh gian phòng, mệt mỏi, có thể ngủ ở khách này trong phòng, có gì cần ngươi gọi ta liền tốt, ba ngày sau đại hội luận võ, tỷ tỷ của ta muốn cùng cha thương lượng rất nhiều chuyện, bọn hắn hẳn là không rảnh.
Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói, hảo, tiểu muội muội, đa tạ. Cơ Tiểu Mãn hì hì nở nụ cười, nói, vậy tốt, người tốt nhất tính dưỡng a, ta không quấy rầy ngươi. Nàng liền quay người rời đi. Trong đường, chỉ còn lại Diệp Thần một người. Diệp Thần chạy không tâm thần, hít thở sâu một hơi, quả nhiên phát hiện nơi đây linh khí nồng đậm, đối với hắn chữa thương khôi phục rất có ích lợi. Đây là, Phản Thiên Tượng Thần sao? Diệp Thần ánh mắt, nhìn về phía trong đường thờ phụng một tòa pho tượng, đó chính là Phản Thiên Tượng Thần, nguy nga trang nghiêm, có bốn đầu bốn khuôn mặt bốn tay, bốn đầu vì tâm linh, trí tuệ, bản thân, tự tin, bốn tay vì đông nam tây bắc, toàn thân khắc ấn Phệ Đà Kinh phù văn. Rõ ràng chỉ là một tòa pho tượng, quanh người lại có hoàng kim đế khí, thiên nga hư ảnh, khổng thước hư ảnh, hoa sen pháp tướng các loại khí tượng sáng tắt chìm nổi, phổ biên tín ngưỡng chi lực hội tụ, có chút hùng vĩ. Khi Diệp Thần ánh mắt, nhìn về phía Phản Thiên pho tượng thời điểm, tâm thần liền cảm thấy một hồi yên tĩnh, giống như nhận được một loại nào đó chúc phúc, toàn thân ấm áp, nhẹ nhàng, hư nhược khí tức phảng phất lấy được bổ sung. Hoảng hốt ở giữa, Diệp Thần như tiến vào trong mộng, dẫm chân hướng về phía trước, thiên địa vạn vật trong nháy mắt không thấy, duy còn lại hỗn độn, lại vào chỗ càng sâu, phương xa có thể thấy được một điểm quang hoa, như đom đóm nhỏ bé, lại so liệt nhật huy hoàng, chiếu rõ ngũ uẩn giai không. Hoa lạp. Điểm này quang hoa, chợt nở rộ, Diệp Thần bị đâm phải hai mắt đau nhức, đành phải nhắm mắt lại. Đợi đến bạch quang tán đi, hắn mở to mắt, lại phát hiện trước mắt vô biên vô tận hỗn độn hư không bên trong, xuất hiện một bộ thân thể. Đó là một cái tại ngủ say lão giả, râu tóc bạc phơ, tướng mạo gầy gò, người mặc kim bào, thể trạng khỏe mạnh, thân thể của hắn có vô hạn lớn, nằm ở vô biên trong hư không, nhật nguyệt tinh thần tại hắn vĩ đại thân thể làm nổi bật phía dưới, đều tựa như hạt gạo giống như nhỏ bé. Đó là Phản Thiên. Tại ngủ say Phản Thiên. Mặc dù cái này Phản Thiên, cùng bên ngoài pho tượng hình tượng, cũng không giống nhau, nhưng Diệp Thần chỉ nhìn một mắt, liền biết đây chính là Phản Thiên. Bên ngoài pho tượng bộ kia bốn đầu bốn khuôn mặt bốn tay hình tượng, là hắn thần tướng. Bộ dạng này lão giả bộ dáng, mới là hắn chân tướng. Đây là địa phương nào? Là Phản Thiên mộng cảnh. Ta như thế nào tiến vào Phản Thiên trong mộng cảnh? Diệp Thần một hồi kinh ngạc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tại ngủ say Phản Thiên chân tướng, vị này thân thể vĩ ngạn khỏe mạnh lão giả, chính là cái thế giới này hết thảy quy luật, pháp tắc, huy hoàng, vĩ đại, hắc ám, quang minh. Hết thảy đủ loại, vô số khí tượng đầu nguồn, là vạn vật chi nguyên. Liền cái gọi là thiên ma đạo phương, phía trên đủ loại pháp tắc, cũng là từ Phản Thiên vĩ đại trên thân thể, diễn hóa đi ra ngoài. Nếu như không có Phản Thiên, thiên đạo nữ thần muốn chế tạo ra khối Rubik, cái kia căn bản là chuyện không thể nào, bởi vì đây không phải nàng sáng tạo thế giới, là Phản Thiên sáng tạo thế giới. Từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chỉ có Phản Thiên, mới có tư cách cho thế giới này sáng lập quy tắc. Khác tất cả cái gọi là thiên đạo chế tạo giả, cũng là đi quá giới hạn, là kẻ trộm. Diệp Thần ngắm nhìn Phản Thiên, tinh thần suýt chút nữa thì trầm luân, hô hấp vì đó ngạt thở. Nhìn kỹ lại, Phản Thiên mỗi một đầu sợi tóc, mỗi một đầu sợi râu, mỗi một cây lông tơ, còn có cơ thể của hắn hoa văn, thậm chí là trên quần áo nếp gấp, đều mang theo vĩ đại vô biên pháp tắc khí tức, tràn ngập nghiêm cẩn trật tự. Không chỉ như vậy, tại ngủ say Phản Thiên, tiếng hít thở của hắn, huyết dịch lưu động âm thanh, còn có vang ầm ầm chấn tiếng tim đập, đều tựa như mang theo chí cao thần dụ, mỗi một điểm thanh âm rất nhỏ sau lưng, phảng phất đều ẩn chứa vô thượng đại đạo áo nghĩa. Cùng khác trụ thần khác biệt, Phản Thiên một mực tại ngủ say, thân thể của hắn, không có gặp phần thiên đại kiếp dày vò, cho nên luận nhục thân, nhục thể của hắn, so với khác trụ thần cường đại, trơn bóng như lưu ly, hào quang quanh quẩn, mỗi một cái lỗ chân lông đều nở rộ thần hy, siêu nhiên vạn vật. Phản Thiên trên người tán phát ra đủ loại âm thanh, tiếng hít thở, tiếng tim đập, máu chảy âm thanh các loại, tựa hồ lại tạo thành một thiên quỷ bí chương nhạc, ngưng kết thành mịt mờ âm tiết. Diệp Thần tựa như nghe được cổ thần nói nhỏ, có người ở hắn bên tai nói với hắn. Bằng hữu của ta, ngươi, tới. Thanh âm này vô cùng nhỏ bé, nhưng chữ chữ như não, đâm vào Diệp Thần toàn thân giật mình. Phản Thiên, là ngươi đang nói chuyện sao? Diệp Thần chấn động. Nhìn chằm chằm Phản Thiên vĩ đại thân thể. Phản Thiên không nói gì, hắn chỉ là tại ngủ say, trước kia thiên đạo ba pha thần chi tranh, hắn gặp Shiva trọng kích, từ ngủ say trạng thái tiến vào càng chiều sâu hơn giấc ngủ, cùng cấp trở thành một cái người chết sống lại. Trên thân thể của hắn, còn có một số vết thương,
mỗi một đạo vết thương đều tựa như vực sâu giống như thâm thúy dữ tợn, để cho người ta liếc mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng hủy diệt. Kiếm của ta, cho ngươi. Đừng giết ta, ngăn cản Shiva, đừng giết ta. Nếu như có thể, cầm thanh kiếm này, đi giết Shiva, giết hắn. Ta muốn, biến thành quang. Bằng hữu của ta, chúng ta, cùng một chỗ, biến thành quang. Giết hắn. Giết Shiva. Cái kia cỗ cổ thần một dạng nói nhỏ, lại truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, vậy đích xác chính là phản thiên thanh âm, từng trận âm thanh như sóng chiều, nhất thời lại đắt đỏ nhạy bén câm, làm cho người dùng mình. Phản thiên còn tại ngủ say, như pho tượng không nói gì, nhưng Diệp Thần hết lần này tới lần khác liền nghe được thanh âm của hắn. Tại một hồi trời đất quay cuồng vặn vẹo đi qua, Diệp Thần từ mảnh hỗn độn này trong mộng cảnh thức tỉnh, mở to mắt, phát hiện mình còn êm đẹp ngồi ở từ đường trên ghế. Nhưng vừa mới kinh nghiệm, lại như núi lửa bộc phát đồng dạng, mãnh liệt xung kích Diệp Thần đầu. Ngô! Diệp Thần ngực bụng khí huyết sôi trào, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu, nguyên bản hư nhược thân thể trở nên càng suy yếu, thậm chí ngay cả ngồi cũng ngồi không vững, giống như tê liệt từ trên ghế tuột xuống. Tiếp đó, tay của hắn, liền chạm đến trên đất một thanh kiếm. Thanh kiếm kia, không biết là lúc nào xuất hiện trên mặt đất, thân kiếm hiện lên kim sắc, dài ước chừng ba thước. Nhìn từ bề ngoài bình thường không có gì lạ, nhưng Diệp Thần bàn tay vừa chạm vào cùng, liền phảng phất lấy được một loại nào đó chúc phúc, nguyên bản chống không cơ thể, lập tức lấy được đại lượng linh khí bổ sung, trong nháy mắt liền phấn chấn. Đây là... Diệp Thần giơ lên trong tay kim kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm khắc phản thiên hai chữ, nhìn kỹ lại, cái này nhìn như bình thường kim kiếm, càng là khắc rõ vô số đạo thật nhỏ phù văn, mỗi một đạo phù văn đều tựa như ẩn chứa vô thượng lực lượng pháp tắc. Ngàn ngàn vạn vạn đạo pháp tác giao hội, toàn bộ khắc sâu tại trong ngắn ngủn tam xích kiếm thân, lại không có mảy may hỗn loạn, chương pháp nghiêm mật, trật tự nghiêm cẩn, thiên ma đạo phương bên trên có pháp tắc, thanh kiếm này đều có, thiên đạo không có, thanh kiếm này cũng có. Đây là phản thiên kiếm. Diệp Thần hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy màn, toàn thân lập tức khiến cho dùng mình một cái. Thanh kiếm này, có thể xưng vĩ đại kỳ quan, ngưng tụ phản thiên trên người đủ loại vĩ đại pháp tắc. Là so thiên ma đạo phương càng giống là thiên đạo nhân vật vĩ đại. Trước kia Điệp Mộng Tinh Quân Mưa Bụi Điệp, chế tạo thiên ma đạo phương, là quan sát phản thiên trên thân thể pháp tắc hoa văn sau, mới thuận lợi đem khối Rubik chế tạo đi ra. Nhưng trên thực tế, nàng hành động này, là đi quá giới hạn cử chỉ. Coi như không có nàng, phản thiên trên thân vĩ đại pháp tắc, theo tuế nguyệt lưu truyền, sớm muộn có một ngày, đều có thể một cách tự nhiên ký kết cả ngày đạo. Cái này phản thiên kiếm chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như không có thiên ma đạo phương, chiếm đoạt thiên đạo quyền hành chi vị, cái kia cái này phản thiên kiếm, liền sẽ thăng thiên hóa thành thiên đạo, trở thành chư thiên vạn giới hết thảy quy luật hạch tâm. Diệp Thần nắm phản thiên kiếm, có thể cảm nhận được phản thiên trong kiếm bàng bạc sóng linh khí, tại này cổ linh khí tẩm bổ phía dưới, hắn thân thể hư nhược không ngừng phục hồi như cũ. Phản thiên thế mà đem kiếm của hắn ban cho ta, đây là ý gì? Diệp Thần vung vẩy một chút phản thiên kiếm, suy nghĩ xuất thần. Cái này phản thiên kiếm, có thể xưng vĩ đại kỳ quan, phía trên tất cả pháp tắc phù văn, toàn bộ là rõ ràng hoàn chỉnh, không giống Diệp Thần đạo thiên kiếm, chỉ có hoàn toàn mơ hồ. Diệp Thần vĩ đại kỳ quan, đạo thiên kiếm, luân hồi sách, thủy thủ mưa, hoàng đồng tháp cao, toái niết quan tài đồng các loại, toàn bộ chỉ có hình thức ban đầu, nhưng phản thiên cái này phản thiên kiếm, lại là hoàn chỉnh kỳ quan, đã hoàn toàn chế tạo thành công. Đủ để cầm lấy đi làm thiên đạo, trở thành hạch tâm của thế giới. Thanh kiếm này uy năng quyền hành, không thể tưởng tượng nổi rộng rãi bàng bạc, đừng nói là Diệp Thần, coi như gọi Nhậm Phi Phàm tới, cũng không khả năng phát huy thanh kiếm này 1% uy lực. Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, phản thiên thế mà lại đem vật chân quý như vậy, ban cho chính mình. Phản thiên muốn làm gì, bảo ta đừng giết hắn. Bảo ta đi ngăn cản Shiva, không nên giết hắn. Diệp Thần cau mày. Nhất thời cảm thấy cái này phản thiên kiếm, trở thành khoai lang bỏng tay. Shiva là hạng người nào, đây chính là sức chiến đấu tối cường hủy diệt chi thần, nhưng chính diện năng lực chiến đấu, hắn có thể nghiền ép khác tất cả trụ thần. Shiva muốn giết phản thiên, giữa hai người tranh đấu, tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Diệp Thần nếu như dám đi can thiệp, chỉ sợ Shiva liền hắn đều muốn giết, coi như thiên tổ đều khó mà bảo vệ hắn. Hồi tưởng lại vừa mới nghe được phản thiên ngôn ngữ. Diệp Thần càng là dùng mình, phản thiên mong muốn, không chỉ là để cho Diệp Thần ngăn cản Shiva,
thậm chí còn muốn gọi Diệp Thần đi ám sát Shiva. Dùng cái này phản thiên kiếm, đi ám sát Shiva. Còn muốn bảo ta ám sát Shiva, nói đùa cái gì? Ta cùng đối phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thanh kiếm này, ta không thể nhận. Diệp Thần cảm giác sâu sắc tình thế nghiêm trọng, nếu là thu phản thiên kiếm, hắn thì phải giúp phản thiên đi đối phó Shiva, liên lụy tới loại này nghịch thiên trụ thần tranh đấu, hắn chỉ có một con đường chết. Nếu như là nhỏ yếu điểm trụ thần cũng còn chưa lạ, Shiva hết lần này tới lần khác là sức chiến đấu cường hãn nhất trụ thần, Diệp Thần cũng không dám cùng hắn đối kháng. Lập tức, Diệp Thần liền đem phản thiên kiếm cắm vào phản thiên pho tượng phía trước trong lư hương, thanh kiếm này nhân quả liên lụy thực sự quá kinh khủng, hắn cũng không dám loạn cầm. Ong ong ong, Diệp Thần vừa mới bỏ qua phản thiên kiếm liền kịch liệt vù vù đứng lên, kiếm minh lại mang theo bi phẫn ý niệm. Bằng hữu của ta, xin lỗi. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần lại nghe thấy phản thiên âm thanh, thanh âm kia tràn ngập đau đớn cùng thê lương. Trụ thần âm điệu hầu như đều là như thế này, Diệp Thần còn không có nghe qua vui sướng âm thanh. Chỉ nghe phản thiên nói, xin lỗi, bằng hữu của ta, là lỗi của ta. Yêu cầu của ta, đích xác quá mức quá mức. Kiếm của ta, còn xin ngươi nhận lấy, không cần ngươi lại vì ta làm một chuyện gì, này kiếm chỉ là gặp mặt lễ. Ta chỉ cầu ngươi không giết ta. Nếu là tương lai, ta chết ở trong tay Shiva, ta không trách ngươi. Một câu nói xong, phản thiên âm thanh, hoàn toàn biến mất. Cái thanh kia màu vàng phản thiên kiếm, rên rỉ một tiếng, giống như tiêu hao hết tất cả tâm huyết linh khí, cả thanh kiếm từ kim sắc đã biến thành hắc thiết màu sắc, nhìn pha tạp mục nát không chịu nổi, phía trên phù văn toàn bộ ma diệt rơi mất. Diệp Thần thấy thế, lập tức lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới phản thiên kiếm lại đã biến thành sắt vụn, trong lòng của hắn một hồi tiếc hận, đem phản thiên kiếm từ trong lư hương cầm về, liền cảm thấy cái này hắc thiết trong thân kiếm, linh khí vẫn chưa hoàn toàn tan hết, còn có một chút tồn tại, nếu như hấp thu, đối với hắn chữa thương khôi phục rất có ích lợi. Phản thiên đã thu hồi tất cả yêu cầu, chỉ cầu Diệp Thần tương lai không giết hắn. Điểm này, Diệp Thần vẫn có thể làm được, hắn cũng không có đánh giết phản thiên ý nghĩ. Lập tức, Diệp Thần liền yên tâm thoải mái, nhận lấy phản thiên kiếm. Tiếp xuống 3 ngày, Diệp Thần ngay tại trong đường trải qua, hắn nếm thử qua lại câu thông phản thiên, nhưng không tiếp tục đạt được bất kỳ đáp lại. Phản thiên đã là nản lòng thoái chí, thậm chí dường như là tuyệt vọng. Diệp Thần không chịu giúp hắn, hắn tương lai liền có khả năng bị Shiva giết chết. Bất quá phản thiên cùng Shiva tranh đấu, Diệp Thần nào dám nhúng tay, hơn nữa hắn coi như nghĩ nhúng tay, lấy trước mắt hắn thực lực. Cũng căn bản không có khả năng can thiệp đến cái gì. Kỳ quái, phản thiên làm sao tới cầu ta? Bây giờ ta đây, tại bọn hắn những thứ này chí cao thần trước mặt, chỉ có thể coi là sâu kiến A. Diệp Thần lại là cảm thấy rất ngờ vực, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì phản thiên sẽ đến cầu chính mình. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng có rất nhiều trụ thần, đều hướng hắn ném ra ngoài qua cảnh ô lưu, nghĩ mời chào hắn vì người đại diện. Bất quá! Diệp Thần tu vi còn chưa đủ, những cái kia chí cao tranh đấu, căn bản không phải hắn có thể nhúng tay. Bây giờ đối với hắn tới nói, trọng yếu nhất, chính là để thăng thực lực bản thân. 3 ngày nay, Diệp Thần đi qua tĩnh dưỡng, lại hấp thu phản thiên trong kiếm linh khí, nguyên khí đã khôi phục một chút, thương thế cũng tốt chuyển một chút, trước mắt có thể phát huy ra thực lực, cùng đỉnh phong thời điểm so sánh, có chừng 2-3 thành. Mà cái thanh kia phản thiên kiếm, mặc dù đã là sắt vụn một dạng bộ dáng, chư pháp phù văn tất cả ma diệt, nhưng dù sao cũng là từ phản thiên trên thân lưu truyền ra thần kiếm, thuyền bể cũng có 3 cân đinh, vẫn có một chút đặc thù quyền năng. Đặc biệt là tại phản thiên thánh địa trong, phản thiên kiếm coi như trở thành sắt vụn, cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại, nếu như vận dụng thỏa đáng mà nói, ngược lại là một tấm cường hãn át chủ bài. Bằng vào ta trước mắt trạng thái, đối kháng Dạ Hàn vẫn là quá mức gian khổ, nhưng có cái này phản thiên kiếm, ít nhất nhiều một kiện phòng thân thần khí. Diệp Thần cảm thấy hơi định, hôm nay là Vân Dương Thành đại hội luận võ thời gian, Cơ Gia cùng Mặc Gia, sẽ tại một ngày này cử hành luận võ, song phương đều phái ra thế hệ trẻ tuổi đệ tử luận bàn, 3 bàn 2 thắng, cuối cùng chiến thắng gia tộc, liền có thể nhận được Hình Thiên Sơn mạch quyền quản lý. Cơ gia tộc trưởng Cơ Thiên Hàn, tự mình đến thỉnh Diệp Thần đi quan sát luận võ. Diệp Thần liền đi theo Cơ Gia một đoàn người, mênh mông cuồn cuộn đi tới sân đấu võ địa. Cơ Thiên Hàn cung kính nói. Luân hồi chi chủ, đa tạ mượn bảo, người cho mượn số mệnh chi hoàn, toái tâm linh, cửu thiên phục long ấn, cũng là nhất đẳng thần khí,
có này Tam Bảo giúp đỡ, lần này luận võ, ta Cơ gia tất thắng a. Diệp Thần mỉm cười, nói, hy vọng đi, Cơ tộc trưởng, chờ luận võ thắng, ngươi nhưng phải nghĩ biện pháp tiễn đưa ta rời đi. Cơ Thiên Hàn hoảng hốt vội nói, đây là tự nhiên, mấy người luận võ thắng, ta Cơ gia cầm xuống Hình Thiên Sơn Mạch, Hình Thiên núi đỉnh nghịch sinh âm dương đỉnh, có thể trợ luân hồi chi chủ quay về chủ thế giới. Sân đấu võ mà ngay tại Hình Thiên Sơn Mạch dưới chân, càng đến gần Hình Thiên Sơn Mạch, Diệp Thần lại càng cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Đó chính là Dạ Hàn khí tức. Bây giờ Dạ Hàn, xem như Mạc gia khách khanh, hắn đứng tại Mạc gia phía bên kia. Diệp Thần lông mày liền nhăn lại, nói, liền sợ chúng ta thắng, Mạc gia sau lưng cái kia Dạ Hàn không nhận nợ. Cơ Thiên Hàn nói, cái này, hẳn sẽ không a. Dạ Hàn là đỉnh cấp thiên đế, Vân Dương Thành đích xác không có có thể chế ước năng lực của hắn, nhưng đây là phản thiên thánh địa, còn chưa tới phiên một ngoại nhân dương oai. Nếu là hắn dám làm loạn, kinh động đến nội vực cường giả, hắn cũng lấy không được chỗ tốt. Cơ Thiên Hàn đem hy vọng ký thác vào trong nội vực. Diệp Thần nói, hy vọng hết thảy thuận lợi. Bước vào Hình Thiên Sơn Mạch, mặc dù chỉ là chân núi, nhưng từng đợt âm lệ gió, từ từ nhún nhảy lôi điện, vẫn là để bầu không khí trở nên khẩn trương nghiêm túc lên. Dãy núi này, tràn ngập đủ loại thiên tai kiếp phạt, đó là ngày xưa hình chi mảnh vụn lưu lại pháp tắc ba động, cả tòa Hình Thiên Sơn Mạch, chính là hình chi mảnh vụn dị tượng kết tinh. Lúc này ở Hình Thiên Sơn Mạch chỗ chân núi, đã xây dựng một cái cực lớn lôi đài tỷ võ, Mặc ra cùng Cơ ra hai phái nhân mã, phân biệt rằng co đứng vững, song phương bầu không khí lạnh lẽo. Mặc ra bên trong, nhất là bắt mắt người, không thể nghi ngờ chính là Dạ Hàn. Dạ Hàn cưỡi cửu vĩ hồ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tại hắn hai bên, là Mặc gia tộc trưởng Mây Đen Lộc, còn có Mặc gia thiếu chủ Mặc Khiêm. Mặc Khiêm nhìn thấy Diệp Thần đến, trong mắt lập tức liền lộ ra sợ hãi kính úy thần sắc, phía trước Diệp Thần cực hạn hư nhược thời điểm, hắn liền đã đánh không lại, thiếu chút nữa thì bị Diệp Thần Dạ Hoàng trải qua hắc ám nuốt. Bây giờ nguyên khí khôi phục một chút, hắn càng không phải là địch thủ. Tại trước mặt Diệp Thần, hắn cùng hắn Mặc gia tất cả mọi người, đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Ánh mắt của hắn, liền hướng Dạ Hàn nhìn lại, bây giờ Mặc gia sinh tử tính mệnh, cũng chỉ có thể ký thác vào Dạ Hàn trên thân. Dạ Hàn ngược lại là khí định thần nhàn bộ dáng, nhìn thấy Diệp Thần tới, cười nói, nha, luân hồi chi chủ, ta còn tưởng rằng ngươi chết, hóa ra vẫn còn sống. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng không chết, ta như thế nào lại chết? Dạ Hàn dưới quần cửu vĩ hồ, hai con ngươi lộ ra hung lệ tia sáng, nhìn thẳng Diệp Thần, trong miệng nước bọt lại cạch rơi xuống, tràn đầy vẻ tham lam, nó khát vọng thôn phệ trong cơ thể của Diệp Thần huyết long, bây giờ dục dịch. Dạ Hàn không để lại dấu vết, bàn tay đè lại cửu vĩ hồ, miễn cho cửu vĩ hồ đột nhiên bạo tẩu. Hắn biết rõ, ở đây dù sao cũng là phản thiên thánh địa, nếu như tùy tiện động thủ, trêu chọc nội vực cường giả buông xuống, không phải là chuyện tốt. Ngươi cùng cổ tinh môn một trận chiến, xem ra thực sự là tổn thương nguyên khí nặng nề a, cho tới hôm nay vẫn là một bộ muốn chết mà không được chết bộ dáng, thiên tổ không bảo hộ ngươi sao? Dạ Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Thần, lại muốn thăm dò Diệp Thần hư thực. Diệp Thần bộ dạng này bộ dáng yếu ớt, hắn ngược lại không sợ hãi, liền sợ Diệp Thần sau lưng thiên tổ. Diệp Thần cười nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, nếu như ngươi cảm thấy chính mình có bản lĩnh giết ta. Vẫn có thể bây giờ liền động thủ. Bây giờ Diệp Thần trạng thái khôi phục có 2-3 thành, không giống phía trước suy yếu như thế đến tình cảnh không hề có lực hoàn thủ, cũng không sợ Dạ Hàn đột nhiên làm loạn. Phạn Thiên Thánh Địa có Phạn Thiên Thánh Địa quy củ, nếu như Dạ Hàn tùy tiện động thủ, chiêu đến nội vực cường giả hàng giận, đối với Diệp Thần tới nói, cũng là chuyện tốt, thậm chí có cơ hội mượn đao giết người. Dạ Hàn cười ha ha, trong mắt lướt qua một vòng che lấp, nhưng tương đương khắc chế, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hai vị đại nhân, còn xin cho tại hạ một bộ mặt, có cái gì ân oán mà nói, hai vị đại nhân có thể đợi ra Vân Dương Thành lại nói. Một cái áo bào tím nam tử trung niên cười khan một tiếng, đi ra hòa giải, chính là Vân Dương Thành thành chủ Thiệu Thanh Vân, hôm nay Cơ gia cùng Mặc gia luận võ, cũng là thành chủ Thiệu Thanh Vân phụ trách trọng tài công chứng. Thiệu Thanh Vân thật đúng là sợ Diệp Thần cùng Dạ Hàn đánh nhau. Loại này cấp bậc cường giả, một cái chiến đấu ba động, cũng đủ để đem Vân Dương Thành san thành bình địa. Dạ Hàn lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Diệp Thần cũng là nhàn nhạt ôm cánh tay đứng vững, chờ đợi luận võ bắt đầu. Một hồi sau, Cơ gia cùng Mặc gia đệ tử, cũng đã chuẩn bị hoàn tất.
Thiệu Thanh Vân thấy thế, hắng giọng một cái, cất cao giọng nói, Cơ Mực hai nhà xin hãy chuẩn bị, ta tuyên bố, đại hội luận võ chính thức bắt đầu, chế độ thi đấu vì ba ván thắng hai thì thắng, người thắng có thể trưởng khống Hình Thiên Sơn mạch một năm. Ván đầu tiên, bắt đầu. Theo Thiệu Thanh Vân âm thanh rơi xuống, Cơ Gia cùng Mặc Gia luận võ tuyển thủ, liền tung người nhảy đến trên lôi đài đi. Cơ Gia trận đầu xuất chiến, chính là Cơ Giao muội muội Cơ Tiểu Mãn, Mặc Gia chính là một cái nam tử khôi ngô. Hai người tương chiến, Cơ Tiểu Mãn tế ra một khỏa linh đan, chính là Diệp Thần cho mượn pháp bảo Toái Tâm Linh. Cái này Toái Tâm Linh, chính là một trong thập đại cổ thần khí, trước kia cũng là Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm liên lạc công cụ, chỉ cần lắc lắc một chút Toái Tâm Linh, Nhậm Phi Phàm nghe được, hắn liền sẽ buông xuống. Chỉ có điều tiếng chuông truyền lại, cần thời gian, nếu như sự tình quá mức khẩn cấp mà nói, dùng Toái Tâm Linh liên lạc có thể cũng không kịp. Cái này Toái Tâm Linh bản thân cũng là pháp bảo cường hãn, Toái Tâm chuông reo, người nghe Toái Tâm, tiếng chuông âm có cực mạnh lực xuyên thấu. Cơ Tiểu Mãn thôi động Toái Tâm Linh, một hồi dễ nghe tiếng chuông, liền theo vang lên, dưới đài người nghe êm tai thanh thúy, nhưng trên đài cái kia Mặc Gia đệ tử, nhưng là sắc mặt thảm biến, kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy linh hồn đều bị xuyên thấu, thân hình chỉ một thoáng liền cứng đờ bất động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xuy. Cơ Tiểu Mãn nhân cơ hội này, một kiếm xé rách bả vai hắn, máu tươi phun tung tóe, cái sau chật vật lui lại ngã xuống lôi đài. Trận đầu, Cơ Gia thắng. Thiệu Thanh Vân tuyên bố kết quả tranh tài. Hảo A, ta thắng. Cơ Tiểu Mãn cao hứng bừng bừng nhảy xuống lôi đài, bước nhỏ chạy mau đến Diệp Thần, Cơ Giao cùng bên cạnh Cơ Thiên Hàn, hưng phấn hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ ca ca, đa tạ ngươi linh đang. Đem Toái Tâm Linh trả cho Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười, thu hồi Toái Tâm Linh, cái này trận thứ nhất thắng, vậy kế tiếp tranh tài, Cơ Gia chỉ cần thắng nữa một hồi, liền có thể giành thắng lợi. Mặc Gia bên này, sắc mặt của mọi người trở nên tương đương khó coi, không nghĩ tới trận đầu bị bại nhanh như vậy. Kỳ thực luận thực lực tu vi mà nói, Cơ Gia Mặc Gia hai bên võ giả, trình độ tương đương, ai thắng ai thua thì nhìn lâm trận phát huy, nhưng Diệp Thần cho mượn pháp bảo, lại phá vỡ thế cục cân bằng. Dạ Hàn khuôn mặt sắc cũng là vô cùng âm trầm, hắn cũng nghĩ giúp Mặc Gia, nhưng hắn cũng không phải Diệp Thần, nơi nào có nhiều như vậy bảo bối. Dạ Hàn đại nhân, cái này. Mặc Gia tộc trưởng Mặc Vân Lộc nhìn xem Dạ Hàn, muốn tìm kiếm trợ giúp. Dạ Hàn trầm mặt, nói, tiếp tục luận võ chính là, có ta ở đây, các ngươi Mặc Gia có thể thắng. Mặc Vân Lộc nuốt nước miếng một cái, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cầu nguyện Mặc Gia có thể thắng được. Trận thứ hai tiếp tục. Thiệu Thanh Vân tuyên bố tiếp tục tranh tài. Cơ Gia cùng Mặc Gia, đều có một cái tinh hãn võ giả ra sân. Cơ Gia bên này võ giả, thúc giục Diệp Thần pháp bảo Cửu Thiên Phục Long Ấn, thanh thế hung mãnh, rất nhanh liền đem Mặc Gia võ giả đánh liên tục bại lui. Cái kia Mặc Gia võ giả một mặt khủng hoảng, liên tiếp lui về phía sau, chỉ lát nữa là phải ngã xuống lôi đài đi. Lúc này, Dạ Hàn mắt quang lăng lệ, không để lại dấu vết bóp cái thủ quyết. Chỉ một thoáng, cái kia Mặc Gia võ giả tinh thần phấn chấn, phảng phất lấy được cái gì chúc phúc, hét lớn một tiếng, trong tay đao cuồng bổ mà ra, vô song sức mạnh bộc phát ra, liền đem cái kia Cơ Gia võ giả bổ đến lồng ngực máu tươi phun tung tóe, thân thể bay ngược ra ngoài, chật vật rơi đập trên mặt đất. Trận thứ hai, Mặc Gia thắng. Thiệu Thanh Vân tuyên bố trận thứ hai kết quả trận đấu, đối với Mặc Gia võ giả đột nhiên chuyển bại thành thắng, cảm thấy có điểm chấn kinh, ẩn ẩn lại cảm giác có điểm gì là lạ. Nhưng lại nhìn không ra nơi nào có vấn đề. Mặc Gia lật về một ván, đám người lớn tiếng khen hay. Cơ Gia bên này nhưng là một mảnh xôn xao, không nghĩ tới lại đột nhiên bị thua. Diệp Thần sầm mặt lại cảm thấy vừa mới có cỗ mịt mở khí tức ba động truyền ra, để cho cái kia Mặc Gia võ giả một chút lấy được chúc phúc, từ đó chuyển bại thành thắng. Đây là Dạ Hàn trong bóng tối chúc phúc. Dạ Hàn chúc phúc khí tức, vô cùng mịt mờ. Cơ Gia Mặc Gia người cùng Thiệu Thanh Vân đều không phát giác được, dù sao hắn là thiên đế ra tay, cử trọng nhược khinh, phong khinh vân đạm, trong bóng tối ban cho chúc phúc, người bình thường căn bản thì nhìn không ra. Nhưng, Diệp Thần thần thức nhạy cảm, lại là bắt được Dạ Hàn thủ đoạn nhỏ. Dạ Hàn, người đang ăn gian. Diệp Thần lập tức bước ra một bước, hướng về phía Dạ Hàn quát lên. Lời nói này nói ra, toàn trường âm thanh lập tức yên lặng lại, đám người mang theo vẻ kinh ngạc. Nhìn xem Diệp Thần cùng Dạ Hàn. Dạ Hàn bất động thanh sắc, cười nói, luân hồi chi chủ,
ngươi đang nói bậy bạ gì? Diệp Thần nói, tiểu bối ở giữa chiến đấu, ngươi âm thầm ra tay gian lận nhiễu loạn, xấu hổ cũng không xấu hổ. Nghe Diệp Thần lời nói, mọi người nhất thời xôn xao. Chẳng lẽ nói, vừa mới cái kia Mạc gia võ giả đột nhiên chuyển bại thành thắng, là Dạ Hàn âm thầm giở trò. Dạ Hàn không có biểu lộ ra mảy may khác thường, cười nói, ngươi không có chứng cứ, cũng không nên ngậm máu phun người, Thiệu Thành chủ phụ trách công chứng, ngươi hỏi hắn một chút, ta ăn gian không có. Ánh mắt nhìn về phía Thiệu Thanh Vân. Thiệu Thanh Vân lập tức sửng sốt, cái này. Hắn thực lực chỉ là phổ thông thần vương, coi như Dạ Hàn âm thầm gian lận, hắn cũng không nhìn ra, hơn nữa coi như thật sự ăn gian, hắn cũng xử lý không được, chỉ có thể báo cáo nội vực. Diệp Thần nói, nếu như ngươi không có gian lận, liền lấy đạo tâm phát thệ. Dạ Hàn lông mày nhướng lên, nói, ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Ngươi có tư cách gì bảo ta thề? Diệp Thần cười lạnh nói, không dám phải không? Tốt xấu ngươi cũng là thiên đế, dám làm không dám chịu. Dạ Hàn thản nhiên nói, ngươi không dùng tại trước mặt ta nói nhảm, còn có một cuộc tranh tài cuối cùng, các ngươi có bản lĩnh, thắng được chính là. Hắn biểu lộ mặc dù bình tĩnh, nhưng mọi người lại ẩn ẩn cảm thấy, hắn ngữ khí sau lưng một tia chột dạ. Đám người kinh ngạc, cái kia Dạ Hàn liền thực sự là ăn gian, nhưng việc này như thế nào xử lý? Dạ Hàn thế nhưng là thiên đế a, tại chỗ căn bản không có người có thể chế ước hắn. Cơ Thiên Hàn nhỏ giọng hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, cái này. Muốn hay không báo cáo nội vực? Diệp Thần lắc đầu, hắn bây giờ chỉ muốn mau rời khỏi Phạn Thiên Thánh Địa, rước lấy nội vực cường giả buông xuống, phức tạp, không phải là chuyện tốt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dạ Hàn, cười nói, tốt tốt tốt, Dạ Hàn, ngươi chơi như vậy đúng không? Ta liền bồi ngươi chơi. Nói đi. Diệp Thần bàn tay liền tại Cơ Giao trên bờ vai vỗ nhẹ một chút. Cơ Giao là trận thứ 3 tỷ võ xuất chiến giả, trong tay nàng đang cầm lấy Diệp Thần cho lúc trước số mệnh chi hoàn. Diệp Thần bàn tay chụp bả vai nàng thời điểm, đã câu thông số mệnh chi hoàn, âm thầm hướng thần khổng lồ Titan truyền âm nói, Titan tiền bối, người hành sự tùy theo hoàn cảnh, bảo đảm cầm xuống trận đấu này. Thần khổng lồ Titan là ngày xưa số mệnh chi hoàn chủ nhân, bây giờ hắn liền sống nhờ tại số mệnh chi hoàn bên trong. Hắn đã từng là đỉnh cấp thiên đế, chẳng qua hiện nay khí tức suy yếu, thực lực còn kém rất rất xa đỉnh phong thời điểm. Diệp Thần nếu có đầy đủ tài nguyên mà nói, có thể để thần khổng lồ Titan ra tốc khôi phục thực lực, nhưng tư nguyên của Diệp Thần, một mực cũng là rất thiếu trạng thái, cho nên cũng không cách nào đến giúp thần khổng lồ Titan. Thần khổng lồ Titan chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, chậm rãi khôi phục, bây giờ thực lực tương đương tại thông thiên cảnh thần vương, giúp chắc chắn là không giúp được Diệp Thần bao nhiêu. Bởi vì Diệp Thần đối mặt cũng là cường giả đứng đầu. Nhưng Cơ Gia cùng Mạc Gia luận võ, có thần khổng lồ Titan hỗ trợ, Cơ Gia liền có thể nắm vững thắng lợi. Dạ Hàn coi như ở sau lưng chúc phúc, chỉ cần hắn không tự mình hạ tràng, Mạc Gia bên kia võ giả, như thế nào khả năng cùng thần khổng lồ Titan đối kháng. Lão Phu biết, luân hồi chi chủ. Thần khổng lồ Titan nghe được Diệp Thần phân phó, tinh thần lập tức thanh tỉnh, cung kính đáp ứng. Cơ Gia ngẩn ngơ. Liền cảm thấy tay bên trong số mệnh chi hoàn, hơi hơi phát nhiệt, giống như có cái gì sức mạnh tiềm ẩn ở bên trong. Nàng lập tức mang tâm tình thấp thỏm, đi lên lôi đài. Mặc Khiêm, ra tay, không cần e ngại. Dạ Hàn cũng không nói nhảm, vỗ Mặc Khiêm đầu vai, một cỗ lực lượng truyền vào cái sau thể nội, tiễn hắn lên lôi đài. Mặc Khiêm cũng có chút hoảng hồn, đứng tại trên lôi đài, cùng Cơ Giao tương đối đứng. Cái này trận thứ 3 luận võ. Nhìn như là Cơ Giao cùng Mặc Khiêm đánh, nhưng trên thực tế là Diệp Thần cùng Dạ Hàn đánh cờ, trên lôi đài hai người, ngược lại tựa như hồ trở thành bọn hắn người đại diện. Cơ Gia cùng Mặc Gia người của hai bên, cũng là ngơ ngác nhìn một màn này, lần này thực sự là thần tiên đánh nhau. Thiệu Thanh Vân nuốt nước miếng một cái, cũng không dám nói thêm cái gì, nói, trận đấu thứ 3, chính thức bắt đầu. Hắn tiếng nói sau khi rơi xuống, Cơ Giao cùng Mặc Khiêm lập tức động thủ. Cửu U Hắc Hỏa Quyết. Mặc Khiêm rút kiếm ra tới, thân kiếm nổ lên một chùm hắc hỏa, hướng Cơ Giao đâm tới. Dưới lôi đài Diệp Thần, gặp một kiếm này chuẩn mực xâm nghiêm, rất có uy thế, liền biết là Dạ Hàn trong bóng tối ban thưởng lực, nếu không, chỉ dựa vào Mặc Khiêm chính mình, không có khả năng phát huy ra bén nhọn như vậy khí thế. Cái này Cửu U Hắc Hỏa Quyết, là tam thập tam thiên thần thuật một trong, cũng là Diệp Thần phía trước ném cho Mặc Khiêm ba môn thần thuật một trong. Đối với Diệp Thần tới nói, cái này ba môn thần thuật bí tịch tự nhiên không tính là gì,
nhưng đối với Mạc Khiêm tới nói, ba môn thần thuật cũng là nhất đẳng thần công, cần hao phí thiên đại tâm huyết cùng thời gian đi nghiên cứu. Hắn có thể nhanh như vậy phát huy ra cửu u hắc hỏa quyết uy lực, chính là bởi vì sau lưng có Dạ Hàn trợ lực. Cơ Giao không dám thất lễ, thôi động số mệnh chi hoàn, lơ lửng đến sau lưng, lại rút kiếm vung chảm mà ra, kiếm khí liền mang theo một tia vận mệnh thiên uy, mênh mông hung mãnh, tranh một tiếng, cùng Mạc Khiêm song kiếm giao kích, tia lửa tung tóe, đấu cái lực lượng tương đương. Thiên Đế Trảm Long Quyết. Mạc Khiêm đột nhiên biến chiêu, thân kiếm nổ lên kim sắc quang mang, một kiếm bổ ra, tựa như Thiên Đế Trảm Long, kiếm khí đột nhiên trở nên bá đạo. Cơ Giao không dám đón đỡ, bước ra lui lại, Mạc Khiêm rất kiếm truy sát, song phương trong chớp mắt giao thủ hơn 10 chiêu, thấy dưới đài mắt người hoa hỗn loạn. Mạc Khiêm tại Dạ Hàn chúc phúc trợ lực phía dưới, sức mạnh vô cùng hung mãnh, uy thế bá đạo, ép Cơ Giao không ngừng lùi lại, cực kỳ nguy hiểm, chỉ lát nữa là phải bị thua. Chết đi. Mạc Khiêm ánh mắt đột nhiên lăng lệ, huy kiếm hướng Cơ Giao trái tim đâm tới. Cơ Giao sắc mặt trắng bệch, nhưng đột nhiên cảm thấy số mệnh chi hoàn bên trong truyền ra một cỗ năng lượng bàng bạc, nàng trong kinh mạch khí tức tăng vọt, tu vi lại trong nháy mắt tăng lên tới thần vương cảnh giới, suy một tiếng một kiếm đâm ra, đẩy ra Mạc Khiêm kiếm, còn thuận thế đem hắn đầu vai đâm xuyên. Mạc Khiêm a một tiếng hét thảm, vạn không ngờ tới Cơ Giao thế mà đột nhiên bộc phát, hơn nữa còn như thế cường hãn, hắn hoảng hốt che lấy bả vai lui về phía sau thối lui. Ong ong ong. Cơ Giao sau lưng số mệnh chi hoàn, bốc lên đến đỉnh đầu nàng, không ngừng tản mát ra bàng bạc vận mệnh chi lực, toàn bộ số mệnh chi hoàn chậm rãi chuyển động, phảng phất muốn chôn chúng sinh vận mệnh. Đây là... Dưới đài Dạ Hàn kinh hãi, đôi mắt co vào, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia số mệnh chi hoàn, liền cảm thấy số mệnh chi hoàn bên trong, giống như tồn tại một đạo cường đại linh hồn. Hắn vốn là cho là cuối cùng này một hồi tranh tài, Mặc ra có thể nắm vững thắng lợi, dù sao hắn chúc phúc sức mạnh. So với Diệp Thần cường hãn quá nhiều. Diệp Thần chính mình vẫn là hư nhược trạng thái, căn bản là không có bao nhiêu sức mạnh, có thể giúp được Cơ Gia. Nhưng lần này, Dạ Hàn phát hiện mình tính sai. Ngoại trừ Diệp Thần, số mệnh chi hoàn bên trong, còn có một đạo cường đại linh hồn. Luân hồi chi chủ, muốn giết người này sao? Thần khổng lồ Titan âm thanh, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, hướng hắn xin chỉ thị. Diệp Thần ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Khiêm. Cũng sợ Dạ Hàn nhúng tay, nảy sinh ngoài ý muốn, liền quả quyết nói. Giết! Răng rắc, số mệnh chi hoàn chuyển động âm thanh, đột nhiên trở nên trầm trọng mà thê lương, Mạc Khiêm a một tiếng hét thảm, trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất, toàn thân tay chân co quắp, miệng sùi bọt mép, hai mắt trừng trừng, rất nhanh liền không một tiếng động, triệt để mất mạng. Số mệnh chi hoàn chuyển động, cũng chậm rãi đình chỉ. Tại mới vừa rồi trong chốc lát, số mệnh chi hoàn đã đem Mạc Khiêm vận mệnh mạch lạc, triệt để ép đánh gãy. Vận mệnh con người đoạn mất, tính mệnh liền muốn kết thúc, đây chính là số mệnh chi hoàn lợi hại, sâu xé vận mệnh con người pháp tắc. Cơ Giao ngơ ngác nhìn một màn này, nàng căn bản không có ra tay, Mạc Khiêm liền chết, nàng có chút e ngại nhìn xem dưới đài Diệp Thần, mà Diệp Thần nhưng là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Mạc Khiêm chết. Đại tiểu thư thật lợi hại a, lại còn có thể phản sát Mạc Khiêm. Cái kia trận này luận võ là ta Cơ Gia thắng. Không phải đại tiểu thư lợi hại, là luân hồi chi chủ chúc phúc a. Người nhà họ Cơ rối loạn lên, nhìn thấy Mạc Khiêm bỏ mình, lại là hưng phấn. Mạc Khiêm đã chết, cái kia trận này luận võ, dĩ nhiên chính là Cơ Gia thắng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Mạc Khiêm bỏ mình, kỳ thực cùng Cơ Giao không quan hệ, là Diệp Thần sau lưng ra tay. Nhìn thấy một màn này, Mạc Gia toàn trường đều chấn động. Một mảnh xôn xao. Khiêm Nhi. Mạc Vân Lộc thấy mình nhi tử chết, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng vọt tới trên đài đi, cúi thân xem Mạc Khiêm tình thế, thấy hắn vận mệnh mạch lạc đã diệt tuyệt, không tiếp tục phục sinh khả năng, tại chỗ kinh sợ gặp nhau, đột nhiên một trưởng hướng Cơ Giao vỗ tới. Đưa ta nhi tử mệnh tới. Cơ Giao lấy làm kinh hãi, may mắn lúc này số mệnh chi hoàn bay ra, ngăn trở Mạc Vân Lộc một trưởng. Cơ Giao vội vàng nhảy xuống đài đi. Trở lại bên cạnh Diệp Thần, kêu một tiếng, luân hồi chi chủ. Diệp Thần yên lặng gật đầu, thu hồi số mệnh chi hoàn, ra hiệu nàng không cần kinh hoàng. Mạc Vân Lộc bi thương vạn phần, hướng Dạ Hàn nói, Dạ Hàn đại nhân, ngài muốn vì ta Mạc gia làm chủ a. Dạ Hàn khuôn mặt sắc vô cùng khó coi, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người đang ăn gian. Diệp Thần cười nói, người đang nói bậy bạ gì.
Dạ Hàn cả giận nói, người cái kia pháp bảo số mệnh chi hoàn, bên trong có một tôn khí linh, người mượn dùng khí linh gian lận, còn giết người, thực sự là không coi ta ra gì. Diệp Thần cười nói, người hỏi một chút Thiệu Thành chủ, ta ăn gian không có. Thiệu Thanh Vân lập tức ngây ngẩn cả người, như thế nào cảm giác một màn này quen thuộc như vậy. Vừa mới trận thứ hai luận võ, Diệp Thần chỉ trích Dạ Hàn gian lận. Bây giờ trận thứ ba luận võ, lại đến phiên Dạ Hàn nhảy ra chỉ trích. Cái này, hai vị đại nhân, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Thiệu Thanh Vân không dám đắc tội bất kỳ bên nào, tính toán hòa giải. Diệp Thần nói, Mặc Khiêm đã chết, trận luận võ này là cơ gia thắng, Dạ Hàn, người mang theo Mặc gia người lăn ra ngoài. Đường đường thiên đế, có chơi có chịu cái này bốn chữ hiểu không? Dạ Hàn nổi giận, nơi nào có thể hạ cơn tức này, quát lên. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hôm nay ta liền muốn ngươi chết. Hắn dưới sự phẫn nộ, cũng không lo được phản thiên thánh địa quy củ, lập tức liền cưỡi cửu vĩ hồ cuồng hướng mà đến. Cửu vĩ hồ ngửa mặt lên trời gào thét, vĩ thú khí sôi trào, cùng Dạ Hàn thiên đế khí phối hợp đến cùng một chỗ, một người một thú khí thế trùng thiên, làm cho người ngạt thở. Liệt hồn ảnh nhận, Dạ Hàn bên hông trường kiếm giết ra, vô cùng sắc bén một kiếm mang theo hắc ám khí tức ám sát mà đến. Kiếm ý chi lăng lệ như muốn phá sát linh hồn của con người, mười phần xảo trá tàn nhẫn. Đây là trong phần tịch Linh Sơn sát thủ kiếm pháp, không có một chút xinh đẹp, chỉ có cực hạn sát ý cùng phong mang. Cơ gia đám người hoảng hốt, tại Dạ Hàn kiếm ý bao phủ xuống, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng bên trong, thực lực của bọn hắn, cùng Dạ Hàn chênh lệch quá xa, căn bản là không có cách đối kháng. Diệp Thần lúc này trạng thái yếu ớt, cũng khó có thể cùng Dạ Hàn ngạnh bính, nhưng hắn cũng không hốt hoảng. Gọi ra thiên bi, keng một tiếng, ngăn trở Dạ Hàn một kiếm, nói. Dạ Hàn, người dám ra tay, nhiễu loạn trận luận võ này, liền không sợ nội vực cường giả buông xuống sao? Dạ Hàn cả giận nói, nội vực cường giả buông xuống lại như thế nào? Tại bọn hắn đến phía trước, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vĩ thú truy hồn kiếm. Dạ Hàn đem cửu vĩ hồ vĩ thú chi lực, dung nhập vào trong thân kiếm, kiếm trong tay lập tức nổ lên sát khí ngập trời. Như đen như mực lưu tinh xẹt qua chân trời, kiếm khí bao phủ phía dưới, hình thiên sơn mạch khí lưu đều bị lôi kéo lại, phát ra gào thét thanh âm gầm thét. Diệp Thần nhìn xem Dạ Hàn thẳng giết mà đến một kiếm, mặt không đổi sắc, gặp nguy không loạn. Hắn hôm nay tất nhiên dám xuất hiện ở đây, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, hắn trạng thái yếu ớt phía dưới, chính diện đối chiến đánh không lại Dạ Hàn, nhưng hắn có một kiếm, đủ để thay đổi cục diện. Phản thiên kiếm, buông xuống a. Diệp Thần một tiếng quát mắng, một cái tựa như sắt vụn giống như đổ nát hắc kiếm, liền từ trong hư không nổi lên, chính là Phản Thiên tặng cho Diệp Thần Phản Thiên kiếm. Cái này Phản Thiên kiếm, linh khí đã đại đại ma diệt, là Phản Thiên ma diệt, hắn không muốn bức Diệp Thần nhiễm quá lớn nhân quả. Nhưng, cho dù cái này Phản Thiên kiếm, rất nhiều linh khí cùng pháp tắc đã ma diệt nghiêm trọng, còn dư lại quyền năng, cũng là tương đương lợi hại. Hơn nữa, ở mảnh này Phản Thiên thánh địa trong, cái này Phản Thiên kiếm, còn có thể phát huy ra giống chìa khóa hiệu quả, có thể điều động trong thánh địa địa mạch sức mạnh, còn có rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Một kiếm này ra, tựa như Phản Thiên đại thần đích thân tới. Diệp Thần tế ra Phản Thiên kiếm, một màn kinh người liền xuất hiện, hắn chỉ là quán chú một chút linh khí đi vào, cả thanh Phản Thiên kiếm liền phóng ra vô biên kim quang, như một mảnh kim sắc tinh hà rủ xuống, tại chỗ liền chặn Dạ Hàn kiếm, thậm chí đem Dạ Hàn cùng cửu vĩ hồ đều đẩy lui mở ra. Cái gì? Dạ Hàn lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi, chỉ cảm thấy cái kia Phản Thiên kiếm toát ra quang huy, ngoại trừ kiếm đạo pháp tắc bản thân, còn mang theo một cỗ mênh mông vô biên năng lượng, đó là tín ngưỡng năng lượng, còn có địa mạch năng lượng. Chỉ thấy bên trong hư không, kim quang hạo đáng, hiện ra một tôn vĩ thần thân ảnh, đó chính là Phản Thiên thần tướng, bốn đầu, tứ phía, bốn tay, trên da lạc ấn lấy Phệ Đà Kinh phù văn. Phệ Đà Kinh truyền thuyết là Phản Thiên viết vô thượng kinh thư. Phệ Đà hai chữ là phản ngữ, ý là tri thức cùng gợi ý. Phản Thiên viết Phệ Đà Kinh, ban sơ liền mở ra Siva trí tuệ, Siva liền đem tự thân tất cả truyền thừa cùng kinh nghiệm cố sự, cũng viết thành kinh thư, là vì Vi Đà chân kinh, Vi Đà là trí khôn ý tứ. Nếu như không có Phản Thiên gợi ý, chỉ có thể chiến đấu hủy diệt chi thần Siva, là không thể nào sáng tạo ra Vi Đà chân kinh, hắn cũng không có dạng này trí tuệ, là Phản Thiên mở ra trí tuệ của hắn. Dạ Hàn, Mặc gia, người cơ gia, nhìn thấy trong hư không hiển hóa ra Phản Thiên thân ảnh, nhìn thấy phía trên Phệ Đà Kinh ký tự,
bọn hắn liền biết cái này là chân thần, Phản Thiên thần tướng, thật sự tại thời khắc này hiện ra. Phản Thiên đại thần hiển linh. Cơ Thiên Hàn, Mây Đen Lộc, Thiệu Thanh Vân bọn người, khiếp sợ không gì sánh nổi, không thể tin được Phản Thiên thế mà lại tại ngoại vực hiển linh, bọn hắn kính sợ vạn phần quỳ xuống. Toàn trường ngoại trừ Diệp Thần cùng Dạ Hàn Chi, tất cả mọi người đều rầm rầm quỳ xuống. Thiên địa tại chấn động, đại địa ùng ùng lay động, tích lũy ở địa mạch bên trong năng lượng, hóa thành một chút linh quang tung bay dựng lên, hội tụ đến Phản Thiên trên thân kiếm, nguyên bản trở thành sắt vụn một dạng Phản Thiên kiếm, lại toát ra vô biên ánh sáng, hà thải ngút trời, ngoại vực vô số môn phái cùng gia tộc, vô tận kỷ nguyên tích lũy tín ngưỡng chi lực, cũng giống như thủy triều tụ đến. Trong chớp mắt, chấp trưởng Phản Thiên kiếm Diệp Thần, liền tựa như là Phản Thiên sứ giả, nắm trong tay Phản Thiên vĩ lực. Phản Thiên thần đạo khí. Diệp Thần trưởng ngự lấy Phản Thiên kiếm, các loại diệu pháp ở trong lòng lướt qua, trực tiếp liền thôi động Phản Thiên kiếm, vung chém ra một đạo như ngân hà rộng rãi kim sắc kiếm quang, hướng Dạ Hàn chém giết tiếp. Một kiếm này thôi động, Diệp Thần có loại cảm giác bốn lượng ngự ngàn cân một dạng, tại Phản Thiên trong thánh địa vận dụng Phản Thiên kiếm, toàn bộ thánh địa tín ngưỡng chi lực, địa mạch chi lực, cũng có thể để cho hắn sử dụng, mà hắn không cần tiêu hao bao nhiêu khí tức, liền có thể đem cổ sức mạnh kinh khủng này, chút xuống tiếp. Dạ Hàn hoảng hốt, chỉ cảm thấy Diệp Thần vỗ xuống một kiếm, phảng phất ẩn chứa thế giới bản nguyên sức mạnh, giống như Phản Thiên hàng thế, muốn đích thân chém giết hắn đồng dạng. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng cùng Phản Thiên so sánh. Đi! Dạ Hàn kinh hãi phía dưới, vội vàng thúc giục cửu vĩ hồ, vô cùng chật vật né tránh Diệp Thần một kiếm, sau đó hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Diệp Thần trạng thái yếu ớt, Dạ Hàn muốn đi, hắn cũng không cách nào lưu lại. Nội tâm hơi có chút bất đắc dĩ, cơ thể trạng thái như vậy, hắn coi như chấp trưởng Phản Thiên kiếm, cũng không cách nào giết chết Dạ Hàn, nhiều nhất bước lui. Diệp Thần ánh mắt, lại nhìn về phía Mạc Gia đám người. Mạc Gia đám người chỉ dọa đến sợ đến vỡ mật, phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Mạc Gia tộc trưởng Mây Đen Lộc sợ hãi vạn phần nói, luân hồi chi chủ, tha mạng, tha mạng. Lão Phu không biết ngươi là Phản Thiên người đại diện. Lần này Diệp Thần tế ra Phản Thiên kiếm. Tại chỗ người người đều cho là hắn là Phản Thiên người đại diện, là Phản Thiên tại giữa trần thế sứ giả. Người đại diện sao, ta không phải là. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, phía dưới đám người lại là kinh ngạc bộ dáng. Diệp Thần cũng lười giảng giải, hắn cùng với Thiên Tổ, cùng Phản Thiên ở giữa nhân quả, thực sự quá phức tạp. Xuy xuy xuy, bầu trời phương xa, liền từng đạo lưu quang bay vụt mà đến, khí tức phi thường cường đại. Nội vực người đến. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, hắn bộc lộ ra Phản Thiên kiếm, hiển nhiên là kinh động nội vực cường giả. Hiện tại hắn chỉ muốn mau rời khỏi, cũng không muốn phá đám. Hắn đã là Thiên Tổ người đại diện, không muốn lại cùng Phản Thiên thánh địa nhấc lên quá sâu quan hệ. Hơn nữa những thứ này nội vực cường giả, cũng không biết bọn hắn thiện hay ác, vạn nhất bọn hắn muốn giết người đoạt bảo, đây chẳng phải là hỏng bét. Diệp Thần thu hồi Phản Thiên kiếm, hạ xuống tới. Hướng Cơ gia tộc trưởng Cơ Thiên Hàn nói, Cơ tộc trưởng, mang ta vào Hình Thiên Sơn Mạch, ta phải lập tức rời đi. Cơ Thiên Hàn cùng Cơ Giao, Cơ Tiểu Mãn đều quỳ trên mặt đất, Diệp Thần thế mà chấp trưởng Phản Thiên kiếm, cũng là để cho bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi hãi dị. Lúc này nghe được Diệp Thần lời nói, Cơ Thiên Hàn có chút choáng váng. Diệp Thần nói, nhanh a, hắn không thể dừng lại thêm đi xuống, nhất định phải nhanh chóng rời đi. A. Cơ Thiên Hàn tỉnh ngộ lại, vội vàng đứng lên, nói, luân hồi chi chủ, mời. Mời đi theo ta. Lập tức, Cơ Thiên Hàn liền dẫn Diệp Thần lên núi. Cơ gia Mạc gia đám người, còn quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, mờ mịt không biết làm sao. Diệp Thần chỉ muốn mau rời khỏi, hắn đi theo Cơ Thiên Hàn, bước vào trong Hình Thiên Sơn Mạch. Hình Thiên Sơn Mạch cổ mộc chọc trời, lá cây xanh tươi, che đậy bầu trời, làm cho toàn bộ sơn mạch âm u kiềm chế. Trên sơn đạo tích lấy thật dày cỏ xỉ rêu cùng thối giữa lá cây, chướng khí tại sơn lâm gặp lượn vòng lấy. Đây vẫn chỉ là ngoại vi cảnh tượng, chờ Diệp Thần đi theo Cơ Thiên Hàn, tiến vào Hình Thiên Sơn Mạch chỗ sâu, bên trong hoàn cảnh càng là ác liệt, khắp nơi thổi thổi mạnh như đao tử gió, khe núi thổi tới gió lại hô hô hội tụ thành cuồng bạo, đất đá bay mù trời, trên núi thế mà liền quanh quẩn lôi vân, không ngừng có lôi điện chém giết đi ra. Tòa này Hình Thiên Sơn Mạch là hình chi mảnh vụn dị tượng kết tinh. Tràn ngập các loại thiên tai kiếp phạt, ở đây không có một chút thiên địa linh khí tồn tại, chỉ có vô tận tai họa.
nhưng Diệp Thần đi vào hình thiên sơn mạch bên trong, lại cảm giác như cá gặp nước, ma ngục mệnh tinh bốn khối bên trong mảnh vỡ, hắn đã lấy được độ chi mảnh vụn, hơn nữa hấp thu đến đại lượng ma khí, tự thân có luân hồi địa ngục nội tình. Với hắn mà nói, địa ngục không phải ác mộng, mà là gia viên một dạng tồn tại, hắn là địa ngục tương lai chúa tể. Cho nên, Diệp Thần tại hình thiên bên trong dãy núi, không có cảm thấy không chút nào vừa, hắn có thể nhẹ nhõm tránh đi tất cả tai họa, dãy núi này thiên địa pháp tắc, chính là địa ngục pháp tắc, hắn coi như lần thứ nhất bước vào, cũng là hết sức quen thuộc, có thể su cắt tị hung. Mà Cơ Thiên Hàn, nhưng là muốn vận chuyển thần vương nội công, tạo thành một tầng vòng bảo hộ, mới có thể chống cự chung quanh tai kiếp xung kích. Hắn gặp Diệp Thần bộ dáng như cá gặp nước, trong lòng hết sức chấn kinh, lại là bội phục, nói. Luân hồi chi chủ, người thật đúng là lợi hại. Diệp Thần bình tĩnh nói, không có gì, mau dẫn ta rời đi a, tòa kia nghịch sinh âm dương đỉnh ở nơi nào. Cơ Thiên Hàn lấy lại bình tĩnh nói, ngay ở phía trước không xa. Hắn tiếp tục mang theo Diệp Thần, đi về phía trước tiến, chỉ chốc lát sau, liền đi tới một tòa cao ngàn trượng trước núi. Đây là hình thiên sơn mạch ngọn núi cao nhất, liền kêu hình thiên sơn, nguy nga cao vút, như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng vân tiêu. Ngọn núi bên trên, vô tận lôi vân vần quanh, phảng phất thế gian phẫn nộ đều hội tụ ở này, điện thiểm lôi minh phong vân thành kiếp, muốn đem sơn phong xé rách. Ngoại trừ lôi điện, còn có cuồng phong tàn phá bừa bãi, không ngừng gào thét, sớm đã đem trên núi cây cối toàn bộ phá hủy, cả toàn núi trơ trụi, chỉ có đá lởm chởm sắc bén tảng đá. Bên trong một núi, khí tượng khó lường, trên ngọn núi lại có mưa rào tầm tã, xen lẫn mưa đá cùng bông tuyết, băng lãnh rét thấu xương. Diệp Thần chỉ là dưới chân núi đứng, liền cảm thấy từng trận lạnh thấu xương hàn ý cùng cuồng bạo uy áp. Sắc mặt của hắn, lập tức trở nên có chút ngưng trọng xuống. Tòa này hình thiên sơn quanh quẩn thiên tai chi khí, so với ngoại giới nồng đậm, ở trong dãy núi địa phương khác, Diệp Thần đối mặt đủ loại sấm chớp mưa bão cùng tai họa, còn có tránh chuyển xê dịch chỗ trống. Nhưng tòa này hình thiên sơn, toàn thân trên dưới, cuồn cuộn thiên tai hội tụ, căn bản không có khả năng xê dịch tránh né chỗ. Lấy trạng thái trước mắt của hắn, tùy tiện lên núi mà nói, chỉ sợ cũng là có không nhỏ nguy hiểm. Cơ Thiên Hàn cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, luân hồi chi chủ, nơi này chính là hình thiên sơn, ngươi xem một chút đỉnh núi, cái kia nghịch sinh âm dương đỉnh, thì ở đỉnh núi phía trên. Ngón tay hướng đỉnh núi. Diệp Thần thuận thế nhìn lại. Quả nhiên liền thấy hình thiên sơn chi đỉnh, đứng sừng sững lấy một tòa cổ lão đại đỉnh. Hắn đứng tại chân núi, chiếc đỉnh lớn kia mơ hồ, cũng nhìn không rõ ràng, nhưng lờ mờ cũng có thể bắt được một tia âm dương nghịch loạn pháp tắc khí tức. Ở mảnh này khí tức phóng xạ phía dưới, hình thiên sơn rất nhiều thiên tai họa khí, đều không thể xâm bức, lấy nghịch sinh âm dương đỉnh làm hạch tâm, chung quanh tạo thành một mảnh cổ lão thê lương khu vực chân không. Cơ Thiên Hàn thận trọng hỏi, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi nhưng có biện pháp đi lên. Diệp Thần nheo mắt lại, đánh giá hình thiên sơn khắp nơi cuồng bạo thiên tai, lấy trạng thái trước mắt của hắn, nếu như mạnh mẽ xông tới lên núi mà nói, rất dễ dàng lọt vào xung kích, thịt nát xương tan. Chủ yếu là bên trên hình thiên sơn thiên tai, mãnh liệt đông đúc, không có chỗ có thể xê dịch tránh né, Diệp Thần muốn ngạnh sấm mà nói, vô cùng nguy hiểm. Cơ tộc trưởng, ngươi có thể đi lên sao? Diệp Thần suy nghĩ một hồi, thầm nghĩ đến cái phương pháp phá cuộc, nhưng cần Cơ Thiên Hàn hỗ trợ. Cơ Thiên Hàn hoảng hốt vội nói, cái này hình thiên sơn, là hình thiên sơn mạch hung hiểm nhất chỗ, ta Cơ gia cùng Mặc gia đệ tử, cũng không dám đặt chân đi lên, bằng không liền có thịt nát xương tan hỏa. Lấy tại hạ thông thiên cảnh tu vi, có thể miễn cưỡng đi lên đỉnh núi, nhưng, luân hồi chi chủ, nếu là muốn mang lên ngươi, lại muốn bảo đảm an toàn của ngươi, vậy ta chỉ sợ khó mà làm đến a. Hình thiên sơn tràn ngập thiên tai hỏa kiếp, Cơ Thiên Hàn một người còn có thể miễn cưỡng đi lên, nhưng phải mang theo Diệp Thần, hơn nữa bảo hộ chu toàn mà nói, đó là tuyệt đối không thể. Diệp Thần cười nhẹ một tiếng, tế ra một bộ quan tài bằng đồng xanh, nói, Cơ tộc trưởng, ta trốn đến bộ dạng này trong quan tài đi, ngươi lôi kéo ta đi lên, không biết có được hay không. Bộ dạng này quan tài, chính là toái niết quan tài đồng, chính là sụp đổ chi chủ vĩ đại kỳ quan. Bản thân liền là đỉnh cấp pháp bảo thần khí, Diệp Thần ẩn thân đi vào, mượn quan tài đồng bảo hộ, đủ để chống lại hình thiên sơn ác liệt hoàn cảnh. Cơ Thiên Hàn nhìn xem cái kia quan tài bằng đồng xanh, con mắt trừng lớn, giật mình, cẩn thận suy nghĩ do dự, nói, cái này. Nếu như bộ dạng này quan tài, thật có đủ mạnh mẽ lực phòng ngự, luân hồi chi chủ, vậy tại hạ ngược lại là có thể thử một lần,
liền sợ. Diệp thần nói, không sao, nếu thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đó là trong mệnh ta kiếp số, ta không trách ngươi. Nói đi, Diệp thần xốc lên nắp quan tài, nằm đến trong quan tài đi, lên núi A. Phịch một tiếng đem cái nắp khép lại. Cơ Thiên Hàn một hồi kinh ngạc, nhưng thấy Diệp thần tâm ý đã quyết, hắn cũng không dám từ chối quá nhiều, lúc này ngưng khí thành liên, trói lại quan tài đồng, chính mình kéo quan tài đi lên núi. Diệp thần thân ở trong quan tài đồng, liền cảm thấy từng đợt sụp đổ khí, xâm phạt tự thân. Cái này toái niết quan tài đồng, bản thân liền là cường đại sụp đổ kỳ quan, người bị phong ấn ở bên trong, lọt vào sụp đổ sức mạnh xung kích, liền muốn thân hồn băng diệt, hóa thành nước mủ. Bất quá, Diệp thần tinh thông sụp đổ pháp, hơn nữa sớm đã luyện hóa toái niết quan tài đồng, cho nên hắn một chút vận công, cơ thể liền cùng chung quanh sụp đổ khí hòa làm một thể, cũng không nhận được tổn thương chút nào. Người tại trong quan tài, Diệp thần có thể nghe phía bên ngoài Cơ Thiên Hàn tiếng bước chân, vô cùng trầm trọng chậm chạp. Rõ ràng, lấy Cơ Thiên Hàn thông thiên cảnh thực lực, muốn hắn lôi kéo một bộ trên quan tài núi, quả thực có chút phí sức. Hình thiên sơn ác liệt hoàn cảnh, vô tận lôi vân sấm sét, mưa đá hạt mưa, đôm đốp đánh vào trên quan tài, may mắn quan tài đồng đầy đủ kiên cố, cũng không có bị chung quanh tai hại đánh tan. Chỉ là đường núi gập ghềnh, Diệp thần người tại trong quan tài, từng trận sóc nảy chấn động, cỗ này cảm giác thực sự cảm thụ không được tốt cho lắm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp thần đột nhiên cảm thấy bên ngoài có mấy đạo khí tức cường đại buông xuống, cho dù người khác tại trong quan tài, cũng có thể cảm nhận được cái kia mấy đạo khí tức hung mãnh. Nội vực cường giả tới. Cảm nhận được bên ngoài khí tức cường đại, trong lòng Diệp thần lập tức run lên. Sau đó, hắn liền nghe phía ngoài truyền đến Cơ Thiên Hàn âm thanh, Tam công chúa, ngươi. Làm sao ngươi tới? Tiểu nhân khấu kiến Tam công chúa, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi ý vị, kéo quan tài động tác cũng ngừng. Ân, một đạo rất chống linh rất giọng nữ trong trẻo vang lên, người đứng lên, để cho bọn họ tới a. Cơ Thiên Hàn run giọng nói, là. Sau một khắc, Diệp thần cũng cảm giác quan tài bị hai người nâng lên, hơn nữa giơ lên quan tài giả bước đi như bay, không ngừng hướng về trên đỉnh núi chạy đi, xem chung quanh thiên tai như không, mà trong quan tài Diệp thần, cũng thấy vô cùng bình ổn. Cũng không còn một điểm sóc này. Rất nhanh, Diệp thần cũng cảm giác đỉnh núi đến, trời bên ngoài tai khí tức ngừng, chỉ có từng đợt thê lương phong thanh, quan tài cũng bị người thả xuống dưới. Luân hồi chi chủ, cần ta mời ngươi đi ra không? Đạo kia không linh giọng nữ, lại vang lên. Trong lòng Diệp thần thoáng qua muôn vàn ý niệm, tự động chậm rãi rời nắp quan tài, từ trong quan tài đồng đi ra, chỉ thấy trước mắt là cái tú mỹ nữ tử, người mặc màu trắng cung trang. Như nguyệt quang giáng trần, một đầu tóc xanh tại đỉnh núi trong gió phiêu động, đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cơ Thiên Hàn đang hết sức sợ sệt, đứng ở cái này cung trang nữ tử bên cạnh. Ngoài ra, cung trang nữ tử còn có ba cái người hầu, cũng là khí thức hùng hồn chiến sĩ giáp vàng, một người thủ hộ ở sau lưng nàng, hai người đứng ở Diệp thần bên cạnh cách đó không xa, vừa mới chính là hai cái này chiến sĩ giáp vàng giơ lên quan tài. Chỉ là cái này ba cái kim giáp người hầu. Thực lực liền vượt qua Cơ Thiên Hàn, cường hãn như thế thực lực, tại ngoại vực đủ để xưng bá, nhưng ở nội vực chỉ là người hầu, cung trang nữ tử thân phận có thể tưởng tượng được, nhất định là vô cùng tôn quý. Diệp thần thấy mình đã đi tới đỉnh núi, cung trang nữ tử sau lưng chính là tòa kia nghịch sinh âm dương đỉnh, chỉ cần có thể thôi động nghịch sinh âm dương đỉnh, Diệp thần liền có thể rời đi. Chỉ là, cái này cung trang nữ tử chính là nội vực cường giả, vừa mới Cơ Thiên Hàn lại để cho nàng làm tam công chúa. Thân phận nhất định là không thể coi thường, Diệp thần tự nhiên cũng không thể một tiếng gọi liền không đánh liền rời đi. Đa tạ cô nương tiễn đưa ta lên núi, tại hạ Diệp thần, vô cùng cảm kích, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Diệp thần bình tĩnh ôm quyền, đạo. Cung trang nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi có thể gọi ta Phản Thanh Ảnh, luân hồi chi chủ, người đại giá quang lâm ta Phản Thiên Thánh Địa, cũng không đi nội vực ngồi một chút sao. Diệp thần cười nói. Tại hạ bị thương rất nặng, nhu cầu cấp bách trở về chủ thế giới chữa thương, ngày khác nếu có duyên gặp lại, ta lại đến Phạm cô nương phủ thượng bái phỏng. Phản Thanh Ảnh cười cười, bỗng nhiên hỏi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Diệp thần nói, a, Phạm cô nương xin hỏi. Phản Thanh Ảnh nói, ngươi Phản Thiên Kiếm, là thế nào có được? Vừa mới Diệp thần thôi động Phản Thiên Kiếm, khí thức kinh động đến toàn bộ Phản Thiên Thánh Địa, Phản Thanh Ảnh cũng tương đối hiếu kỳ. Diệp thần là từ đâu có được Phản Thiên Kiếm, đây chính là cùng Phản Thiên Đại Thần tỉ mỉ tương quan thần khí,
thậm chí có thể nói là một loại nào đó tín vật, là người đại diện chứng từ. Trong lòng Diệp Thần run lên, vấn đề này, thực sự không tốt giảng giải, hắn nghĩ nghĩ, cũng không muốn nói dối, thản nhiên nói. Là Phạn Thiên chúc phúc, ban cho ta thanh kiếm này. Nghe được hắn lời này, Phạn Thanh Ảnh cùng nàng thủ hạ người hầu, còn có Cơ Thiên Hàn, đều lộ ra hâm mộ vẻ chấn động, có thể được đến Phạn Thiên chúc phúc, này đối Phạn Thiên con dân tới nói, là thiên đại vinh hạnh. Phạn Thiên lựa chọn ngươi, xem ra lão nhân gia ông ta, thật sự cho rằng ngươi là quang chi tử. Phạn Thanh Ảnh âm thanh yếu ớt, ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thần, giống như muốn xem thấu Diệp Thần trên người tất cả vận mệnh nhân quả, nhưng nàng chỉ có thấy được vô biên hỗn độn cùng mê vụ. Cái gì quang chi tử? Diệp Thần nghe được quang chi tử ba chữ này, trái tim giống như đột nhiên bị người dùng đại thủ nắm chặt một chút, liền hô hấp đều xuất hiện ngắn ngủi ngạt thở, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Quang chi tử, ba chữ này, tuyệt không đơn giản. Phạn Thanh Ảnh nói, cái gọi là quang chi tử, chính là thái sơ chi quang hóa thân, có truyền ngôn nói, 72 trụ thần đều không cách nào sáng thế, thái sơ phẫn nộ, quyết định tự mình ra tay, nó có một bộ hóa thân buông xuống trần thế, là vì quang chi tử. Cái này quang chi tử, sẽ kết thúc tất cả trụ thần vận mệnh, hắn sẽ đích thân sáng tạo ra quang huy hoàn mỹ thế giới. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức kinh ngạc, chỉ chính mình nói, người nói, ta là quang chi tử. Phạn Thanh Ảnh có chút ưu buồn lắc đầu, nói, ta không biết, đây chỉ là truyền thuyết, thậm chí quang chi tử có tồn tại hay không, đều không nhất định, nhưng Phạn Thiên Đại Thần đối với người mắt xanh tăng theo cấp số cộng, hắn hơn phân nửa cho là ngươi là quang chi tử. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, nghĩ đến Phạn Thiên đối với chính mình ký thác kỳ vọng bộ dáng, thật chẳng lẽ là cho là mình là cái gì quang chi tử. Phạn Thanh Ảnh lại nói, bất quá, còn có một cái khác hoàn toàn tương phản truyền thuyết. Diệp Thần vội vàng nói, còn có cái gì truyền thuyết? Phạn Thanh Ảnh nói, chính là u ác tính truyền thuyết thái sơ chi quang, cũng không phải là huy hoàng khắp trốn, mà là có một khỏa hắc ám u ác tính, ký sinh tại quá mới lên. Viên này u ác tính, thậm chí đã chuyển sinh trần thế, tại chư thiên tản hắc ám, vì cái gì Phạn Thiên thế giới hắc ám, từ đầu đến cuối trừ tận gốc không hết, cũng là bởi vì sau lưng có u ác tính tồn tại. Mà ngươi, luân hồi chi chủ, ngươi có thể chính là viên kia u ác tính. Diệp Thần càng là kinh ngạc, lại không hiểu cảm thấy có điểm buồn cười, nói, ta là u ác tính. Đây cũng là đạo lý gì? Phạn Thanh Ảnh nói, ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không là ngươi đi đến nơi nào liền sẽ sinh sôi ra sát lục cùng tai họa, sự cường đại của ngươi, là đạp lên vô số người máu tươi cùng thi cốt cường đại, liền như một khỏa u ác tính, dựa vào thôn phệ bình thường huyết nhục chất dinh dưỡng mở rộng. Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, Phạm cô nương, lời này của ngươi liền quá mức, ta là giết rất nhiều người, nhưng giết chết người, hơn phân nửa có đường đến chỗ chết, ta không thẹn với lương tâm. Phóng nhãn chư thiên, có thể tu luyện tới ta bước này, có cái nào không phải đạp trên hài cốt tới. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mặc dù Phạn Thanh Ảnh nói Diệp Thần là u ác tính, nhưng Diệp Thần đạo tâm cũng không có bị rung chuyển, hắn tin tưởng mình qua lại hết thảy đều là đáng giá. Xứng đáng không thẹn với lương tâm bốn chữ. Phạn Thanh Ảnh gặp Diệp Thần tức giận, vội vàng nói, xin lỗi, ta chỉ là nói cho ngươi có hai cái này truyền thuyết, chính là quang chi tử cùng u ác tính truyền thuyết. Ngươi đến cùng là quang chi tử, vẫn là u ác tính, không có người có thể xác định. Thậm chí ngay cả quang chi tử cùng u ác tính truyền thuyết, đều chưa hẳn thật sự. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, nắm quyền một cái, nói, ta không phải là cái gì quang chi tử, cũng không phải độc gì lựu. Thậm chí ta không phải là luân hồi chi chủ, ta gọi Diệp Thần, ta có của ta đạo, không phải bất luận người nào hóa thân cùng khôi lỗi. Phạn Thanh Ảnh nghe được câu này ngược lại là hứng thú, nói, người đạo lại là cái gì? Diệp Thần con mắt ngưng lại, không có chút gì do dự, nói, của ta đạo chính là tiến bộ dũng mãnh, bao trùm chư thiên, từng bước trèo lên trên, chờ ta bỏ tới đỉnh phong nhất, có thể trấn áp trụ thần, ta sẽ định nghĩa quy tắc của ta. Trước lúc này, ta sẽ hoàn thành trước thiên tổ sứ mệnh, thiết lập luân hồi địa ngục cùng trời quốc thẩm phán thế gian, nhưng cuối cùng ta tất nhiên sẽ siêu việt thiên tổ, làm không được cũng chỉ có chết, không có thứ hai con đường có thể đi. Tu vi càng tiến bộ, càng thâm nhập tiếp xúc đến thế giới chân tướng, Diệp Thần đạo tâm lại càng kiên định. Hắn đạo rất đơn giản, chính là trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng trèo lên trên, leo đến tối đỉnh phong, hắn coi như phóng cái rắm đều là chân lý. Hiện tại lời nói, hắn còn chưa có tư cách nói bừa quá nhiều.
Phạn Thanh Ảnh nghe xong Diệp Thần một phen, lập tức ngây dại. Nàng người hầu cùng Cơ Thiên Hàn cũng ngây dại, không nghĩ tới Diệp Thần dã tâm lớn như vậy, còn nghĩ siêu việt thiên tổ, trấn áp trụ thần. Bọn hắn xem như phản thiên con dân, nhưng cho tới bây giờ không có dám siêu việt trụ thần ý niệm. Phạn Thanh Ảnh xuất thần thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi, nói, trước lúc này, ngươi nhưng phải cẩn thận vì giờ nu giết ngươi, hắn là đem ngươi trở thành u ác tính. Diệp Thần nói, a. Phạn Thanh Ảnh nói, ngươi cùng vì giờ nu tín đồ, quá khứ có chút ân oán, hơn nữa trên người ngươi có Siva khí tức, càng thêm vì giờ nu không thích. Nhưng đáng sợ hơn, là vì giờ nu nhận định, u ác tính truyền thuyết là có thật, Thái Sơ Chi Quang bên trên ký sinh lấy một khỏa u ác tính, mà viên kia u ác tính đã chuyển sinh, chính là ngươi. Luân hồi chi chủ, tại vì giờ nu trong mắt, ngươi chính là viên kia u ác tính. Chỉ có giết ngươi, thế giới hắc ám mới có thể chân chính hóa giải. Diệp Thần cười nói, ta liền biết. Thôi, kẻ muốn giết ta có nhiều lắm, cũng không kém vì giờ nu một cái, Phạn Thiên cùng Siva cũng đứng tại ta bên này, ta còn có kiếm lời không phải. Phạn Thanh Ảnh nhìn xem Diệp Thần bộ dạng này rộng rãi bộ dáng, nội tâm vô cùng bội phục, không nghĩ tới Diệp Thần lại còn có tâm tư nói đùa. Bị trụ thần để mắt tới, cũng không phải cái gì chuyện tốt, coi như Phạn Thiên cùng Siva hữu tâm giữ gìn Diệp Thần, nhưng chỉ có ngàn ngày làm trộm đạo lý, không có ngàn ngày phòng trộm. Vì giờ nu muốn giết Diệp Thần mà nói, rồi sẽ tìm được cơ hội. Diệp Thần cũng không có quan tâm quá nhiều, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là, hắn hướng Phạn Thanh Ảnh nói. Tốt, Phạm cô nương, ta nên rời đi, mời ngươi tránh ra. Phạn Thanh Ảnh nhìn về phía sau mình nghịch sinh âm dương đỉnh, nói, luân hồi chi chủ, ngươi thật muốn đi rồi sao? Nghĩ chữa thương, có lẽ đi ta. Lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy, Diệp Thần lắc lắc đầu nói. Không cần, ta chỉ muốn mau chóng trở về chủ thế giới. Phú Tổ vẫn lạc, tinh không thần sơn lại bị chiếm giữ một đoạn, đáng sợ hơn chính là, có thể nhậm phi phàm, Phật Tổ, Gia Gia, còn có kỳ tưởng nhớ rõ ràng, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết bọn người, đều cho là Diệp Thần vẫn lạc. Luân hồi trận doanh mất đi người lãnh đạo, tùy thời có sụp đổ nguy hiểm, nếu như Diệp Thần lại không mau trở về mà nói, hậu quả khó mà lường được, hắn nhất thiết phải ổn định nhân tâm. Phạn Thanh Ảnh thở dài một tiếng, có chút không muốn, nhưng Diệp Thần đã quyết định đi, nàng cũng không tốt ngăn cản, nói. Ân, vậy ngươi cẩn thận, tòa này nghịch sinh âm dương đỉnh, có nghịch chuyển sinh tử vận mệnh, điên đảo âm dương càn khôn hiệu quả, là bàn tơ lão tổ pháp bảo, nhưng ở không không lúc nào khoảng không, lại là một kiện cấm kỵ chi khí. Diệp Thần nói, bàn tơ lão tổ pháp bảo, cấm kỵ chi khí. Phạn Thanh Ảnh nói, đúng vậy, bàn tơ lão tổ. Chính là 72 trụ thần một trong, là một vị nữ thần, là trưởng quản vận mệnh chi đạo thần minh, nhưng trên thực tế vận mệnh sợi tơ như bàn tơ xen lẫn, bàn tơ lão tổ chính mình cũng không thể hoàn toàn trưởng khống. Nàng từng phát hạ đại thệ nguyện, muốn trưởng khống tất cả trụ thần vận mệnh, dã tâm lớn đến không biên giới, kết quả gặp phản phệ, như bàn tơ một dạng vận mệnh sợi tơ đem nàng triệt để quấn quanh, nàng sống sờ sờ bị ghim chết, cơ thể vẫn lạc, khí huyết hóa thành vận mệnh đạo pháp tắc. In vào thiên ma đạo phương phía trên. Đến nỗi linh hồn của nàng, thì tại trong hủy diệt chi hải chịu khổ. Diệp Thần ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ, nói, truyền thuyết thiên đạo sáu mệnh, có sinh sinh đạo, tử hồn đạo, sát lục đạo, bầu trời đạo, vũ trụ đạo, vận mệnh này đạo chính là thứ nhất, nguyên lai là cái này bàn tơ lão tổ mệnh pháp. Phạn Thanh Ảnh nói, đúng vậy a, như hôm nay đạo sáu mệnh, sinh sinh đạo về nguyên thiên đế. Từ hồn đạo về hồn thiên đế, vũ trụ đạo cùng bầu trời đạo đều ở trên thân thể ngươi, sát lục đạo đã từng là viễn cổ đại thần thiên đấu sát thần pháp tắc, vận mệnh này đạo từng từ một cái gọi lãnh khuynh xương nữ tử kế thừa, về sau nàng cũng bị vận mệnh sợi tơ ghim chết, là hình thiên chủ dùng cái này nghịch sinh âm dương đỉnh, đem nàng phục sinh. Thiên đạo 6 trong số mệnh, vận mệnh đạo khó khăn nhất trưởng khống, hơi không cẩn thận, chính mình liền sẽ bị vô biên vô hạn, mênh mông phức tạp vận mệnh sợi tơ quấn quanh ngạt thở. Tất cả pháp tắc bên trong, vận mệnh nhất là mờ mịt thần bí, liền trưởng khống tự thân vận mệnh đều vô cùng gian khổ, chớ nói chi là còn muốn điều khiển vận mệnh của người khác. Diệp Thần nghe Phạn Thanh Ảnh một phen, có loại cảm giác ngộ đạo một dạng, lại hỏi. Vậy cái này nghịch sinh âm dương đỉnh, lại vì sao là cấm kỵ chi khí? Phạn Thanh Ảnh nói, rất đơn giản, pháp bảo này là tinh không bỉ ngạn bên trên đồ vật, không nên xuất hiện tại không không lúc nào khoảng không. Tòa này nghịch sinh âm dương đỉnh, còn có điên đảo càn khôn âm dương, nghịch chuyển sinh tử hiệu quả, càng là ghê gớm,
không không lúc nào giữa không trung, một chút tồn tại đặc thù, là không thể phục sinh, tỉ như siêu phẩm thiên đế, không thể nói cường giả, trụ thần đại lý người, những thứ này đặc thù tồn tại, cũng là không thể phục sinh. Đây là thiên đạo quy củ, nếu như phục sinh những thứ này đặc thù tồn tại, liền tương đương nghịch thiên, khiêu chiến thiên đạo quy củ, thiên đạo tất nhiên hạ xuống thiên phạt lôi giận. Trước kia hình thiên chủ, liền triệu hoán nghịch sinh âm dương đỉnh buông xuống, đồng thời ở đây sống lại lãnh khuynh xương, hắn sợ thiên đạo hàng giận, bây giờ đã mang theo hình chi mảnh vụn ẩn nấp đi, không biết tung tích, tòa này nghịch sinh âm dương đỉnh, cũng lưu tại ở đây. Diệp thần ánh mắt nhìn nghịch sinh âm dương đỉnh, trong lòng hơi động, trước kia hình thiên chủ, có thể dựa vào đỉnh này phục sinh lãnh khuynh xương, vậy hắn có thể hay không dùng để phục sinh vũ tổ. Vũ tổ là siêu phẩm thiên đế, muốn phục sinh hắn, vô cùng gian khổ, Diệp thần có thể nghĩ tới biện pháp, chính là vận dụng luân hồi sách, trở lại quá khứ, thay đổi kết cục. Nhưng khởi động luân hồi sách, thay đổi quá khứ, sắt vừa phát động toàn thân, rất có thể toàn bộ thế giới đều muốn bị thay đổi, đại giới cùng không thể dự đoán phong hiểm đều quá lớn. So sánh dưới, dùng cái này nghịch sinh âm dương đỉnh, phục sinh vũ tổ, ngược lại là một biện pháp tốt hơn, coi như thiên đạo hàng phạt, đại giới lại lớn, cũng không khả năng có luân hồi sách ảnh hưởng lớn. Phạn Thanh Ảnh tựa hồ nhìn ra Diệp thần tâm tư, lắc lắc đầu nói, luân hồi chi chủ, người muốn dùng tòa này nghịch sinh âm dương đỉnh, phục sinh vũ tổ sao? Cái này không thể nào. Diệp thần nói, vì cái gì? Phạn Thanh Ảnh chỉ vào nghịch sinh âm dương đỉnh, nói, ngươi xem một chút tòa này đỉnh, tổn hại đã vô cùng lợi hại, trước kia hình thiên chủ làm cho sau khi dùng qua, pháp bảo này linh khí nội tình còn kém không tiêu hao thêm tận, về sau lại gặp trọng trọng thiên kiếp gặp trắc trở. Cho tới hôm nay đã không sai biệt lắm trở thành sắt vụn, ngươi coi như muốn dùng nó ly khai nơi này, có chút khó khăn, chớ nói chi là phục sinh vũ tổ. Diệp thần nhìn kỹ lại, quả nhiên liền thấy, nghịch sinh âm dương đỉnh bên trên có từng cái thật nhỏ vết rách, như giống như mạng nhện phân bố, cả tòa đỉnh cơ hồ muốn phá toái đồng dạng. Thật thành sắt vụn sao? Diệp thần lập tức có chút bất đắc dĩ, còn nghĩ dùng tòa này đỉnh tới phục sinh vũ tổ, nhưng hiện tại xem ra không quá thực tế. Phạn Thanh Ảnh nói, người muốn phục sinh vũ tổ, có thể đợi tương lai phi thăng tinh không bị ngạn lại nói, ân, bất quá đến lúc đó, người cũng đã quên vũ tổ đi. Diệp thần nói, sẽ không, ta sao lại quên đi ta sư tôn. Phạn Thanh Ảnh nói, vũ tổ nuốt phần thiên kiếp hỏa tự bạo, kiếp hỏa tấn diệt hết thảy của hắn, bao quát hắn trên thế gian tồn tại nhân quả vết tích, bên ngoài chắc có rất nhiều người, quên vũ tổ tồn tại, trí nhớ của ta cũng tại mơ hồ, nghĩ đến người cũng gần như. Diệp thần lắc đầu, không nói gì thêm. Phần thiên đại kiếp xác thực kinh khủng, kiếp hỏa nổ tung sau, đủ để đem một cái siêu phẩm thiên đế vết tích, từ thế gian triệt để xóa đi. Nhưng, vũ tổ là Diệp thần sư tôn, Diệp thần há lại sẽ quên. Hắn đã sớm ở trong lòng, vô số lần niệm tụng vũ tổ tên, khắc cốt ghi khắc lấy, dù cho kiếp hỏa tẫn diệt, cũng không thể ma diệt trong lòng của hắn ý chí. Phạn Thanh Ảnh gặp Diệp thần không nói chuyện, yếu ớt thở dài một tiếng. Nói, tốt, không nói, ngươi phải ly khai, ta giúp ngươi, viên này thiên đế mã não ngươi cầm, đánh vào trong nghịch sinh âm dương đỉnh bên trong, liền có thể khởi động đỉnh này, điên đảo càn khôn, trở lại ngươi chủ thế giới đi. Nàng lấy ra một khỏa màu xanh trắng ngọc thạch, óng ánh trong suốt, tràn ngập linh khí nồng nặc, đưa tới Diệp thần trong tay. Đa tạ, Diệp thần cũng không có giả mồm cái gì, lúc này thu. Tòa này nghịch sinh âm dương đỉnh, linh khí đã sớm khô kiệt. Muốn thúc dục mà nói, cần ngoài định mức năng lượng bổ sung. Phạn Thanh Ảnh viên này thiên đế mã não, dường như là thu thập thiên đế huyết tủy sau chú tạo ra thứ gì, linh khí năng lượng 10 phần dồi dào, dùng để khởi động nghịch sinh âm dương đỉnh là hoàn toàn đầy đủ. Diệp thần cầm thiên đế mã não, nhanh chân đi đến nghịch sinh âm dương đỉnh phía trước, quay đầu nhìn qua Phạn Thanh Ảnh. Phạn Thanh Ảnh cũng tại ngắm nhìn hắn, ba cái kim giáp người hầu cùng Cơ Thiên Hàn thì xuôi tay đứng nghiêm, cung tiễn Diệp thần. Diệp thần hồi tưởng mấy ngày nay tại Phạn Thiên Thánh Địa kinh nghiệm, thời gian mặc dù ngắn, nhưng lại cho hắn tinh thần mang đến trùng kích cực lớn. Phạn Thiên Kiếm, Siva, Vizanu, còn có Quang Chi Tử, U Ác Tính, đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là thế giới chân tướng, cái gì là hư vọng hoang ngôn, Diệp thần đã phân biệt mơ hồ. Hắn biết, con đường này, không cách nào quay đầu lại, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Ta đi, Phạm cô nương. Cáo từ. Diệp thần hướng Phạn Thanh Ảnh nở nụ cười, liền chuẩn bị bóp nát thiên đế mã não thôi động nghịch sinh âm dương đỉnh rời đi. Nhưng lúc này,
một đạo kiếm quang giống như thiên ngoại phi tiên phá vỡ hư không, hướng hắn tật chạm mà đến. Đạo này cực kỳ hung mãnh, vạn trọng hào quang bành trướng, chỉ một thoáng chiếu sáng hình thiên sơn mạch bầu trời tối tăm. Phạn Thanh Ảnh biến sắc, vội vàng phi thân lên, linh khí dâng lên, con mắt hóa thành kim sắc, hai tay mở ra một đạo pháp tắc che chắn, ngăn trở một kiếm này. Nhưng thương một cánh quân ở giữa, nàng ứng đối đến cũng có chút miễn cưỡng, lập tức kêu lên một tiếng. Công chúa đại nhân, ba cái kim giáp người hầu kinh hãi, nhao nhao bang rút ra bội đao, nhìn chăm chú từ phía chân trời bắn tới hai thân ảnh. Một người cầm đầu là người nam tử, người mặc dệt lụa hoa lưu vân cẩm bào, khí tức tôn quý, tướng mạo lại cùng Phạn Thanh Ảnh có 4-5 phần tương tự, tựa như huynh muội đồng dạng, có được 10 phần tuấn lãng. Một người khác cưỡi cửu vĩ hồ, chính là Dạ Hàn. Tiêu Hàn Tinh, là ngươi. Phạn Thanh Ảnh nhìn thấy cái kia cẩm bào nam tử buông xuống, ánh mắt lập tức phát lạnh. Hai hoàng tử điện hạ, ngươi, ngươi cũng tới. Cơ Thiên Hàn nhìn thấy nam tử này, thân thể liền run rẩy một chút, lộ ra chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Tam muội, ngươi sao có thể thả đi luân hồi chi chủ? Hắn nhưng là ký sinh tại trên Thái Sơ chi quang u ác tính a. Hắn là u ác tính chuyển sinh, phải cắt đứt chu diệt mới là. Cẩm bào nam tử cười nhẹ một tiếng, hai đầu lông mày tràn đầy xâm nghiêm chi ý, cùng Dạ Hàn sóng vai lơ lửng tại thiên không bên trong. Dạ Hàn là đỉnh cấp thiên đế, lại cưỡi cửu vĩ hồ, khí thế đã là vô cùng hừng hực, nhưng cái này cẩm bào nam tử, khí tức cùng Dạ Hàn so sánh, thế mà cũng không kém cỏi chút nào, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Luân hồi chi chủ, người hôm nay trốn không thoát. Dạ Hàn nhìn thẳng Diệp Thần, trong mắt tràn đầy như dã thú tàn khốc hung mang. Diệp Thần sầm mặt lại, Dạ Hàn vốn là đã bị hắn Phạn Thiên Kiếm giết lùi, bây giờ lại đi mà quay lại, hiển nhiên là nhận được cái này cái gì nhị hoàng tử Tiêu Hàn Tinh trợ lực. Mà cái này nhị hoàng tử Tiêu Hàn Tinh, rõ ràng cùng Phạn Thanh Ảnh một dạng, cũng là trong nội vực cường giả. Phạn Thanh Ảnh đối với Diệp Thần còn 10 phần ôn hòa khách khí, nhưng cái này Tiêu Hàn Tinh, lại là một mặt xâm nghiêm sát khí bộ dáng, tựa hồ hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Luân hồi chi chủ, ngươi rời đi trước, ở đây giao cho ta xử lý. Phạn Thanh Ảnh biết rõ tình thế nghiêm trọng, cũng chỉ sợ Diệp Thần xảy ra chuyện, liền gọi hắn nên rời đi trước. Tiêu Hàn Tinh cười nói, tam muội, hôm nay ngươi có thể không bảo vệ luân hồi chi chủ, ta một người không để lại các ngươi, nhưng tăng thêm Dạ Hàn công tử là đủ rồi. Nói đi, Tiêu Hàn Tinh liếc Dạ Hàn một cái, hai người vô cùng có ăn ý, Dạ Hàn gật đầu một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết, quát lên. Cửu vĩ, bộc phát a. Hắn cắn nát đầu ngón tay, thiên đế khí nở rộ, máu tươi từ màu đỏ hóa thành kim sắc, lại đem màu vàng huyết bôi ở cửu vĩ hồ trên trán. Gào. Trong chốc lát, cửu vĩ hồ bộc phát ra một cỗ kinh thiên gầm rú, như cửu thiên lôi đình nổ tung, chấn động đến mức toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Thân thể của nó, tại Dạ Hàn máu tươi dưới sự kích thích, giống như là bị nhen lửa, vĩ thú huyết mạch cũng cực hạn sôi trào lên, toàn thân nổ lên như ngân hà bàng bạc yêu khí màu xám. Thân thể điên cuồng bành trướng, trong khoảnh khắc trở nên tựa như núi cao cực lớn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tại cửu vĩ hồ bàng bạc vĩ thú uy áp bên dưới, hình thiên núi không ngừng băng liệt, xuất hiện từng cái khe nứt to lớn, loạn thạch phá toái bay loạn. Đây mới thật sự là thiên tai a. Thật mạnh. Diệp Thần cùng Phạn Thanh Ảnh nhìn thấy cửu vĩ hồ vào tới, đều là con ngươi co vào. Hắn một tiếng quát nhẹ, cửu vĩ hồ liền gầm thét cuồng hướng mà ra. Chín cái đuôi điên cuồng đung đưa, giống như chín đầu đại mãng, cuồng bạo uy áp ép bạo hư không, đem phiến thiên địa này xé rách ra vô số vết nứt màu đen. Dạ Hàn như pho tượng đứng vững vàng tại cửu vĩ hồ trên đỉnh đầu, duy trì lấy hai tay kết ấn tư thế, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đi! Một bên Cơ Thiên Hàn càng là lên tiếng kinh hô, chỉ có thần vương tu vi hắn, tại cửu vĩ hồ dưới sự uy áp, nội tâm chỉ có vô tận sợ hãi. Loại này cấp bậc sức mạnh, đã không phải là hắn có thể chống lại. Hình thiên sơn mạch tràn ngập đủ loại ác liệt thiên tai, nhưng các loại thiên tai, cùng bây giờ cuồng dã bộc phát cửu vĩ hồ khí thức so sánh, đơn giản chính là gió xuân hiu hiu, không đáng giá nhắc tới. Ta muốn, ăn ngươi. Vĩ thú, là ta vĩ thú. Cửu vĩ hồ khóe miệng chảy xuôi nước bọt, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nó có thể tinh tường bắt được trong cơ thể của Diệp Thần huyết long khí thức. Trong ngủ mê huyết long, trong thân thể dung hợp đại lượng vĩ thú năng lượng, cỗ năng lượng này đối với cửu vĩ hồ tới nói, quả thực là nghịch thiên một dạng dụ hoặc. Hô! Cửu vĩ hồ thân thể cao lớn thế mà nhảy lên,
trong cổ họng phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, chín cái đuôi đồng thời vung ra, hóa thành chín đạo kim sắc thất luyện, hướng về Diệp Thần oanh kích mà đi. Cẩn thận! Phạn Thiên Thánh Thể, mở! Phạn Thanh Ảnh thấy thế, vội vàng phi thân huy kiếm tới cứu, nàng biết Diệp Thần vẫn là trạng thái hư nhược, đối mặt như vậy điên cuồng cửu vĩ hồ, chỉ sợ khó mà đối kháng. Ông! Nàng trên thân kiếm nổ lên một cỗ hào quang sán lạn khí, đôi mắt cùng làn da đều có một chút đặc thù kim sắc hoa văn nổi lên, thể chất tại lập tức trở nên mạnh mẽ rất nhiều, thân kiếm kim mang như sông lớn bao phủ, quả thực là ngăn trở cửu vĩ hồ chín cái đuôi oanh kích. Nhưng, Dạ Hàn cùng cửu vĩ hồ cực hạn bộc phát, uy thế vẫn là quá mãnh liệt, Phạn Thanh Ảnh cứng rắn chống đỡ nhất kích, kêu lên một tiếng, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt. Dưới tay nàng ba cái người hầu, vội vàng vây quanh đi lên. Hiện lên tam giác trận thế, đem nàng bảo hộ ở giữa. Tam muội, không cần vùng vẫy. Tiêu Hàn Tinh lạnh lẽo nở nụ cười, hắn cũng ra tay rồi, kiếm trong tay huy động, kim sắc kiếm quang như sóng chiều gào thét mà ra. Kiếm đạo của hắn, cùng Phạn Thanh Ảnh hiển nhiên là sư xuất đồng môn, song phương lực lượng ngang nhau, đơn đả độc đấu mà nói, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Nhưng Tiêu Hàn Tinh bên này, lại có Dạ Hàn cùng cửu vĩ hồ trợ trận. Thế cục đã rất rõ ràng, bọn hắn chiếm hết ưu thế. Diệp Thần sắc mặt nặng nhiên, chỉ thấy Phạn Thanh Ảnh tại Tiêu Hàn Tinh cùng Dạ Hàn giáp công phía dưới, chiến đấu vô cùng phí sức, thủ hạ ba cái kim giáp người hầu, rất nhanh liền có hai người trọng thương ngã xuống đất. Nếu là chỉ có Tiêu Hàn Tinh cùng Dạ Hàn, đó còn dễ nói, nhưng còn có một đầu cửu vĩ hồ, một trận chiến này thật sự là không có cách nào đánh. Phạm cô nương, thanh kiếm này ngươi cầm. Diệp Thần gặp nguy không loạn. Lập tức ném ra Phạn Thiên Kiếm. Thân thể của hắn mặc dù suy yếu trọng thương, nhưng đạo tâm của hắn, tinh thần của hắn, lại không có mảy may thương tổn, đối với trong cõi U Minh Cát Hung Hỏa Phúc, thấy rõ phải vô cùng tinh chuẩn. Bây giờ, Diệp Thần giống như phúc trí tâm linh, liền biết phá cục mấu chốt, là Phạn Thiên Kiếm. Phạn Thanh Ảnh tiếp lấy Diệp Thần quăng ra Phạn Thiên Kiếm, lập tức ngẩn ngơ. Cái này Phạn Thiên Kiếm, thế nhưng là Phạn Thiên Đại Thần tín vật A. Thậm chí có thể nói là người đại diện chứng từ, giá trị chi chân quý, không cách nào tưởng tượng, nhưng Diệp Thần thế mà hào phóng như vậy, trực tiếp liền ném cho nàng. A, là Phạn Thiên Kiếm. Tiêu Hàn Tinh nhìn thấy Phạn Thanh Ảnh kiếm trong tay, lập tức đại chấn. Trạng thái hoàn mỹ Phạn Thiên Kiếm, giống như thiên đạo hoa lệ mênh mông, lúc này Phạn Thanh Ảnh kiếm trong tay, lại như sắt vụn chế tạo, toàn thân hắc ám, nhưng kể cả như thế, thanh kiếm này ẩn chứa vô thượng quyền năng. Vẫn là kinh thiên động địa. Đặc biệt là đối với Phạn Thiên Thánh Địa con dân tới nói, thanh kiếm này càng là không cho phép kẻ khác khinh nhờn thánh vật. Phạn Thiên Kiếm ở đây, như Phạn Thiên Đại Thần đích thân tới. Ai dám ngỗ nghịch? Phạn Thanh Ảnh cấp tốc lấy lại tinh thần, một tiếng quát mắng, linh khí quán chú đến Phạn Thiên Kiếm bên trong, cả thanh kiếm lập tức ông ông tác hưởng, Phạn Thiên trong Thánh Địa rất nhiều tín ngưỡng khí tức đều bị điều động, ùng ùng ở chân trời hội tụ thành một mảnh vòng xoáy màu vàng óng. Trước đây Diệp Thần vận dụng Phạn Thiên Kiếm, có thể triệu hồi ra Phạn Thiên Đại Thần hư ảnh, nhưng Phạn Thanh Ảnh sử dụng này kiếm, chỉ là dẫn phát vòng xoáy khí tượng, cũng không gặp Phạn Thiên đích thân tới. Rõ ràng, so sánh với Phạn Thanh Ảnh, Phạn Thiên càng tán thành Diệp Thần. Đương nhiên, coi như Phạn Thiên không có tự mình buông xuống, hội tụ ở trên trời kim sắc tuyển qua, trong đó uẩn nhưỡng tích góp tín ngưỡng năng lượng, cũng đầy đủ kinh khủng. Kim sắc tuyển qua bên trong, có ngàn vạn phù văn lập lòe. Đó đều là dính đến thế giới bản nguyên pháp tắc phù văn, so với thiên ma đạo phương còn muốn vĩ đại thần bí. Thiên ma đạo phương thượng pháp tắc, vốn chính là từ Phạn Thiên vĩ đại thân thể hoa văn bên trên nghĩa rộng đi ra ngoài, xem như tinh xảo bắt chước phẩm, nhưng lại tinh xảo cũng chỉ là bắt chước, vạn vật khởi nguyên, thế giới căn nguyên, tại Phạn Thiên trên thân. Bây giờ, Phạn Thanh Ảnh chấp trưởng Phạn Thiên Kiếm, điều động trên trời vòng xoáy năng lượng, tựa như khu ngự thiên đạo đồng dạng, phi thường cường hãn. Nàng vung lên kiếm, hoác rồi một tiếng, màu vàng ánh sáng như là thác nước từ trên trời giáng xuống, giống như kinh thế kiếm mang chém giết hướng Tiêu Hàn Tinh cùng Dạ Hàn. Tiêu Hàn Tinh cùng Dạ Hàn đều là hoảng hốt, vội vàng lách mình tránh né. Diệp Thần gặp Phạn Thiên Kiếm hữu hiệu, lập tức trong lòng thư giãn một chút, nhân tiện nói. Phạm cô nương, ta đi, người bảo trọng. Người chấp trưởng Phạn Thiên Kiếm, đủ để đối phó bọn hắn, tương lai chúng ta có duyên gặp lại. Nói đi, Diệp Thần liền bóp nát thiên đế mã não, từng sợi linh quang thả ra, quán chú đến nghịch sinh âm dương đỉnh bên trong. Có nhiên liệu bổ khuyết, nghịch sinh âm dương đỉnh một chút liền vù vù đứng lên, phát ra răng rắc tiếng vang,
đồng thời bay lên, nở rộ từng sợi quang hoa, một cỗ điên đảo càn khôn, rối loạn âm dương, thậm chí là nghịch chuyển vận mệnh khí tức, mênh mông cuồn cuộn phóng xuất ra. Diệp Thần chỉ cảm thấy chung quanh thời không điên đảo, không gian chiều không gian bích chứng phảng phất không tồn tại, hắn đã có thể bắt được chủ thế giới tọa độ. Luân hồi chi chủ, người muốn đi, vậy cái này thanh kiếm. Phạn Thanh Ảnh nhìn lại Diệp Thần, chần chờ không chắc. Phạn Thiên Kiếm quá chân quý, Diệp Thần cứ như vậy kín đáo đưa cho nàng, nàng sợ chính mình hưởng thụ không dậy nổi. Diệp Thần nói, người cầm trước, tương lai cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ lần nữa buông xuống nơi đây, có chuyện gì, đến lúc đó lại nói. Diệp Thần cũng không có nói nhảm quá nhiều, lập tức thôi động nghịch sinh âm dương đỉnh, muốn trở về chủ thế giới. Cái này Phạn Thiên Kiếm, kỳ thực chỉ có Phạn Thiên Thánh Địa trong, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, tại ngoại giới tác dụng không lớn, Diệp Thần giữ lại cũng là vứt xuống luân hồi trong mộ địa hít bụi. Bây giờ Dạ Hàn, Cửu Vĩ Hồ, Tiêu Hàn Tinh liên tay tới công, tình thế nguy cấp, hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem Phạn Thiên Kiếm giao cho Phạn Thanh Ảnh. Lúc chia tay cuối cùng, Diệp Thần nhìn thấy Dạ Hàn cùng Tiêu Hàn Tinh phẫn nộ quát mắng xông lên, muốn ngăn cản hắn, nhưng bị Phạn Thanh Ảnh một kiếm giết lùi. Có Phạn Thiên Kiếm phụ trợ, Phạn Thanh Ảnh quả thực là vô địch, thực lực cùng khí thế không thua bất luận kẻ nào. Tại nàng dưới sự che chở, Diệp Thần cuối cùng là thuận lợi rời đi Phạn Thiên Thánh Địa. Theo một hồi trời đất quay cuồng một dạng không gian loạn lưu ba động, không không lúc nào khoảng không chủ thế giới một chỗ vắng vẻ hắc ám trong thái không, một đạo bạch quang thoáng qua, Diệp Thần thân ảnh nổi lên. Cuối cùng trở về, vẫn là nơi này khí tức thích hợp ta hơn. Diệp Thần thở dài một hơi, mặc dù trước mắt bốn phía một vùng tăm tối, nhưng hắn thần thức thả ra ngoài, liền có thể tinh tường cảm giác được, nơi này đích xác chính là không không lúc nào khoảng không chủ thế giới, hắn có thể bắt được luân hồi tinh giới, tử thần giáo đoàn, thiên khư thần điện các loại quen thuộc tồn tại. Đến nỗi cổ tinh môn, đã triệt để hủy diệt, vũ tổ tự bạo mang đi hiên viên vương linh hồn, bây giờ cổ tinh môn cũng tại không không lúc nào khoảng không xóa tên, mặc dù trong chư thiên còn có một số còn sót lại tàn dư tồn tại, nhưng đã không có thành tựu. Một chút cổ tinh môn phân bộ thế lực, toàn bộ lựa chọn mai danh ẩn tích liền như vậy mai danh ẩn tích, dù sao tường đổ mọi người đầy, coi như Diệp Thần không đuổi theo diệt cổ tinh môn dư nghiệt, thế lực khác cũng sẽ có mổ heo đoạt bảo ý nghĩ. Trận đại chiến này, Diệp Thần trừ tận gốc cổ tinh môn uy hiếp, nhưng đại giới cũng quá lớn, vũ tổ chết, mà chính hắn cũng thiếu chút vẫn lạc. Đáng sợ hơn là, toàn bộ không không lúc nào khoảng không, tất cả thế lực, đều cho là hắn vẫn lạc. Trước đây trên trời rơi xuống mưa đen quỷ dị khí tượng, tỏ rõ lấy thiên đạo đều là Diệp Thần mất đi cảm thấy tiếc hận. Nhưng trên thực tế, Diệp Thần cũng chưa chết, chỉ là bị cuốn vào Phạn Thiên Thánh Địa, mà Phạn Thiên Thánh Địa ngăn cách, nếu như không có trụ thần tiếp dẫn hoặc thủ đoạn đặc thù, căn bản không có khả năng ra vào. Diệp Thần lần này, cũng là dựa vào nghịch sinh âm dương đỉnh mới thuận lợi rời đi. Mà tại hắn sau khi ra ngoài, nghịch sinh âm dương đỉnh cũng triệt để sụp đổ, hóa thành từng khối mảnh vụn cặn bã. Tòa này nghịch sinh âm dương đỉnh, là trong truyền thuyết, 72 trụ thần, bàn tơ lão tổ pháp bảo, mang theo nghịch chuyển vận mệnh, điên đảo âm dương chi uy. Bất quá đương sơ, hình thiên chủ dùng để phục sinh lãnh khuynh xương sau, pháp bảo này liền cơ hồ hao hết năng lượng, lại bởi vì là cấm kỵ chi khí, vì thiên đạo chỗ không dung, cho nên một mực lưu lại hình thiên núi chi đỉnh, cũng không có người dám đụng vào. Diệp Thần lần này sử dụng, liền để đến chiếc đỉnh lớn này, triệt để tiêu hao hết tất cả tinh hoa, triệt để phá toái. Tòa này nghịch sinh âm dương đỉnh, nếu như ta đúc lại mà nói, có lẽ có thể đem ra phục sinh vũ tổ sư tôn. Nhưng, đi nơi nào tìm tài nguyên, chế tạo một tòa nghịch sinh âm dương đỉnh, cần thiết hao phí tài nguyên, cùng chế tạo vĩ đại kỳ quan cũng không xê xích gì nhiều a. Diệp Thần trong lòng bàn tưởng nhớ lấy, hắn có rất nhiều muốn chế tạo, coi như hao hết toàn bộ không không lúc nào chống không tài nguyên. Cũng là không đầy đủ, bây giờ cũng căn bản không cách nào lấy ra tài nguyên đi chế tạo nghịch sinh âm dương đỉnh. Cùng lãng phí thời gian đi đúc lại nghịch sinh âm dương đỉnh, chẳng bằng đi Mỹ Thần Cung, giúp thần sắc đẹp cùng Nguyên Thiên Đế cùng một chỗ chế tạo sinh tử phong thần bi, đây là bây giờ lại càng dễ thực hiện. Trong lòng Diệp Thần các loại ý niệm lấp lóe, Phu Tổ là siêu phẩm thiên đế, muốn phục sinh hắn quá gian nan, coi như chế tạo ra nghịch sinh âm dương đỉnh, hắn cũng không xác định có thể hay không 100% phục sinh thành công. Nhưng sinh tử phong thần bi thì bất đồng, đây là Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế trước mắt tại cướp tạo vĩ đại kỳ quan, song phương đều là này chút xuống tất cả tâm huyết. Phía trước Diệp Thần cùng cổ tinh môn một trận chiến, thiên nữ cũng tới hỗ trợ,
chỉ là muốn mời hắn đi Mỹ Thần Cung, hỗ trợ cùng một chỗ chế tạo sinh tử phong thần bi. Cái này sinh tử phong thần bi, đồng dạng có nghịch chuyển sinh tử hiệu quả, hơn nữa hiệu quả so nghịch sinh âm dương đỉnh, còn cường hãn hơn không chỉ gấp 10 lần, lấy ra phục sinh vũ tổ là dư xài. Cẩn thận suy nghĩ tính toán, Diệp Thần trong lòng liền có quyết định, bước kế tiếp, hắn tính toán đi Mỹ Thần Cung, giúp Nguyên Thiên Đế cùng thần sắc đẹp cùng một chỗ chế tạo sinh tử phong thần bi, một cái có thể dùng đến phục sinh vũ tổ, thứ hai cái này cũng là đối phó Hồn Thiên Đế chỗ mấu chốt. Bây giờ Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế hai vị trí cường, tranh đấu giữa bọn họ, ai có thể cười đến cuối cùng, thì nhìn ai trước tiên đánh tạo ra sinh tử phong thần bi. Ta như phục sinh vũ tổ, có thể hay không đem Hiên Viên Vương cũng cùng một chỗ phục sinh. Trong lòng Diệp Thần phút chốc run lên, lưng phun lên thấy lạnh cả người. Phía trước vũ tổ nuốt lấy phần thiên đại kiếp kiếp hỏa thời điểm, cũng dẫn đến đem Hiên Viên Vương linh hồn cũng nuốt, Hiên Viên Vương còn kêu gào lấy muốn đoạt xá. Vũ tổ tại thời khắc sống còn, thân thể của hắn kỳ thực đã cùng Hiên Viên Vương linh hồn hòa làm một thể. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần liền có loại vô cùng cảm giác bất an. Nếu là hắn phục sinh vũ tổ, sợ rằng sẽ đem Hiên Viên Vương cũng cùng một chỗ phục sinh. Thôi, về sau sự tình, sau này hãy nói. Diệp Thần lắc đầu, mặc dù nội tâm có cỗ bất an mãnh liệt, nhưng bất kể như thế nào, vũ tổ chắc chắn là muốn phục sinh, coi như cũng dẫn đến đem Hiên Viên Vương sống lại, hắn cũng không hối hận, nhiều nhất bất quá tái chiến một lần. Bây giờ ta quay về chủ thế giới, nhất định phải chiêu cáo chư thiên, chiêu cáo luân hồi trận doanh, ta trở về. Ta Diệp Thần, còn chưa chết. Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn ra xa không không lúc nào khoảng không mênh mông hắc ám hư không, từ bóng tối vô biên bên trong thấy được ngàn vạn vũ trụ cùng đếm không hết nhật nguyệt tinh thần, nội tâm của hắn bỗng dưng dâng lên một cỗ hùng hùng tráng khí, ngửa mặt lên trời hét lớn. Ta Diệp Thần, trở về. Theo Diệp Thần một tiếng phát hô, hắn như hồng trung đại lữ một dạng âm thanh, liền phảng phất tiếng sấm ầm ầm, cấp tốc hướng chư thiên thời không khuếch tán ra. Mãnh liệt tinh thần ý chí ba động, tại toàn bộ không không lúc nào khoảng không nhấc lên vô tận gợn sóng. Toàn bộ không không lúc nào khoảng không, vô số giới vực, vô số thế lực, tại trong chớp mắt, liền đều nghe được Diệp Thần âm thanh. Ta Diệp Thần, trở về. Cái này đơn giản 6 cái chữ, tựa như bom nổ dưới nước đồng dạng, dẫn bạo toàn bộ không không lúc nào khoảng không, kinh động chúng sinh, vang vọng nhật nguyệt. Diệp Thần thân thể, cũng bạo phát ra vô cùng minh mông khí tượng. Kim quang rực rỡ bành trướng, hắn hiển hóa ra một tôn luân hồi Phật tổ Pháp tướng, cao vạn trượng Phật đà Pháp tướng, ông ông tác hưởng, vô tận luân hồi Phật quang nở rộ ra đi. Ở đó luân hồi Phật Pháp cùng nhau đằng sau, còn có một đạo luân hồi bàn hư ảnh, rất nhiều luân hồi chi vật, bích lạc hoàng tuyển đồ, luân hồi thánh hồn thiên, long đằng mệnh tinh, liệt nhật mệnh tinh, đêm tối mệnh tinh, thiên hỏa mệnh tinh, thần giáp mệnh tinh, ma ngục mệnh tinh, trần bia, viêm bia, thiên bi các loại, cùng nhau nở rộ thần mang. Chiếu rọi chư thiên. Giờ khắc này, toàn bộ không không lúc nào khoảng không, luân hồi tinh giới, thiên khư thần điện, tử thần giáo đoàn, hồng quân trận doanh, hồn tộc, xấu thần tộc, mỹ thần cung các loại, vô số thế lực, đều nhìn thấy Diệp Thần toát ra tia sáng, thời không đang rung chuyển, thiên hoa loạn trụy, hào quang tràn ngập, luân hồi khí trùng thiên. Trong chớp mắt, chư thiên chấn động. Luân hồi chi chủ trở về. Trời ạ, hắn không phải vẫn diệt sao? Hắn còn chưa có chết. Đây là bực nào đại khí vận, hắn lại còn sống sót. Vô số kinh ngạc rung động âm thanh, chưa từng không lúc nào khoảng không các nơi truyền ra, Diệp Thần còn chưa có chết, thậm chí quay về đến không không lúc nào khoảng không chủ thế giới. Luân hồi tia sáng chiếu rọi chư thiên, cái kia cỗ mãnh liệt tinh thần ý chí đạo tâm ba động, đủ để cho mỗi người tâm hồn lay động. Đếm không hết cường giả, phóng xuất ra thần thức của mình, tính toán bắt giữ Diệp Thần vị trí chỗ. Nhưng thời khắc này Diệp Thần, đã vận chuyển dạ hoàng trải qua, cùng không không lúc nào chống không hắc ám hòa làm một thể, hắn tự như chính là hắc ám một bộ phận, ẩn nấp trong bóng đêm, tất cả thiên cơ nhân quả giống như đêm tối đen kịt một màu, cho dù là siêu phẩm thiên đế, cũng không cách nào khóa chặt Diệp Thần vị trí. Diệp Thần còn không nghĩ bại lộ chính mình, bởi vì hắn bây giờ còn rất suy yếu, hiển hóa một điểm luân hồi khí tượng, chiêu cáo chư thiên hắn trở về, cái này còn có thể làm đến. Nhưng nếu như cùng người giao thủ chiến đấu, hắn có thể liền có chút cố hết sức. Nhậm tiền bối, Phật tổ, ra ra, ta trở về, các ngươi không cần phải lo lắng, ta còn chưa chết. Ta rất nhanh liền sẽ trở về. Trong lòng Diệp Thần thì thào, đem chính mình còn chưa có chết tin tức, chiêu cáo luân hồi tinh giới,
để cho Nhậm Phi Phàm bọn người không cần lo lắng. Bất quá, hắn cũng không có lập tức trở về đi, trở về luân hồi tinh giới phía trước, Diệp Thần còn nghĩ đi một chỗ. Chỗ kia, chính là Vũ Tổ tự bạo chi địa, Diệp Thần muốn đi nhớ lại một chút. Vũ Tổ mang theo phần thiên kiếp hỏa tự bạo, hắn siêu phẩm thiên đế khí tức, còn có phần thiên kiếp hỏa cuồng bạo lực phá hoại, đem một tinh vực tinh thần vạn vật, cũng dẫn đến thời không pháp tắc, nhân quả pháp tắc các loại, toàn bộ hủy diệt đi. Liền xem như Nhậm Phi Phàm, Hồng Quân lão tổ loại này cấp bậc cường giả, cũng chỉ là biết Vũ Tổ tự bạo, nhưng không biết tự bạo địa điểm đến cùng ở nơi nào, bởi vì nhân quả pháp tắc đều bị hủy diệt rơi mất, mảy may dấu vết không còn. Thậm chí, tại không không lúc nào khoảng không, Vũ Tổ tồn tại qua vết tích, đều đang nhanh chóng phai mờ, rất nhiều người đối với Vũ Tổ ký ức, đã mơ hồ, thậm chí tiêu thất, giống như bọn hắn chưa bao giờ nhận biết Vũ Tổ. Đây là phần thiên kiếp hỏa lợi hại, nổ tung hủy diệt, cũng dẫn đến đem người nhân quả vết tích, tồn tại vết tích, toàn bộ xóa đi. Thậm chí ngay cả Diệp Thần chính mình, nếu như không tận lực ghi khắc mà nói, hắn cũng biết quên đi Vũ Tổ. Đây chính là phần thiên đại kiếp đáng sợ, hủy diệt hết thảy, phá hư hết thảy. Người khác không biết Vũ Tổ tự bạo địa điểm, nhưng Diệp Thần biết, bởi vì hắn có thể bắt được phần thiên đại kiếp năng lượng ba động, trước mắt không không lúc nào giữa không trung, có phần thiên đại kiếp dấu vết chỗ, cũng chỉ có một chỗ, vậy tất nhiên chính là Vũ Tổ tự bạo vẫn lạc chi địa. Vận chuyển dạ hoàng trải qua, Diệp Thần thân dung vào không không lúc nào khoảng không trong bóng tối, tại trong vô tận hắc ám xuyên thẳng qua, rất nhanh là đến Vũ Tổ tự bạo nơi ngã xuống, đó là một mảnh đã hủy diệt đi tinh hệ. Mảnh này tinh hệ, triệu tỷ tỷ khỏa nhật nguyệt tinh thần, cũng tại Vũ Tổ siêu phẩm thiên đế hung mãnh nổ tung, còn có phần thiên kiếp hỏa thiêu đốt phía dưới, hóa thành cho tàn, theo thời gian để nguội, những thứ này cho tàn lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một quả màu đỏ sậm tinh cầu khổng lồ. Viên này màu đỏ sậm tinh cầu khổng lồ, là một mảnh dung nham thế giới, mặt trên còn có ngàn vạn ngọn núi lửa đang phun trào, nóng bỏng nham tương không ngừng chảy, thậm chí có chút núi lửa phun lên nham tương, thế mà đột phá đại địa gò bó, phóng lên trời, phun ra đến trong thái không, tạo thành một màn vô cùng nguy nga cảnh tượng. Diệp Thần trước mắt hành tinh khổng lồ này, giống như là một vầng mặt trời, mặt trên còn có Vũ Tổ tan nát huyết nhục năng lượng ba động. Viên tinh cầu này, cũng là mảnh này phá diệt hỗn độn trong tinh hệ, duy nhất tồn tại đồ vật. Vũ Tổ sư tôn, ta tới thăm ngươi. Ngươi yên tâm, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem ngươi phục sinh. Diệp Thần nhìn xem trước mắt tinh cầu, nội tâm vô hạn nhớ lại, quyết tâm lại là vô cùng kiên định, bất kể như thế nào, hắn tương lai nhất định sẽ nghĩ biện pháp phục sinh Vũ Tổ. Viên tinh cầu này có Vũ Tổ tàn toái huyết nhục ba động, bản thân cũng có thể làm là tài liệu, đối với phục sinh Vũ Tổ hữu dụng. Lập tức, Diệp Thần liền nghĩ đem viên tinh cầu này thu, nhưng tinh thần hắn tại tinh cầu bên trên quét qua thời điểm, lại bỗng dưng phát hiện, phía trên lại có một đạo sinh linh khí tức. Có người. Phát hiện một màn này, Diệp Thần lập tức hơi kinh ngạc, viên tinh cầu này còn có phần thiên kiếp hỏa còn sót lại ba động, liền xem như thông thiên cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện tới gần, nếu không phải bị đốt thành tro. Diệp Thần là bởi vì kèm theo thần giáp mệnh tinh thủ hộ, tự thân lực phòng ngự cường hãn, lúc này mới không sợ. Đây rốt cuộc là ai, thế mà ở trên viên tinh cầu này. Mang theo tâm tình nghi ngờ, Diệp Thần hạ xuống trên viên tinh cầu này, liền thấy ngàn vạn núi lửa đang phun trào, đại địa một mảnh rạn nứt, đỏ thẫm nóng bỏng nham tương khắp nơi chảy xuôi. Diệp Thần điều động thần giáp mệnh tinh năng lượng, thủ hộ tự thân, nhanh chân tiến lên. Không cần đã lâu, đang khắp nơi rạn nứt đỏ bừng dung nham đại địa bên trên, Diệp Thần liền thấy một người. Đó là một thiếu nữ, càng là không được mảnh vải, không có chút nào trói buộc thân thể, đang hai tay bão nguyên kết ấn, xếp bằng ngồi dưới đất, hai con người minh hợp lấy. Diệp Thần ánh mắt rơi vào trên người của cô gái kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Tại cái này đỏ thẫm nóng bỏng, dung nham trải rộng tinh cầu bên trên, thiếu nữ này tồn tại lộ ra phá lệ đột ngột, nhưng lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thêm mỹ. Nàng nhìn qua ước chừng 17. 18 tuổi, da thịt trắng nõn như ngọc, lộ ra một loại nhàn nhạt phấn hồng, phảng phất là từ tinh khiết nhất ngọc thạch điêu khắc thành. Mặc dù bây giờ, đối phương cũng không bất luận cái gì che lấp, nhưng ánh mắt cũng không bất luận cái gì dục vọng cảm giác, ngược lại cho người ta một loại thánh khiết không tì vết ấn tượng,